Mời các bạn theo dõi chương 1141 của tác phẩm Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Dương Thần lắc đầu, bắt đầu dùng thiên địa chi lực, chuẩn bị luyện hóa kẻ mặc áo choàng đen kia bất cứ lúc nào. Tôi biết, tôi có thể không phải là đối thủ của cô, nhưng ít nhất thì cô cũng phải cho tôi biết, thứ cô lấy là gì? Tên đó là gì? Dương Thần vốn tưởng rằng nói như vậy thì ít nhất Athena sẽ suy nghĩ một chút để nói thứ gì đó. Nhưng không ngờ, người phụ nữ cao ngạo này chỉ hừ lạnh một tiếng, "Hừ, đồ ngu ngốc." ngươi tưởng ngươi là ai chứ còn chưa dứt lời vừa rồi còn vận thiên địa chi lực mà bây giờ dương thần đã bị cứng đơ ở giữa không trung hoảng sợ phát hiện ra mình không thể nhúc nhích một nhà lao không gian kiên cố có đủ hàng trăm tầng trong nháy mắt athena đã hình thành nên quy luật không gian của athena căn bản không thể tìm ra được cũng có thể nói tốc độ quá nhanh mặc dù poseidon cũng có thể vận dụng được không gian hàng trăm tầng nhưng cũng cần phải có quá trình không giống như athena chỉ làm trong khoảnh khắc không gian song song xung quanh dương thần dường như là một không gian được xây bằng bê tông không có một khe hở nào là thứ mà từ trước đến nay dương thần chưa từng cảm nhận được athena không chỉ ép không gian song song này trong nháy mắt thậm chí còn ép được độ dày của không gian thiên địa chi lực của dương thần trong nháy mắt mất đi cảm ứng linh khí trời đất cũng không có cách nào kết nối được với dương thần hỗn độn đỉnh kia sau khi mất đi sự khống chế thì lơ lửng ở trên không chờ đợi chủ nhân triệu tập lại nhưng vì thiếu đi sự khống chế mà kẻ mặc áo choàng đen ở trong đỉnh đã được giải phóng hoàn toàn. Kẻ mặc áo choàng đen quét một luồng chân nguyên lực, cuối cùng cũng chạy thoát khỏi phạm vi khống chế của Hỗn Độn Đỉnh. Nhìn thấy Dương Thần như một tên tù nhân không thể chống cự bị giam cầm ở trên không trung, không thể nhúc nhích, gã liền cười vài tiếng quái dị, "Ha ha, thực lực của Athena các hạ, ngươi có thể mạo phạm được sao? Thật không biết trời cao đất dày là gì." Dương Thần nghẹn đỏ mặt, không ngừng phóng thiên địa chi lực ra hy dùng hai thiên hỏa là tam muội chân hỏa và quy thủy để phá vỡ không gian hàn thủy sung quen xét cho cùng sự lĩnh ngộ quy luật không gian của athena đã đạt đến trình độ cao mà bản thân khó có thể tưởng tượng được giống như hai đội quân đối chọi với nhau mình vẫn cầm súng trường súng tự động đánh lục chiến còn người ta cầm radar đạn đạo thậm chí là trực thăng ném bom đôi bên đều dùng những vũ khí nhiệt nhưng lại có tính chất khác nhau ngay cả thái thanh thần lôi kiếp của tu sĩ hoa hạ nhà ngươi còn chưa hoàn toàn nắm vững hết được không bằng mấy người của hai vạn năm trước căn bản ngay cả ảnh hưởng đến lợi thế của ta cũng không có nếu như không nhìn ra thân phận hades thì hôm nay nhất định ta phải nghiêm trị ngươi lúc này dương thần không tức giận nổi vì người phụ nữ này không phải nói khoác mình thực sự không là đối thủ của cô ta nhưng dương thần cũng không cảm thấy tủi nhục mọi người đều sống được hàng vạn năm lại là hai đại cao thủ đứng đầu của thần tộc bản thân mình thực sự muốn có thể trở thành vô địch thiên hạc như vậy đúng là lấy khăn che mắt thánh rồi trong lòng lẩm bẩm sớm muộn gì cũng phải tụt váy người phụ nữ này xuống nhưng lúc này lại nhận thức được rằng ở lại trên núi này lo gì không có củi đốt được rồi được rồi tôi nhận thua tôi đầu hàng dương thần giơ hai tay lên khoan thai cười khổ athena dường như cũng không có hứng thú nhiều với dương thần khẽ phẩy tay một cái kẻ mặc áo choàng đen chợt hiểu ý Chiếc hộp u ám kia liền được giao cho Athena. Trong mắt Athena lần đầu tiên lộ chút biểu cảm, đó là một niềm vui sướng. Từ từ mở chiếc hộp màu xám này ra, thấy thứ vật chất băng hàn màu xanh lam bên trong, lại nhìn đến viên bi màu vàng, Athena không kìm được xúc động, khẽ run nhẹ, "Đúng vậy, chính là nó, chính là nó, Ostios, quả nhiên ngươi làm được một việc tốt, đúng là có giá tâm thật, không ngờ dùng đến trái tim của Ribia để đặt." Athena yên lặng lẩm bẩm vài cái tên nhưng Dương Thần lại nghe được những thứ mơ hồ như đám sương mù. Dương Thần tỉ mỉ giải những câu nói thuộc về thần thoại Hy Lạp. Mặc dù biết những thứ này chỉ là những thứ do các vị thần tạo nên. Sau đó có người cải biên, rồi lại có những câu chuyện xưa mơ hồ không có thật. Nhưng, rất nhiều tên của các thần minh, trên cơ bản không có tên người. Eustachius chắc là một thái thản thần, tượng trưng cho các vì sao. Còn Ribia là mẹ đẻ của y một nữ thần có trái tim được làm bằng đá ở trong truyền thuyết hiểu được ý của Athena, bảo vật tổ truyền của nhà họ Park không ngờ có liên quan đến thần tộc. Hơn nữa, đây là thứ mà tên Eustachios gửi đến, chiếc hộp này được tạo thành từ trái tim của Ribia, nói như vậy thì Ribia thực sự là có trái tim bằng đá. Thứ phải gửi đến một cách đầy chắc trở này rốt cuộc là thứ gì? Không đợi dương thần nghĩ kỹ, Athena đã dùng một tay để âu yếm vật thể hàn khí màu xanh lam kia. Sơ lên hóa ra ở đây, trong mắt Athena chợt lóe lên, bỗng nhiên đưa tay lấy ra vật thể màu xanh lam bên trong thứ vật thể hàn khí màu xanh lam kia bay lơ lửng giữa không trung phát ra một thứ ánh sáng đẹp dạng ngời lúc này dương thần cuối cùng cũng dựa vào việc tấn công không ngừng dùng tam muội chân hỏa đốt hàng rào không gian mấy trăm tầng để thoát ra ngoài cảm nhận thấy thứ ánh sáng màu xanh lam đang bay lơ lửng trên trời không ngờ lại phát ra một loại thần uy quen thuộc đây là không đợi dương thần xác nhận thì một thần uy có tính chất tương tự và một thần uy quen thuộc khác từ hướng Tây đang di chuyển. Đến, Ali tóc bạc bay phấp phới, mặc một chiếc váy được dệt bằng tơ, và Stern cởi trần, mặc một chiếc quần ngắn. Hai anh em nhà này không ngờ đã gỡ bỏ được quy luật không gian. Đi tới nơi này, Ali vẻ mặt vô cùng vui mừng nhưng cũng có cả sự hoang mang. Nhìn thứ ánh sáng màu xanh lam đang lơ lửng kia, hô lên một tiếng, Selin, Selin của ta, còn Stern thì lại kinh ngạc nhìn Athena đang mặc chiếc váy màu đen. Là cô, đã hơn 500 năm không gặp, cô thức tỉnh khi nào vậy, lại nhìn thoáng qua dương thần đang ngây dại ở bên cạnh. Hades, người cũng ở đây, các người, đây là, Apollo đừng nói nhảm nữa. Athena liếc nhìn hai anh em nhà này một cái, Artemis, Selin của ngươi mất tích hơn hai vạn năm, là bị Eustrios lấy trộm, y e dùng Selin của ngươi, đóng băng trái tim của Gaia, còn giết chết mẹ của y là Ribia rồi lấy trái tim của bà để chịu tài, chặn đại dự ngôn thuật của ta, mặc dù phải tốn không ít công sức, nhưng đến bây giờ vẫn bị ta đoán ra được kẻ có trái tim của Gaia là ai. Bây giờ, ngươi lấy Selin của ngươi, ta muốn lấy trái tim của Gaia. Ali, Artemis giật mình há hốc mồm, nhìn thứ nhỏ bé tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, thất thanh hỏi, không ngờ đúng là trái tim của Gaia, nhưng phất tay một cái, vầng sáng màu xanh lam lập tức hút hòn bi màu vàng ở trong da. Giống như những kẻ lãng du đã lâu chưa trở về với mẹ, hưng phấn quấn mấy vòng quanh thân của Artemis, sau đó dòng nước màu xanh đó ngưng động thành một cây cung dài, cao bằng một người, thái dương chi hỏa của cây trường cung này và Helios của Apollo ngưng tụ khác nhau. Quanh thân toàn là những cột băng trong suốt, tạo thành một đôi cánh xinh đẹp như pha lê, hàn khí và thứ ánh sáng màu xanh lam lung linh tỏa ra làm người khác phải sợ hãi. Đúng là thần khí của nữ thần mặt trăng thần cung Selene. Dương thần nhìn cây trường cung kia một cách đầy ngưỡng mộ. Dù sao thứ này ít nhất cũng được gọi là thần khí. Vẻ ngoài lại đẹp hơn nhiều so với một vài pháp bảo hoa hạc. Quy lực Helios của Apollo rất phi phàm, Selene e rằng cũng không sánh được. Nhưng trái tim của Gaia là thứ gì? Gaia, dương thần đương nhiên biết đến. Được coi là thần minh cấp tổ mẫu của các vị thần. Có thể nói là thần minh sớm nhất. Cô ta được sinh ra từ hỗn độn. Thậm chí còn là mẹ lớn theo cách nói trong thần thoại sẽ là bà nội của Ad. Tổ mẫu của Athena, nhưng bây giờ Dương Thần lại không cảm thấy tình hình thực sự này và hệ thống của những câu chuyện thần thoại kia giống. Nhau, chỉ hận một nỗi là Hades cũng muốn chết một cách thoải mái. Nhưng chưa được giải thích rõ ràng, cứ đi như vậy sẽ khiến cho đầu óc mình mơ hồ. Athena thấy trái tim của Gaia đã được giải phóng ra ngoài. Hài lòng phẩy tay một cái, nhẹ nhàng cất trái tim của Gaia vào trong túi. Sân cau mày nói, Athena, Astraeus phải nỗ lực phong ấn trái tim của Gaia như vậy. Làm sao mà cô tìm ra nó? Tại sao tìm ra được ư? Ừ, Apollo, câu hỏi của ngươi, ngươi không cảm thấy ngu xuẩn sao? Chúng ta năm đó bị thua. Chẳng phải vì không có gan sử dụng trái tim của Gaia sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên bộ dạng ban đầu của chúng ta? Thực lực của ngươi không bằng bây giờ. Ngươi có cảm thấy thỏa mãn không? Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1142 của tác phẩm Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Đối mặt với câu hỏi ngược lại đầy lạnh lùng, không một chút biểu cảm của Athena, Apollo và Artemis ngây người tại chỗ, không khỏi trầm tư, anh em hai người này ít khí trở nên trầm tĩnh, lần đầu tiên Dương Thần cảm nhận được hai người này không phải là không quan tâm đến thần minh, mà là những người già đã sống hàng vạn năm, trong mắt hai người giống như có vô vàn ký ức ùa về, đầy những đắng cay mặn ngọt. Trong những năm tháng thăng trầm đó, bọn họ đã chứng kiến quá nhiều trận chiến, đầy mê man. Trên thực tế, Dương Thần ở một bên cũng có chút bối rối. Ý gì vậy? Thực lực của Apollo không đủ. Chẳng lẽ sức mạnh của các vị thần, từ lúc sơ khai không phải như thế này, gió thổi lạnh thấu xương, bóng đêm đen như mực, nhiệt độ không khí giảm xuống đến mức cực điểm. Sau một hồi yên tĩnh khá lâu, Apollo bỗng nhiên thở dài một cách đầy chua sót, nói, Athena, thôi đi, như vậy quá điên cuồng ngu xuẩn, trong mắt Athena hiện lên sự thất vọng, người tưởng trái đất không phải của chúng ta, mà là của loài người sao, trong vũ trụ, không có bất kỳ một thứ gì là của riêng cả, một chủng tộc hùng mạnh cũng có những nhược điểm của nó. Cho dù chúng ta không hủy hoại trái đất này, nhưng sớm muộn cũng có một ngày, một chủng tộc thấp kém như loài người cũng sẽ kéo tinh cầu của mình vào tử cốc. Giao những tinh cầu tương tự như vậy vào tay của những chủng tộc thấp kém đó để tiêu hao một cách từ. Từ, chi bằng để cho thần tộc của chúng ta thống trị tuổi thọ còn lại của nó. Artemis nhíu mày nói, này, Athena, sao cô lại độc đoán như vậy? Cho dù cô có làm sống lại trái tim của Gaia, tất cả các chủ thần còn lại như chúng ta được khôi phục lại sức mạnh như ban đầu. Đánh bại kẻ đó, cứu ép ra, chiếm lấy tinh cầu này thì có ích lợi gì chứ? Tộc người của chúng ta đã không tồn tại rồi, lẽ nào phải dựa vào những người này đến phục hưng lại toàn bộ thần tộc sao? Athena dường như ngây người nhìn hai anh em nhà này, không cần theo lối suy nghĩ của các người, với thân phận của ta, tất cả đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của ta, tương lai sẽ không thay đổi, các người chỉ cần lặng im mà chờ đợi, chờ đợi thực lực được phục hồi, chờ đợi ngày thần tộc được phục hưng lại, chẳng lẽ, đại dự ngôn thuật của cô nhìn thấy được sự phục hưng của thần tộc? Sao? Apollo khó hiểu hỏi, trong mắt Athena lộ ra một vẻ quái gì, dường như hướng đến anh em Apollo để truyền đạt cái gì đó, nhưng lại không nói ra. Apollo và Artemis liếc nhau một cái, trong mắt hai người hiện lên một thứ cảm xúc hỗn tạp. Athena không muốn nhiều lời, cho dù là những người quen biết nhau hàng vạn năm cũng không có hứng thú nói nhiều. Ra hiệu cho kẻ mặc áo choàng đen ở bên cạnh, rồi biến mất tại chỗ. Kẻ mặc áo choàng đen cười quái dị vài tiếng, sau đó là một cơn gió xoáy quét qua, Dương Thần thậm chí còn chưa kịp định thần thì đã không cảm nhận được chút mùi nào của Athena nữa. Tốc độ của quy luật không gian cực nhanh khiến người khác phải run sợ chết tiệt thứ này lại bị lấy mất rồi như vậy còn mặt mũi nào mà gặp trinh tú chứ dương thần buồn rầu vuốt mặt stern và ali dường như cũng đã quen với tính cách này của athena nên cũng không cảm thấy bất ngờ xoay người lại stern có chút tò mò nói hades sao ngươi cũng ở đây xung đột gì với athena à sao lại chỉ có xung đột thôi chứ còn bị nhốt vào một lúc rồi dương thần cười khổ nói stern cười to cùng với Ali nhìn Dương Thần một cách quỷ quái, người cũng to gan thật, người phụ nữ đó không phải là kẻ dễ chơi đâu, vui giận thất thường, làm việc độc đoán, không ai có thể khống chế được cô ta, người không thể làm gì được cô ta đâu, không để người sống giờ chết giờ đã là may cho người rồi đấy. Stern nói, Dương Thần bĩu môi, vội vàng hỏi, đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó nữa, các người hãy mau nói cho tôi biết trái tim của Gaia là thứ gì đi. Tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy để giấu không cho Athena tìm ra chứ? hơn nữa tại sao cô ta nói sức mạnh của các người không đủ stern và ali lộ vẻ khó xử có chút đau thương không nói gì dương thần bối rối này đừng có mà tỏ vẻ đấy còn muốn giấu tôi sao athena nói tôi là một thành viên của thần tộc ali lắc đầu không phải hades chúng ta không phải là không coi ngươi là người một nhà thần tộc của chúng ta chỉ nhìn thấy thần cách không nhìn xuất thân ngươi đã thừa kế thần cách của hades đối với chúng ta mà nói ngươi chính là người một nhà vậy tại sao còn giấu không nói? Bởi vì, rất đau thương. Ali buồn bã buông tiếng thở dài, khóe mắt hơi ươn ướt nói. Tóm lại, người đừng có bắt chúng ta nói về chuyện trái tim của Gaia nữa. Chuyện đó cách đây đã hàng vạn năm rồi, sau khi chúng ta đến trái đất đã không còn nghĩ về những hồi ức đó nữa. Người yên tâm đi, cho dù Athena có lấy được trái tim của Gaia thì thực ra cũng đã không làm gì được nữa rồi. Thực lực của chúng ta thực sự có liên quan đến trái tim của Gaia nhưng nếu như thực sự có thể tìm lại được thì chúng ta sớm đã nỗ lực tìm rồi bây giờ cô ta làm như vậy cũng chỉ là phí công mà thôi dương thần rõ ràng cảm nhận được hai anh em nhà này không muốn nhiều lời nhưng nhìn bộ dạng sầu não của hai người họ hắn lại không đành lòng truy hỏi thêm nghĩ kỹ một chút christine cũng chưa từng nhắc tới những thứ này xem ra thực sự đã rất lâu rồi hơn nữa thần tộc không muốn nói thêm về chuyện cũ mặc dù đầy sự nghi ngờ nhưng Dương Thần cũng biết không phải lúc nghĩ ngợi lung tung. Có truy hỏi thêm cũng không tìm ra gì, nên bèn nói lời tạm biệt hai người, trở về đống hoang tàn của ngân hàng Thụy Sĩ, Trinh Tú và Park Chuan còn đang ở dưới tầng ngầm, cũng không biết đã thoát khỏi khó khăn chưa. Đợi Dương Thần rời đi, Ali và Sơn đều thở phào nhẹ nhõm, chúng ta đã giấu Hades như vậy, có phải quá không công bằng với hắn không? Ali có chút bất đắc dĩ, hỏi, Sơn vỗ vỗ bả vai em gái nói, việc này cũng là bất đắc dĩ. Athena đã bảo chúng ta không được quấy dày kế hoạch của cô ta. Chúng ta và những người khác nên phối hợp với cô ta. Anh nghĩ nếu như Poseidon và Aphrodite ở đây cũng sẽ lựa chọn việc tin tưởng Athena thôi. Dù sao Hades cũng còn quá trẻ, tuổi, chắc hắn sẽ không hiểu được. Trong những năm tháng trường kỳ đó, mỗi ngày nhìn thấy người của mình chết đi, là một nỗi thống khổ vô cùng. Ali ảm đạm gật đầu, cúi đầu nhìn thần cung Selin ở trên tay, mỉm cười, đúng vậy. Hoan nghênh ngươi trở về, người thân của ta. Trên thần cung Serin, hàn quang lưu truyền, ánh hào quang màu xanh lam tỏa ra, giống như muốn nhắm vào đâu đó. Về tới bên ngoài của khu cất giữ của ngân hàng Thụy Sĩ, Dương Thần phát hiện ra, dưới sự chỉ đạo của Kim Chun, đã có những chuyên gia phụ trách đến giải cứu Park Joan và Trinh Tú. Sau khi Park Joan hôn mê tỉnh lại, cảm thấy vô cùng đau đớn và hổ thẹn với tổ tiên khi làm mấy bảo vật gia truyền của nhà họ Park, liền khóc tại chỗ cảm kích trước ơn cứu mạng của Dương Thần. Dương Thần cũng xấu hổ, mặc dù tu vi của bản thân tăng lên cực nhanh, nhưng thực lực của Athena lại cao hơn mình bây giờ. Nếu muốn đuổi kịp cô ta, e rằng không phải là chuyện một sớm một chiều, vì vậy cũng không thể giúp ông ấy lấy đồ về được. Huống hồ vật đó căn bản là hai vật của thần tộc. Mặc dù không rõ trái tim của Gaia được sử dụng như thế nào, nhưng nhìn thấy Athena coi trọng nó như vậy thì chắc là một huyền cơ được cất giấu. Trinh Tú thấy Dương Thần bình an vô sự, ngược lại thở phào nhẹ nhõm an ủi ông ngoại thực ra cô cũng không đau lòng lắm đối với việc bảo vệ một bảo bối đầy mê tín của gia tộc như vậy cô không tin lắm sau khi trở về nhà họ park park choan nhanh chóng uống thuốc an thần để nghỉ ngơi tinh thần và thể xác của trinh tú cũng đã thấm mệt cô cũng lên lầu đi ngủ dưới sự phục vụ của cô hợp ầm chê ông dương thần trở về phòng mình thấy lâm nhược khê đang quấn chăn nằm trên giường giả bộ ngủ không khỏi giờ khóc giờ cười nằm xuống đệm dưới đất cũng không nói câu gì với cô mà lặng yên ngồi đó. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần vẫn không động tĩnh gì liền cố ý làm bộ xoay người. Muốn nhìn xem rốt cuộc Dương Thần đang làm gì, thấy Dương Thần không ngờ ngồi đó. Thở dài nói, Dương Thần chết tiệt, Dương Thần thối tha, anh ra ngoài lâu như vậy, không nói nguyên nhân sao. Dương Thần mở một bên mắt, nói, anh sợ quấy dày sự yên tĩnh của bà xã, anh biết rõ là em đang đợi anh, đừng giả bộ nữa. Ha ha, Dương Thần nghiêm mặt nói, thực ra cũng không có gì ông park bị dọa dương thần kể lại sự việc nhưng không nhắc đến việc của athena tránh để cho lâm nhược khê lo lắng chỉ nói mình đã đánh kẻ mặc áo choàng đen chạy mất đồ thì vẫn chưa lấy lại được lâm nhược khê nháy mắt mấy cái tại sao mấy chuyện phức tạp đó cứ theo anh vậy đối với những chuyện này lâm nhược khê đã coi như chuyện bình thường rồi ngáp dài một cái nằm xuống giường mơ hồ hỏi anh ngồi làm gì vậy không ngủ à dương thần gật đầu nhắm mắt nói vừa rồi đánh nhau với kẻ mặc áo choàng đen kia, chân nguyên của gã khiến anh cảm thấy gì đó, anh muốn lĩnh ngộ một cách kỹ càng, chân nguyên của kẻ mặc áo choàng đen đó chính là một loại hình thái chân nguyên trí âm trong trời. Đất, còn có một đặc tính ăn mòn nhất định, trải qua sự luyện hóa của hỗn độn đỉnh đã khiến Dương Thần hiểu rõ. Dương Thần suýt hiểu được Minh Thủy, có mang một chút hương vị như nhau, kẻ mặc áo choàng đen tất nhiên đã vượt qua Minh Thủy. Chắc đã đến Nhược Thủy. Nếu không cũng sẽ không vững vàng áp chế được mình khi mình không dùng hỗn độn đỉnh. Cho nên, có thể gợi ý cho Dương Thần như vậy, cũng không kỳ lạ gì. Dương Thần đắm chìm trong thế giới của mình, cứ thế đêm tối dần qua đi, đợi cho đến lúc trời sáng, Dương Thần mới từ từ mở mắt, sau đó liền thấy trên chiếc giường lớn bên cạnh mình, Lâm Nhược Khê nằm ở giữa, mở to mắt, nhìn mình một cách hiếu kỳ. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1143 của tác phẩm Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Dương thần không nói không rằng, quay đầu, nhìn người phụ nữ đỡ đối diện, mắt mở to, cứ như vậy khoảng hơn 3 phút, Lâm Nhược Khê bị Dương thần nhìn chăm chăm, hai má tự dưng ửng hồng. Ơ, ờ, Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng mở miệng hỏi, Dương thần lắc đầu, còn hai điểm, hai điểm, hai điểm nào, hai điểm, trước ngực em, khóe miệng Dương thần hiện lên một nụ cười đầy hàm ý. Còn vươn cổ ra, lâm nhược khê ngây người ra một lúc hơi cúi thấp đầu hai má lúm đồng tiền ửng đỏ ngượng ngùng cổ của chiếc áo ngủ hơi rộng vừa hay bên trong lại không mặc áo ngực gò bông đảo ẩn hiện sau lớp áo tạo thành một khe sâu hai nhũ hoa lộ ra một cách đầy bí ẩn cuộc sống của hai vợ chồng rất êm đềm dáng người lâm nhược khê càng ngày càng mê hoặc người khác nhưng bình thường vẫn che đậy trái bánh đó nên hai điểm đó thực sự không thể nhìn thấy được anh là đồ thối tha dương thần tôi đánh chết anh lâm nhược khê vội vàng kéo cổ áo dùng chiếc gối đập liên hồi vào người dương thần dương thần cười lớn đứng dậy bổ nhào về phía trước ôm lấy người vợ ngã xuống giường hôn tới tập lên mặt của người phụ nữ hít hà hương thơm quyến rũ trên người cô điều đó khiến cho hắn cảm thấy sảng khoái nhược khê yêu dấu tại sao khi anh muốn lĩnh ngộ một thứ gì đó thì lại lĩnh ngộ không ra dương thần hơi buồn giàu rõ ràng cảm nhận được tất cả mọi thứ đều ở gần ngay trước mắt nhưng lại không sờ vào được minh thủy cũng giống như người phụ nữ tuyệt đẹp ở trước mắt, cô chỉ che thân mình sau một lớp vải mỏng, nhưng vì lớp vải mỏng đó mà hắn vẫn không thể sờ vào được thân thể thực sự của cô. Lâm Nhược Khê cảm thấy bàn tay Dương Thần đang vân vê nhũ hoa của mình như đang đùa nghịch một quả nho nhỏ. Vậy, cô thở hồn hền bĩu môi, chỉ biết ức hiếp em thôi, anh xứng đáng bị như vậy. Dương Thần ngồi dậy, giơ tay chỉ vào cô, chật chật vài tiếng, nói, thế mới nói phụ nữ các em chỉ được cái tóc dài mà não thì ngắn. Anh thân mật với em như vậy sao có thể nói là ức hiếp em được? Cho dù có ức hiếp em một chút thì có thể so sánh với Tu Vi đã được nâng cao của anh sao? Nếu như anh đủ mạnh thì mới có thể bảo vệ được các em chứ. Đúng là chẳng hiểu gì, Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, tức giận nói, nói ít thôi, không lĩnh ngộ được thì không lĩnh ngộ được, còn nhiều chuyện làm gì? Xuống dưới ăn sáng thôi. Hôm nay nói vài lời cáo biệt với hội trưởng Park, rồi chúng ta đặt vé máy bay về Trung Hải thôi. Sao vội vã trở về vậy? còn chưa chơi được mấy ngày, dương thần hỏi lâm nhược khê vuốt vài sợi tóc nói chỗ nào nên chơi thì đều đã chơi cả rồi em nhớ lam lam hai ngày này vẫn chưa gọi điện về muốn trở về để tạo sự bất ngờ cho con bé lam lam ở trong nhà trẻ chắc sớm đã quên người mẹ này rồi anh mới quên ý đúng là đồ vô lương tâm trả trách lam lam không muốn gọi anh là cha lâm nhược khê bất mãn nói dương thần nhún vai tranh cãi gì với bé mập đó thì mình thua là cái chắc chưa đừng nói là chọc giận mẹ của nó. Mấy ngày nay Lâm Nhược Khê đã mua một đống đồ chơi và đồ ăn vặt Hàn Quốc cho Lam Lam. Toàn bộ đều được cất trong mật thất, Dương Thần tự trầm trồ cái mật thất cất giữ những món quà mà Lâm Nhược Khê đã mua cho Lam Lam. Khi xuống dưới, bác Joan đang ăn bữa sáng với Trinh Tú, dù sao thời gian cũng không còn sớm nữa. Bác Joan kêu hai người ngồi xuống, lại cảm ơn Dương Thần đã cứu giúp. Ông ấy càng ngày càng mơ hồ về lai lịch đích thực của Dương Thần. Nhưng nhất định vẫn phải khen mới được. Trong khi dùng bữa, Lâm Nhược Khê cũng nói về việc rời khỏi Hàn Quốc, dù sao mục đích đến đây cũng đã đạt được, cũng đã xem xong nghi lễ giao nhận của nhà họ Park. Biết Trinh Tú ở nơi xa xôi ngàn dặm này vẫn được yêu thương hết mực như vậy đương nhiên cũng khá yên. Tâm, còn Trinh Tú thì không nỡ rời xa hai người, nhưng cũng không nghĩ ra lý do gì để giữ hai người lại. Park Choan cũng rất thoải mái, đã như vậy rồi thì chi bằng tôi sẽ giúp hai người đặt vé. Cũng có thể coi như một chút tâm ý cuối cùng của tôi không biết khi nào thì hai người đi, Lâm Nhược Khê đang muốn nói ngày mai đi sớm, muốn chuẩn bị một chút, xem có gì cần mang theo không, nhưng điện thoại lại gieo chuông, Lâm Nhược Khê cười cười e ngại, nhận điện thoại, hóa ra là điện thoại từ nhà gọi đến, alo, mẹ à, sao vậy, làm làm xảy ra chuyện gì sao, cái gì, sao có thể, vẻ mặt Lâm Nhược Khê có chút cấp bách, trao đôi lông mày lại, sau khi chào vài tiếng mới cúp điện thoại xuống, Dương Thần đang dùng bữa, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô đành hỏi, mẹ nói gì vậy, là Lam Lam, Lâm Nhược Khê buồn giàu nói, Lam Lam không chịu đi nhà trẻ, cô giáo ở nhà trẻ nói muốn mời phụ huynh của Lam Lam đến. Lam Lam dường như đã xung đột gì đó với các bạn ở nhà trẻ thì phải. Bé mập đó chắc không phải muốn ngắt đầu đứa trẻ nhà người khác đấy. Chứ, Dương Thần nhếch miệng cười ngây ngô, anh nói linh tinh gì đấy, anh nghĩ Lam Lam giống anh sao, động chân động tay một tí là đi, ngắt đầu người khác à. Lâm Nhược Khê bất mãn, tất cao giọng nhưng nghĩ đến hình ảnh đứa con gái mình lúc trước bị bắt cóc mà không khỏi nhíu mày trong lòng lại bồn chồn dương thần co thân lại đáng thương nói không có thì không có sao em lại to tiếng như vậy cả nhà chỉ có anh là địa vị thấp nhất vậy có muốn chiều về luôn không lâm nhược khê bực bội thở dài chỉ có thể như vậy làm làm xảy ra chuyện lâm nhược khê cũng không muốn chờ đợi buổi chiều hai người vội vàng trở về trung hải khi đến ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô phía tây vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng la lớn của lam lam ở đằng kia không muốn không muốn lam lam không đi cô bé ngồi trên ghế sofa đôi chân mập ú không ngừng dãy giụa đập vào ghế sofa vảnh môi lên tỏ ý không muốn ai ra cô tiểu tổ tông này không đi cũng phải nói cho bà nội biết tại sao chứ rốt cuộc ở nhà trẻ đã xảy ra chuyện gì quách tuyết hoa bất lực khuyên bảo nhưng cô búp bê này tỏ vẻ không muốn nghe vú vương và mẫn quyên ở bên cạnh sốt ruột nhìn vẻ ương bướng của Lam Lam, cũng không biết làm thế nào cho tốt, nghe thấy chuông cửa, cả nhà quay đầu lại, nhìn thấy Dương Thần và Lâm Nhược Khê xách hành lý vào nhà. Thở vào một cái, Lam Lam thường ngày rất nghe lời Lâm Nhược Khê, như vậy thì được cứu rồi, mẹ mẹ mẹ, Lam Lam vẻ mặt vui vẻ, đang dãy ruộ trên ghế sofa liền nhảy phát xuống, phi vào trong lòng Lâm Nhược Khê, nếu không phải vì tu luyện, Lâm Nhược Khê còn không đỡ nổi cục thịt pháo này. Lam Lam bá lấy cổ của Lâm Nhược Khê vẻ bịn dịn, không muốn rời, nhưng ngay sau đó, điều khiến cho cả nhà phải bất ngờ chính là, trong đôi mắt to của Lam Lam bắt đầu hơi ươn ướt. Nước mắt rơi xuống, ây, sao lại khóc thế này? Lâm Nhược Khê vuốt tóc đứa bé, tha thiết hỏi han, Lam Lam ngoan nào, xảy ra chuyện gì thì nói mẹ nghe nào, đừng khóc nữa, Nhược Khê, cuối cùng con cũng về rồi, đứa nhỏ này hôm nay đã dẫy nảy hơn nửa ngày rồi. Cô giáo ở nhà trẻ không ngừng gọi điện về nhà dục nói là phụ huynh của những đứa trẻ bị lam lam đánh đã làm ầm lên còn muốn kiện lên tòa án nữa quách tuyết hoa giận dữ nói những đứa trẻ bị đánh chết không dương thần hỏi thẳng quách tuyết hoa trừng mắt nhìn hắn nói liên thiên gì đấy nếu như chết thì bọn ta còn đứng đây mà đợi chờ nữa sao lâm nhược khê đưa tay lau nước mắt cho cô bé sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi lam lam nói mẹ nghe nào rốt cuộc là chuyện gì mẹ tin lam lam sẽ không đánh người bừa bãi lam lam nhìn ánh mắt chắc chắn của lâm nhược khê ngập ngừng nói vương cường đó đã túm tóc của tiểu nhã lam lam chỉ giúp tiểu nhã đánh lại vương cường thôi bạn vương cường đó muốn gọi những bạn khác đến đánh lam lam nên lam lam liền nhổ sạch tóc trên đầu của vương cường nói xong những lời này cô bé tỏ vẻ đáng thương cúi đầu đám người lâm nhược khê và quách tuyết hoa đều đờ người ra không ngờ sự việc lại như vậy mẫn quyên nhớ ra cái gì đó liền nói tôi nhớ ra rồi cô bé tiểu nhã kia dường như là bạn gái tốt nhất hay chơi với lam lam còn bạn vương cường đó là đại vương gây sự trong lớp cô ấy phụ trách việc đón lam lam nên đương nhiên khá hiểu về những chuyện của lam lam lâm nhược khê vỗ vỗ lưng lam lam an ủi bây giờ nói gì cũng vô dụng đã đánh rồi thì thôi vậy phải đi giải quyết thôi dù sao những đứa nhỏ đều là cốt nhục của cha mẹ chúng nó cha mẹ của vương cường đó muốn kiện chúng ta cũng không có gì đáng trách cả vậy nhược khê con nghĩ xem nên làm thế nào Quách Tuyết Hoa hỏi, hay là mẹ gọi một cuộc điện thoại cho bộ giáo dục? Bảo họ làm lắng vụ này xuống, rồi cho họ ít lợi là được. Lâm Nhược Khê lắc đầu, làm làm đã là con gái của chúng ta thì khi xảy ra chuyện rồi. Chúng ta phải giải quyết, chẳng phải cô giáo nói muốn mời phụ huynh đến nhà trẻ một chuyến sau. Chúng ta hãy qua đó thôi, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1144 của tác phẩm Cô vợ Tổng Giám đốc xinh đẹp của tôi vừa mới vội vàng từ Hàn Quốc trở về đến nhà, lại phải đến ngay nhà trẻ, không thể không nói rằng một ngày mà cứ phải xoay như trong chóng. Làm làm thì vẫn không muốn đi, nhưng bị Lâm Nhược Khê chừng mắt nhìn, nên con bé đành phải thu mình lại, ngoan ngoãn đi theo, còn Dương Thần thì không cảm thấy việc này nghiêm trọng lắm. Chỉ là chuyện trẻ con đánh nhau, rượt tóc nhau thì có gì đâu chứ, đâu có phải ngắt đầu nhau. Đương nhiên những lời này hắn không nói ra ngoài miệng, nếu không kiểu gì cũng bị Lâm Nhược Khê thuyết giáo cho một phen lần đầu tiên với thân phận là phụ huynh của đứa nhỏ dương thần lái xe đưa lâm nhược khê và lam lam đi đến nhà trẻ vân hoa ở ngay gần nhà trước khi xuất phát đã gọi điện cho cô hầu chủ nhiệm lớp của lam lam cô hầu dường như đang đau đầu nhức óc vội vàng bảo phụ huynh đưa lam lam đến đồng thời phụ huynh của vương cường cũng đang làm ầm ĩ lên đã chờ từ lâu lắm rồi khi đến nhà trẻ vì là đến vào tầm chiều tối trời mùa đông thường hay âm u nên những đứa trẻ đã được cha mẹ của chúng đến đón về chỉ còn lại vài phòng còn đèn sáng, lần đầu tiên Dương Thần đến nhà trẻ, nhìn đông ngó tây, nhìn thấy chiếc cầu trượt cũng cảm thấy mới mẻ, rồi đi đến phòng dạy học, Lâm Nhược Khê trước khi đến đã hỏi rõ vị trí cụ thể của văn phòng làm việc, nên cũng nhanh chóng tìm được đường đến, đến trước cửa phòng làm việc của nhà trẻ, còn chưa bước vào trong thì đã nghe thấy một giọng nam đang nói lớn ở phía trong. Sao vẫn chưa đến chứ? Nhà đó muốn giỡn với chúng tôi sao? Anh Vương, xin anh chớ vội phụ huynh của em đó cũng đang trên đường tới rồi. Giọng nói bất đắc dĩ của một cô giáo nữ vang lên. Hờ, các người tưởng dễ lừa Vương An này sao? Tôi nói cho các người biết, hôm nay không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng thì ngày mai. Tôi sẽ bảo người kiện nhà trẻ của các người. Lâm Nhược Khê và Dương Thần đứng ở ngoài cửa nhìn nhau. Cùng nhíu mày, nhà bên kia dường như không có vẻ hiền lành gì cả. Nhưng hai người cũng không sợ việc đó. Gõ gõ cửa, rồi Lâm Nhược Khê đẩy cửa bước vào. Làm làm dường như có chút cẩn thận khi bước vào phòng làm việc của giáo viên. Vội vàng kéo tay mẹ, nghiêng người núp ở phía sau lưng. Trong phòng làm việc, trừ các cô giáo nữ ra thì còn có hai nhà dẫn con mình đến nữa. Một nhà thì người đàn ông trông rất đầu gấu, mặc bộ tây phục dường như đã bị xé rách, đeo một chiếc đồng hồ vàng và một chiếc nhẫn vàng lớn. Để dâu quay nón, vẻ mặt dữ tợn, người vợ thì mặc một chiếc áo da, đi một đôi bốt cao, nhưng ngược lại lại làm cho thân hình béo núp ních càng lộ hơn trên mặt không biết quét bao nhiêu lớp phấn trang điểm, mà ngược lắp, VN nữ con trai của bọn họ là một đứa trẻ khá mập mạp. Đầu đang quấn băng, nhìn thấy Lam Lam bước vào thì đột nhiên chạy đến trốn ở sau lưng cha nó. Một đôi vợ chồng khác trông khá lịch lãm, tầm trung niên, dẫn theo một cô bé có bím tóc xoăn, đang đứng co do ở một góc. Mọi người nhìn thấy Lâm Nhược Khê và Dương Thần dẫn theo Lam Lam bước vào đều ngừng mọi hoạt động. Lại, nhìn Lâm Nhược Khê, trong phòng làm việc nhất thời im lặng một cách kỳ lạ có chút sợ hãi, nghe thấy chứ, con trai của tôi căn bản không có làm gì con gái cô. Là con gái cô đẩy ngã con trai tôi trước, hơn nữa còn đánh những bạn khác, lại còn nhổ sạch tóc trên đầu con trai tôi đến nỗi chảy cả máu. Nhà các người dạy con như vậy à, bà Vương quát vào mặt lâm nhược khê, sự đố kỵ trong mắt bà ta cũng dễ dàng hiểu được. Nói xong, còn đưa ánh mắt sang chỗ Vương An, từ khi lâm nhược khê bước vào, Vương An đã nhìn chằm chằm lâm nhược khê, khụ khụ, Vương An định thần lại, hôm nay mình phải tìm lại sự công bằng cho con trai mình đúng vậy nhỏ như vậy mà đã ra tay hại người nếu các người không quỳ xuống dập đầu nhận sai bồi thường tổn thất cho con trai chúng tôi thì hôm nay các người đừng hòng rời khỏi đây lâm nhược khê thản nhiên nói chuyện thì đã xảy ra rồi là vương cường gây sự trước nếu như không phải lam lam nhà chúng tôi có bản lĩnh thì có thể sớm đã bị đám nhỏ đó đánh bị thương rồi trách nhiệm của việc này đôi bên nên nhận lấy một nửa đúng vậy đúng vậy cô giáo hầu cũng vội vàng lên tiếng đôi bên hãy hiểu cho nhau một chút dù sao bọn trẻ vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhiều tôi thấy chi bằng như vậy đi cô lâm sẽ bồi thường tiền thuốc men bảo dương lam lam xin lỗi vương cường một tiếng còn vương cường thì cũng xin lỗi dương lam lam và tiểu nhã hứa là sau này không ức hiếp con gái nữa như vậy có được không giải quyết như vậy cũng coi như đã công bằng dù sao làm lớn chuyện đối với bọn trẻ cũng không phải là chuyện tốt sau này còn phải học cùng nhau nữa nhưng Vương An lại cười lạnh nói, bồi thường tiền, đừng hòng, tưởng Vương An ta đây là ai chứ, là người quan tâm đến chút tiền mỏ đấy sao, ông đây có mấy mỏ than các người có biết không, tùy tiện đào than thì có thể tôi sẽ đập chết các người. Ở trong sở cảnh sát tôi đây có, người, không tin tôi sẽ dẫn người đến đập nát cái nhà trẻ này, xem có ai dám làm gì, nếu không phải nhà trẻ của các người ở gần nhà thì tôi đã không đưa con tôi đến đây học, con tôi từ khi sinh ra chưa từng chịu sự oan ức như vậy đưa cháu nối dõi nhà họ Vương chúng tôi bị oan ức. Nếu hôm nay không làm theo lời tôi, dập đầu nhận sai thì tôi sẽ không để các người yên thân đâu." Nói xong, Vương An còn vỗ vai của Vương Cường, "Con trai, nhìn kỹ đi, đối phó với những loại người tự cho mình có học vấn này nhưng lại vô trách nhiệm thì phải đánh, xem họ có phục hay không?" Vương Cường nghe được câu này thì gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn người cha đầy sùng bái. Đám giáo viên ở một bên thì nhíu mày lại, có những bậc cha mẹ như vậy thảo nào mà có những đứa trẻ còn rất nhỏ mà đã biết ước hiếp các bạn gái rồi. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1145 của tác phẩm Cô vợ Tổng Giám đốc xinh đẹp của tôi. Lâm Nhược Khê hơi nhíu mày, dường như hoàn toàn không nghe được lời Vương An nói. Hỏi, tiền thuốc men hết bao nhiêu? Chúng tôi sẽ chi trả hết. Nếu như còn yêu cầu gì khác thì chúng ta chỉ còn cách lên tòa án. Bà Vương người nói, lỗ tay cô điếc à chồng tôi nói cô không nghe thấy sao dập đầu nhận sai đi nhà chúng tôi thiếu tiền của các người sao chết tiệt dám chửi bà xã của tôi sao dương thần đứng lẳng lặng ở phía sau vừa rồi còn đang ngáp nhưng bắt đầu nghe thấy có người mắng nhiếc lâm nhược khê thì liền chạy đến như tên bay giơ chân phải lên đá vào ngực bà vương bốp bốp một tiếng hét vang lên thân thể bà vương liền bay ngược ra đập vào bàn làm việc mặc dù dương thần không dùng sức thật sự nhưng cũng đủ khiến bà vương bị đá bay dù sao giết người ở đây cũng không hay mọi người đều ngây người ra không biết con gia súc nào từ đâu chạy ra đột nhiên đá người lại còn rất dứt khoát lâm nhược khê trừng mắt nhìn dương thần anh làm gì thế đã đủ loạn rồi mà anh còn làm loạn thêm nữa sao dương thần cười lớn nói đây là hai chuyện khác nhau chuyện của bọn trẻ thì bọn em cứ nói chuyện nhưng bà ta lại chửi em anh làm chồng em làm sao có thể nhẫn nhịn được chứ đây là vấn đề của nguyên tắc và thái độ lâm nhược khê giờ khóc giờ cười đã hiểu ra một điều, tên này đến đây chỉ quấy rối thêm, anh, anh là ai, anh dựa vào cái gì mà đá tôi, bà Vương được Vương An nâng dậy, chỉ vào Dương Thần chửi âm lên, Dương Thần đắc ý chỉ vào Lâm Nhược Khê, tôi là chồng của mẹ đứa nhỏ, con heo mập xấu xí như bà ghen tị với bà xã tôi, tôi đá bà thì làm sao chứ, anh nói cái gì, tôi, tôi sao phải ghen tị với cô ta, bà Vương bị đâm trúng tim đen liền lớn tiếng hét, những người khác thì vô cùng kinh ngạc bọn họ còn tưởng Dương Thần là trợ lý hoặc tài xế gì đó đi cùng. Không ngờ lại là chồng của Lâm Nhược Khê, tướng mạo và khí chất của đôi này thật quá chênh lệch nhau. Lâm Nhược Khê đẩy Lam Lam đến bên Dương Thần, nói, anh đừng làm loạn nữa, đây là trường học, anh đưa Lam Lam ra xe đợi đi, em sẽ giải quyết việc ở đây. Dương Thần có vẻ không muốn, nhưng thấy vẻ nghiêm túc của Lâm Nhược Khê thì đành cầm tay Lam Lam dắt ra ngoài. Đi, đồ khốn các người còn muốn đi sao? Vương An nổi giận đùng đùng sầm mặt lại nói, đáng lẽ các người chỉ cần dập đầu thì sẽ coi như xong. Nhưng hôm nay ngay trước mặt ông này còn dám đá vợ của ông. Chẳng khác gì đánh vào mặt thằng này cả. Dương thần quay đầu lại nhìn, sao, người cũng muốn bị đá sao? Cô hầu vội vàng đến bên Vương An, khuyên nhủ, anh Vương, chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện. Cút đi, Vương An đẩy thân thể béo múp của cô hầu ra, cười gằn nói, vốn định cho các người một con đường sống, nhưng xem ra các người chán sống rồi. Nói xong Vương An lấy điện thoại ra, bấm số di động, alo, a à hổ à, anh gặp chút phiền phức, ừm, nhà trẻ Vân Hoa, có tên đánh thương con trai anh, còn đánh chị dâu của chú, ừm, không cần nhiều người, nhưng đủ mạnh là được, đến đập nát cái vườn trẻ này cho anh, dù sao cũng không thiếu các anh em. Sau khi gác điện thoại xuống, Vương An người sằng sặc, hí mắt nói với Dương Thần, thích thì ở đây đợi tiếp cho tao, nếu không các người muốn chạy cũng được, nhưng sẽ chẳng thể chạy thoát đâu nhà của mày sớm muộn gì cũng có người đến phá, ở trung hải này không có ai dám chơi vương an này." Dương Thần vui vẻ, dường như gần đây đã rất lâu rồi mình không ở lại trung hải, thế giới ở đây cũng có không ít tân đại lão. Lâm Nhược Khê đã giận tím mặt, đối phương đột nhiên gọi người đến đập phá, một nửa trách nhiệm của việc này là thuộc về bản thân họ, nhưng lại không quan tâm đến các cô giáo. "Ông xã, anh nói xem phải làm sao đây?" Lâm Nhược Khê hỏi Dương Thần, những việc giết chóc này, cô không muốn nhìn. Dương thần nhún vai, đợi đi, anh rất muốn biết tên này lai lịch như thế nào. Vương An hừ lạnh một tiếng nói, xem ra mày cũng lì thật, nhưng lát nữa đừng có quá sợ hãi đấy. Nói xong, Vương An đắc ý dẫn vợ và đứa con trai tên Vương Cường nganh ngang đi ra ngoài phòng. Cô Hầu và vài cô giáo trẻ khác bắt đầu run sợ. Còn gia đình tiểu nhã thì núp ở phía sau, đi cũng không được, nhưng cũng không dám ở lại đây. Không đến 10 phút, bên ngoài nhà trẻ Vân Hoa đã có vài chiếc MPV đến một chiếc BMW màu đen đời bảy đi lên trước, đỗ trước cửa của nhà trẻ Vân Hoa, trên chiếc MPV, khoảng mười mấy gã đàn ông mặc áo khoác đen, tay cầm côn bước xuống, nhe răng cười độc ác, hùng hổ súng lại, Vương An hài lòng đi lên trước, bên trong chiếc BMW màu đen cũng có vài gã đàn ông mặc bộ đồ đen bước xuống. Khung cảnh khiến các cô giáo trong nhà trẻ phải sợ hãi. Ngược lại ánh mắt của Tiểu Lam Lam thì người sáng, hưng phấn vô cùng, tên cầm đầu là một gã đầu chọc nhìn thấy Vương An liền cười lớn, bắt tay Vương An nhiệt tình. Ông chủ Vương, sao lại còn đứng ngoài đợi vậy? Tên tiểu tử này cứ để tôi dạy cho nó một bài học. Ai ra, không sao, hôm nay gọi anh em, đến giúp đỡ đương nhiên anh phải ra đón tiếp rồi. Vương nói vài câu khách khí, nhưng trong lòng chỉ hơi hợt, gã đầu chọc cười đầy nịnh nọt. Kẻ nào dám gây sự với ông chủ Vương vậy, tôi đây sẽ cho người đánh gãy chân chó của hắn ra. Vương An chỉ về phía Dương Thần, đó, chính là tên cầu tạp chủng đó hắn dám dơ chân đá chị dâu chú, còn đánh con trai anh nữa, vì trời dối, chỉ dựa vào chút ánh sáng của đèn chiếu đường, trước đó cũng không sao nhìn rõ được, gã đầu chọc lúc này được Vương An chỉ cho, mới nhìn về phía Dương Thần đang đứng cách đó không xa mỉm cười bí hiểm. Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi thì gã đầu chọc đứng chết chân tại chỗ, thần, thần, thần ta, gã đầu chọc run ken, chân tay lạnh toát mồ hôi, Lâm Nhược Khê nhìn thấy gã đầu chọc hơi quen quen. Nghe câu này thì gã đầu chọc quen Dương Thần, nên không khỏi tò mò nhìn về phía Dương Thần. Dương Thần chật chật lắc đầu. Trương Hổ à, lăn lộn cũng nhiều thật. Tôi nói này A Hổ, hóa ra lão mèo già đầu chọc nhà ngươi, bị chửi là lão mèo già. Trương Hổ cũng không dám nói nửa câu phản bác, tỏ vẻ mặt đau khổ. Ông xã, Trương Hổ là ai? Em thấy gã quen quen. Lâm Nhược Khê tò mò hỏi. Dương Thần cười nói, đương nhiên em thấy quen rồi. Khi lần đầu tiên anh gặp em, chẳng phải em bị nhóm người này hạ độc sao về sau gã giúp sắc vi nằm vùng bình tây minh hội thế vị trí cầm đầu tây minh hội của trần đức hải vừa hay mảnh đất này là địa bàn của gã lâm nhược khê giật mình nhớ ra đêm hôm đó mình bị mơ mơ màng màng thiếu chút nữa đã quên mất giờ nhớ ra đương nhiên cảm thấy rất phản cảm với trương hồ nhưng nếu như không phải tên này dùng thủ đoạn thì chắc sẽ không gặp phải dương thần trương hồ thấy bộ dạng của lâm nhược khê Hít một hơi sâu, nghe thấy Lâm Nhược Khê gọi Dương Thần là chồng. Đột nhiên hiểu ra 98 phần. Lau mồ hôi lạnh, Trương Hổ vẻ mặt đau khổ cười lớn. Anh Thần, chị dâu, thật sự khó có thể thấy hai người. Là hiểu lầm thôi, việc này là hiểu lầm thôi. Tôi mà biết gia đình anh Thần thì có mượn 3.000 gan báo tôi cũng không dám đến. Lúc này Trương Hổ bất chấp việc làm mất lòng Vương An. Lợi ích quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Gã đã tận mắt nhìn thấy Dương Thần tiêu diệt hết người của Tây Minh Hội cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của Dương Thần, sau này có thể tránh được việc tiếp xúc với Dương Thần. Không ngờ hôm nay vì việc của Vương An mà suýt nữa đã xử lý Dương Thần. Trương Hổ hận một nỗi không thể làm thịt Vương An, Vương An không hiểu chuyện gì, quắc mắt nhìn Dương Thần, nói: "A à hổ, cậu có ý gì vậy? Đây là người quen sao?" Trương Hổ muốn mắng tên óc heo này một trận, nhưng nghĩ đến gia cảnh nhà người ta, mình thực sự không dám, nên đành thấp giọng nói: "Ông chủ Vương, hay là bỏ qua đi." hòa hợp là tốt nhất, người này không dễ chọc đâu, hơn nữa còn là ân nhân của tôi, không dễ chọc, lai lịch của hắn là gì, Vương Ân khinh thường hỏi, Trương Hổ còn thực sự không biết rõ Dương Thần làm gì, chỉ nói, tóm lại, anh Thần đây là người mà Hồng Kinh hội chúng tôi không ai dám đắc tội, hút đi, sợ cái gì chứ, Hồng Kinh hội các người là một tổ chức xã hội đen nhỏ ở phía Nam, có thể so sánh với thế lực của nhà họ Vương chúng ta sao? Cậu có phạm sai lầm gì thì sẽ có người của anh đây bảo vệ anh đây là ai biết không biết nhà họ vương làm gì không vương an hét lớn trương hổ biết tên đầu lừa này không nghe lời khuyên của mình nên nói ông chủ vương anh thực sự không đồng ý bỏ qua tôi cũng không ngăn cản được anh nhưng tôi cũng không thể lấy tính mạng của tôi và anh em tôi ra làm cho đùa được chúng tôi tuyệt đối không thể ra tay nói xong trương hổ vung tay lên các anh em rút lui đợi đã dương thần đột nhiên hô to khoát tay chỉ tại sao phải rút cui việc còn chưa xong mà Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1146 của tác phẩm Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương Hồ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh toát sống lưng. Cúi người tiến lên trước hỏi, "Anh thần, anh sẽ không tức giận thực sự chứ? Việc này là do chúng tôi có mắt mà như mù, anh độ lượng hãy tha mạng cho chúng tôi, là do tôi đã quá lâu rồi không ở lại Trung Hải. Thời thế thay đổi quá nhanh, Hồng Kinh hội bây giờ đã muốn làm chó săn giúp kẻ khác để kiếm sống sao?" Trương Hổ khổ sở nói, việc này cũng không đến mức đó, mặc dù so với thời điểm của hội trưởng tư đồ năm đó có kém một chút. Nhưng bây giờ triệu lão đại cũng không tệ, vậy thì tại sao tên này kêu ngươi một tiếng là ngươi đã đến bám đít nịnh bợ y? Anh thần à, có điều này anh không biết chứ, bây giờ dân xã hội đen chúng tôi thực sự không bằng với những kẻ có học. Dân chúng dù sao cũng là những người dân lương thiện, dân xã hội đen chúng tôi thực sự đã phạm phải một việc lớn. Ai cũng không thể đảm bảo cho cho bản thân mình được quốc gia không đoái hoài đến chúng tôi thì cũng đành. Trương Hổ nhỏ giọng nói, ông chủ vương này là một người có vai vế lớn, chúng tôi không thể động vào được, đành nịnh bợ thôi. Vương An nghe thấy những lời thì thầm của Trương Hổ, tỏ vẻ không vui nói, Trương Hổ, chú lăn lộn chán rồi đúng không? Có tin tôi sẽ lập tức gọi điện báo cảnh sát đến bắt lũ đầu châu các chú không? Trương Hổ vừa nghe thấy liền sợ hãi, vội vàng khoát tay nói, ông chủ vương, tôi không nói xấu anh, tôi đi đây, tôi đi đây, còn muốn chạy sao? Đừng hòng, hôm nay chú không dẫn người đến cho tên cầu tạp chủng kia dập đầu trước mặt tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát cho toàn bộ các chú đi. Tù, Vương An nhếch miệng cười gằn nói, chỉ cần tôi nói một câu thì đám người xã hội đen các chú sẽ chẳng có đường sống đâu. Trương Hổ lập tức nhìn Dương Thần một cách đáng thương, vẻ cầu khẩn, Dương Thần cười quái dị, nói, đừng sợ, ngươi cứ nghe tôi, thì ngươi sẽ không sao cả. Trương Hổ vội vàng gật đầu, ai ra, anh Thần, anh nói là phải làm đấy ngươi dẫn người lên đánh y đi a à, trương hổ thất thanh kêu to a à, cái gì mà a à? tôi nói ngươi dẫn người lên đánh y đánh cho y đến nỗi phải dập đầu cầu xin tha thứ dương thần nói trương hổ run rẩy muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể nói ra a à, đồ cầu tạp trùng còn dám có bạo khí đó sao trương hổ chú còn ngây ra đó làm gì muốn ngồi tù hay là giúp tôi đánh hắn vương an giống lên trương hổ nhìn vương an lại nhìn nụ cười đầy hàm ý của dương thần trong lòng đang bối rối, giúp Vương An nhất định không được, vì Dương Thần thực sự có thể muốn mạng người, mình mà chạy trốn thì sẽ đắc tội với hai bên, nhưng nếu không chạy thì chỉ còn có thể tin Dương Thần. Lúc trước cũng vì tin Dương Thần nên mới có vị trí như ngày hôm nay. Trương Hổ quyết định vẫn đánh cược một lần nữa. Các anh em, tiến lên đánh tên họ Vương này. Trương Hổ cắn răng một tiếng, hét to, đám thuộc hạ lập tức xông lên, không nói gì đến việc chào hỏi tên Vương An đó quyền cước trong nháy mắt đều đập xuống người Vương An. Vương An hoàn toàn không có chuẩn bị, bị vài tên cao to ấn ngã xuống đất. a à, đánh người, đánh người, các người muốn tạo phản sao, tôi sẽ kiện các người. Bà Vương bắt đầu gào thét, nhưng cũng không dám tới gần. Cô Hầu và những người khác trong nhà trẻ cũng bị dọa tới mức không dám nhìn nữa. Tình hình trước mắt không phải là thứ mà bọn họ có thể xen vào. Lâm Nhược Khê hơi nhíu mày, hỏi Dương Thần, như vậy có làm sự việc thêm lớn không? thực sự không cần đi đánh người như vậy dương thần lắc đầu con người anh có thù thì phải báo y đã muốn phái người đánh anh thì đương nhiên anh sẽ phái người đến đánh y trong mắt lam lam tràn đầy sự hưng phấn quơ quơ đôi bàn tay núp ních thịt trắng nõ nà dường như cũng muốn xông lên đánh người vậy lâm nhược khê thấy cảnh tượng này lập tức không vui nói với dương thần anh xem anh xem như vậy là làm hư trẻ con đấy ha ha sợ cái gì tại sao em không nói đến việc lam lam còn biết đến chính nghĩa Bảo vệ bạn bè, đánh người không sao hết, quan trọng là đánh ai, điều quan trọng hơn nữa là bản thân không thể chịu đánh được. Trong khi Dương Thần nói chuyện, Vương An ở trên mặt đất đã bị đánh đến nỗi máu me be bét. Mặt mày tả tơi, áo khoác bị xé rách toang, Trương Hổ tự mình kéo Vương An đến trước mặt Dương Thần. Vẻ mặt tức giận, "Anh Thần, xem thế nào rồi, còn muốn tiếp tục đánh không?" Vương An sợ hãi, vội vàng lắc đầu, cầu xin tha thứ, "Đừng đánh, đừng đánh, đánh nữa là chết đấy." Dương Thần cười mỉa mai nói: "Không đánh cũng được, dập đầu nhận sai đi, những gì tao cần không nhiều, dập đầu ba cái đi, thừa nhận chuyện này là do con trai mày khơi mào trước, thừa nhận các người vô lễ trước, thừa nhận chính các người tự chuốc lấy việc này." Vương An vẫn không sao xoay người được. Kiên trì nói: "Tôi, tôi là ủy viên mặt trận tổ quốc chính thức, các người không thể làm như vậy, tao đá tên khốn khiếp như mày bây giờ." Dương Thần đá Vương An ngã xuống đất, "Tên khốn" như mày là ủy viên mặt trận tổ quốc ư ừ, ai chọn mày tên khốn như mày chẳng phải làm buôn bán sao không phải chủ mỏ than sao chắc không phải đào than để xin một vé bầu chứ đối với một người thường xem tin tức như dương thần mà nói thì các chính thể và các hội nghị lớn của hoa hạ hắn hiểu biết tương đối rõ trương hồ ở một bên nói anh thần tên này thật sự là ủy viên mặt trận tổ quốc của thành phố trung hải nhưng y dựa vào vị trí độc tôn của nhà họ vương ở sơn tây anh trai của y là phó bí thư trẻ nhất ở tỉnh ủy sơn tây giống như tổ tiên nhà họ vương còn là đời sau của tướng quân khai quốc rất có quyền thế hai tháng gần đây y đến trung hải nói một cách khó nghe hơn một chút thì chính là sau khi lăn lộn với đống chiến tích về thì được thăng trước ươm hóa ra là quan chức còn là đời sau của quan thần khai quốc dương thần bừng tỉnh vương an vội vàng gật đầu trong mắt lộ ra tia hy vọng đúng đúng thế lực của nhà họ vương chúng tôi rất lớn nếu không phải là có chỗ làm quan thì tôi sẽ không tới đây. Sau này tôi làm quan lớn, ít nhất là cấp sở, nếu như các người hôm nay thả tôi ra thì sau này tôi tuyệt đối sẽ đối tốt với các người. Đã nói toạc ra, Vương An cũng không giấu giếm gì nữa. Nói thật lớn, tao thấy không có gì hay ho cả, trở về rồi thì mày sẽ ngay lập tức dẫn người đến bắt bọn tao chứ gì? Dương Thần cười lạnh, Vương An bị nhìn thấu tâm can, vội vàng cười tươi, không đâu, làm sao tôi có thể như vậy? chỉ bằng việc lớn này chúng ta hãy hóa thành việc nhỏ đi. Sắc mặt dương thần tối, lại, mày dập đầu đi, hay còn muốn bị đánh một trận nữa? Vương An giật mình, nhìn thấy Trương Hồ đã chuẩn bị ra tay một lần nữa. Liền hét lớn, tôi dập đầu, tôi dập đầu, nhớ là vừa dập đầu vừa nhận sai đấy. Dương thần nói xong, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ghi âm, mặc dù không cần thiết, nhưng có thể sau này tránh được nhiều phiền phức. Trong mắt Vương An đầy sự hận thù, nhưng muốn được chạy thoát nên đành phải nói. Vì thế ngoan ngoãn dập đầu ba cái. Toàn bộ đều là do lỗi lầm của y. Sau khi dập đầu xong. Vương ăn mới cẩn thận hỏi. Bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa? Dương thần nhìn sang Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê lấy ra từ trong túi áo một tờ chi phiếu. Bên trên viết 100.000 nhân dân tệ. Đi lên trước đưa cho bà Vương. Số tiền này là bồi thường tiền thuốc men cho con trai các người. Chắc chắn là thừa đủ. Tôi xin lỗi vì việc con gái tôi đã làm. Nhưng hy vọng các ngừng đừng làm gì khiến chúng tôi khó xử bà vương cầm lấy số tiền chữa trị khiếp đảm gật gật với vương an dẫn vương cường ba người vội vàng rời khỏi nhà trẻ nhìn thấy sự việc đã xong trương hổ vẻ mặt đau khổ đi lên nói anh thần người này chúng ta đã đánh rồi nhưng vương an này là một tên nhiều mưu mô y nhất định sẽ nghĩ cách báo thù chúng ta anh là người tài cao gan lớn không cần phải sợ nhưng chúng tôi thì không làm gì được nếu như cảnh sát mà điều tra đến chúng tôi thì triệu lão đại nhất định sẽ không bảo vệ được đám người chúng tôi dương thần vỗ vai gã đầu chọc yên tâm đi người mà y muốn báo thù đầu tiên chính là tôi vì vậy sẽ không tới lượt các người đến lúc đó y sẽ xong đời trương hổ sửng sốt do dự hửi thật vậy ư thế lực của nhà họ vương rất lớn tôi nghe nói nhà họ vương có ảnh hưởng rất lớn ở trung ương chết tiệt tôi nói được rồi là được rồi hút đi dương thần không còn kiên nhẫn để giải thích thêm trương hổ không có cách nào khác ngẫm nghĩ cũng không tìm ra cách gì khác có thể bảo trương lão đại gọi điện thoại liên hệ, vì thế liền dẫn người nhanh chóng rời đi. Sau khi đám người đi hết, nhà trẻ mới yên tĩnh trở lại, Lâm Nhược Khê kéo Lam Lam đi đến trước mặt cô giáo hầu nói. Thật ngại quá, lại gây thêm phiền phức cho các cô rồi, không biết kết quả như vậy, các cô có thể nhận không, cô hầu và các cô giáo khác nào dám nói không hài lòng. Đều cười gượng gật đầu, bọn họ tận mắt nhìn thấy Lâm Nhược Khê viết tờ chi phiếu 100.000 số tiền này tương đương với số tiền lương một năm của bọn họ. Người phụ nữ như vậy nhất định là một quý bà nhiều tiền. Nhưng bọn họ không biết rằng chút tiền đó, đối với Lâm Nhược Khê không là gì cả. Nếu như đối phương đòi bồi thường một triệu thì cô cũng không có ý kiến gì. Còn Lam Lam thì hưng phấn chạy đến trước mặt Tiểu Nhã. Vui vẻ cười nói, Tiểu Nhã, sau này Vương Cường sẽ không ức hiếp bạn nữa. Chúng ta lại có thể, chưa đợi Lam Lam nói xong. Tiểu Nhã dường như sợ hãi co người lại, trốn sau lưng mẹ không dám thò đầu ra, lam lam như bị điện giật, khuôn mặt đang tươi cười dạng dỡ đột nhiên tắt ngấm, đôi mắt đen mở to, ngạc nhiên, trông bộ dạng đứa nhỏ thật đáng thương, mọi người cũng ngây người ra, không khí có chút u ám, mẹ tiểu nhã gượng cười, kéo con gái đi ra, à, tiểu nhã, đừng trốn nữa, tại sao, đây là, nhưng tiểu nhã vẫn không dám thò mặt ra, dường như rất sợ nhìn thấy lam lam ở trước mặt, khuôn mặt của lam lam lộ rõ vẻ buồn giàu. Nước mắt bắt đầu lăn xuống, khóc rụt xịt, tiểu nhã, bạn, bạn đừng tỏ vẻ không quan, tâm đến lam lam như vậy, hoa, wow, nghe thấy tiếng khóc, dương thần cũng cảm thấy mùi lòng, dường như có một khối đá lớn đè nặng trong lòng mình. Ký ức đau khổ lại ùa về. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1147 của tác phẩm Cô vợ Tổng Giám đốc xinh đẹp của tôi. Cùng lúc nghe thấy tiếng khóc thương tâm đó, Lâm Nhược Khê cảm thấy căng thẳng cảm thấy khó thở vội chạy tới trước ôm lấy lam lam vỗ lưng nhè nhẹ an ủi con bé lam 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 đừng khóc nữa lam lam ngoan khóc sẽ không xinh đẹp nữa đâu nhưng lam lam vẫn không ngừng khóc ôm lấy cổ lâm nhược khê áp má vào cô nước mắt không ngừng tuôn rơi lâm nhược khê vừa sốt ruột vừa không biết phải nói từ đâu sao tiểu nhã lại trốn lam lam chuyện này càng lúc càng cảm thấy khó hiểu cha mẹ tiểu nhã cũng tỏ vẻ ấy náy nhưng lại không biết nói gì mới được cô giáo hầu bước lên trước cười khổ nói cô lâm có những lời có lẽ hai vị không muốn nghe nhưng hôm nay lam lam không đi học rất có thể là vì các bạn nhỏ không chịu chơi với cháu là ý gì tại sao lâm nhược khê ngạc nhiên cô giáo hầu thở dài nói kỳ thực cũng không khó hiểu lắm hôm qua mặc dù lam lam vì tiểu nhã mà đánh nhau với vương cường sau đấy vương cường đã tìm thêm rất nhiều bạn nam khác đến đánh lam lam nhưng lại bị lam lam một mình đánh ngã hết những bạn nam khác còn may mắn chỉ bị đánh ngã riêng vương cường bị lam lam nhổ tóc trên đầu chảy máu rất nhiều cô nghĩ xem con bé là con gái lại còn nhỏ như vậy vậy mà lại mạnh như thế đánh ngã hết các bạn nam lại còn nhổ tóc vương cường khiến ra trên đầu vương cường bị bong chóc chỗ chúng đánh nhau có rất nhiều máu các cháu có thể không sợ hay sao lâm nhược khê đứng ngơ ngác lại nhìn lam lam đang không ngừng khóc thì cảm thấy cõi lòng tan nát dù là người lớn tưởng tượng tới chuyện ấy cũng đủ thấy lam lam đau lòng như thế nào Rõ ràng là vì giúp bạn, rõ ràng bản thân bị người khác ức hiếp, lại phải tự mình giải quyết mọi chuyện, bảo vệ bạn, kết quả những đứa trẻ khác đều sợ hãi mình, trốn không chơi với mình nữa, đến cả người bạn mà mình bảo vệ cũng trốn mình. Đối với một đứa trẻ như Lam Lam luôn cố gắng hòa nhập với bạn bè mà. Nói, không dễ dàng gì mới gia nhập vào cái vòng ấy, vậy mà trong nháy mắt đã bị đá ra ngoài, càng nghĩ càng thấy đau lòng, không nghi ngờ gì nữa, đây hẳn phải là sự đả kích lớn lắm, lúc trước Cô bé Lam Lam vui tươi luôn ôm hy vọng mọi người vì sợ Vương Cường ức hiếp nên không dám chơi với. Mình, nhưng, hôm nay chuyện của Vương Cường cũng có thể coi là êm xuôi rồi. Vậy mà tiểu nha vẫn không thèm nhìn con bé, không nói chuyện với con bé, cũng khó trách Lam Lam lại không đau đớn như vậy. Chính Lâm Nhược Khê lúc bé cũng ít bạn bè, nhưng đấy là do tính tình lạnh lùng, vậy mà vẫn có lúc cảm thấy đau lòng. Giờ khác này, cô mới cảm thấy sự cô lập của con bé đối với một cô bé con thì chuyện này giống như một nhát dao cứ vào tim vậy thật sự cũng không còn cách nào khác lâm nhược khê chỉ còn cách cầu cứu dương thần ông xã làm thế nào đây lam lam đau lòng lắm nhưng dương thần như đang chìm vào trong suy nghĩ của chính mình không phản ứng gì lâm nhược khê phải gọi nhiều lần dương thần mới tỉnh lại nhìn lam lam đang khóc lớn lại nhìn tiểu nhã sợ hãi không dám nói gì khuôn mặt dương thần không biểu cảm nói để con bé khóc đi đứa bé biết khóc dù sao cũng tốt hơn đứa bé không biết khóc. Cái gì, vậy cũng không cần ăn ủi con bé nữa sao? Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, nghĩ đi nghĩ lại, sau đó nói với Lam Lam, bảo bối, mẹ đưa con đi ăn cơm nhé. Lam Lam hôm nay muốn ăn gì, cái gì mẹ cũng mua cho Lam Lam, nghe thấy được ăn cơm, tiếng khóc của Lam Lam cũng trở nên nhỏ hơn nhiều. Cô bé sụt rùi chu môi nói, thịt, thịt, thịt gì nào, thịt bò, nhắc tới ăn Lam Lam rốt cuộc cũng nín khóc lâm nhược khê nhẹ nhàng thở phào cũng không có cách nào khác với đồ ăn vặt này nữa tạm biệt cô giáo hầu và mọi người gia đình tiểu nhã cũng ra về cả nhà ba người dương thần đi tới một nhà hàng tây gần đấy ăn bò bít tết lam lam vẫn không chịu cười nhưng cũng không khóc nữa nhưng ánh mắt đau lòng của con bé vẫn khiến cho người ta khó có thể an tâm được chọn một chỗ yên tĩnh trong nhà hàng tây lâm nhược khê cũng bao hết mấy bàn xung quanh đấy để giúp lam lam có không gian lý tưởng để ăn uống những nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều biết họ là những khách hàng sộp. Tự nhiên cũng không dám nói nhiều, thậm chí khi Lâm Nhược Khê chọn một miếng thịt bò bít tết 20 phân họ cũng không dám nói gì. Làm làm ngồi trên chiếc ghế được độn cao lên, hai tay hai giữa, trái một miếng, phải một miếng khiến đám nhân viên từ xa nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bình thường nhìn thấy con gái ăn ngon miệng như vậy, Lâm Nhược Khê sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng hôm nay, Lam Lam vừa ăn, khóe mắt vừa ngân ngấn lệ khiến lâm nhược khê như mắc nghẹt ở cổ họng dương thần khuôn mặt vẫn vậy sau khi ăn năm phần thịt bò thì không ăn nữa ánh mắt dịu dàng nhìn lam lam dường như có thứ gì đó chảy qua mắt sau bữa cơm lâm nhược khê xoa đầu lam 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 ăn no chưa no rồi lam lam xoa xoa cái bụng nhỏ của mình đi theo sau không kìm được hỏi mẹ tại sao các bạn đều sợ lam lam có muốn nghe chú xấu xa kể một câu chuyện không lam lam và lâm nhược khê đều nhìn dương thần Lâm Nhược Khê có chút ưu tư, còn Lam Lam thì gật đầu, Lam Lam muốn nghe chuyện, vuốt ve mái tóc của con bé. Dương Thần nói bằng giọng điệu bình thản, "Trước đây, có một bé trai, nó tuy tư còn rất nhỏ, nhưng mạnh hơn rất nhiều những người lớn khác. Nó có thể chạy rất nhanh, cũng có thể đập nát đá, tóm lại là rất lợi hại. Cậu bé sống chung với những đứa trẻ vô cùng lợi hại khác. Bọn họ mỗi ngày đều luyện tập, luyện tập làm cách nào để dùng súng giết người, dùng dao giết người." Dùng nắm đấm giết người, dùng độc giết người, tóm lại, trong thế giới của cậu bé những việc cậu phải làm ngoài giết người. Chính là không để người khác giết mình, nghe Dương Thần kể chuyện, làm làm như bị hút vào câu chuyện, còn Lâm Nhược Khê ý thức được rằng đây phần lớn là chuyện của chính Dương Thần. Bỗng nhiên có một ngày, cậu bé tới một cô nhi viện, phải giết một người tới đó làm từ thiện, người đó nói đi làm từ thiện nhưng thực chất là dùng tiền mua một số đứa trẻ trong đó. Sau đó giờ trò đôi bại với những bé gai ấy cậu bé giết tên xấu xa đó, cậu bé yêu thích cái cô nhi viện ấy, bởi vì nơi ấy có thật nhiều đứa trẻ như cậu, bọn họ chơi trò chơi, chơi đuổi nhau, lại không giết người, không đánh nhau, nhìn họ rất vui vẻ, cậu bé cũng muốn biết nụ cười như vậy làm sao để có được. Cậu bé rất ngưỡng mộ, cho nên, cậu bé xuất hiện trước mặt lũ trẻ ấy, nói cậu là con một nhà gần đấy, hỏi lũ trẻ ấy có thể cùng chơi hay không, vì cậu bé không có bạn bè, lũ trẻ vui vẻ đồng ý, dạy cậu bé chơi thế nào bắt bỏ cánh cứng, nuôi rùa, chơi rất nhiều thứ. Cứ như vậy, thỉnh thoảng buổi tối cậu bé đi giết người, buổi sáng chơi với lũ trẻ, họ trở thành bạn tốt của nhau. Đám trẻ còn cho cậu bé kẹo, cậu bé bỗng nhiên biết được, hóa ra chê thế giới này không phải chỉ có giết người. Còn có những chuyện còn thú vị hơn, mãi tới một ngày, lại có một người tới cô nhi viện mua trẻ con. Viện trưởng cô nhi viện nhìn có vẻ là người tốt, kỳ thực lại cùng một ruột với lũ xấu xa kia, biết được mấy người bạn bị viện trưởng nhốt lại chuẩn bị chuyển họ đi trong đêm cậu bé rất tức giận cậu bé hy vọng các bạn của mình không bị bán đi cho nên cậu bé không quan tâm tới lời quản giáo của cậu là không được phép tự ý hành động cậu bé liền giết chết viện trưởng và những tên xấu xa ấy thả những đứa trẻ kia ra cậu bé vốn nghĩ rằng mọi chuyện đã trôi qua một cách êm đềm không ngờ rằng hôm sau cảnh sát tới bắt cậu còn dí súng vào cậu cậu bé phát hiện chính những đứa trẻ cậu cứu ra đã báo cảnh sát cậu là kẻ giết người Nghe tới đó Lam Lam không tìm được nước mắt, tại sao chứ? Cậu bé chẳng phải đã cứu bọn họ sao? Dương Thần lắc đầu, chua chát nói, đúng vậy, cậu bé đã cứu họ, nhưng họ sợ, họ sợ bên cạnh họ có một kẻ sát nhân, kẻ xấu mặc dù mua họ, nhưng ít nhất bọn chúng cũng không phải là kẻ giết người. Nhưng, cậu bé lại là người có thể lấy mạng họ. Đối với họ, cậu bé là một thế giới khác, cần phải tránh càng xa càng tốt, bất luận họ trước đây có chơi thân với cậu bé thế nào. Khi họ phát hiện ra cậu bé nguy hiểm, họ sẽ tự động bảo vệ chính mình trước tiên. Họ không cần phải biết cậu bé rốt cuộc là người thế nào. Vậy cậu bé ấy sau này thế nào? Lam Lam mông lung, nhưng Đại Khái vẫn nghe hiểu nên tò mò. Lúc ấy cậu bé rất ngốc nghếch, cậu không hiểu tại sao những người bạn tốt như vậy lại không thể hiểu cậu. Rõ ràng cậu bé đã cứu họ, họ lại bán đứng cậu như vậy. Ngay đúng thời điểm viên cảnh sát nổ súng, thì một bé gái cũng chỉ biết tới giết người như cậu bé xuất hiện cô bé giết hết những cảnh sát ở đó, sau đó đi tới trước mặt cậu bé đang sững sờ, nói với cậu bé cậu không thuộc về nơi này, nhìn ánh mắt suy tư của Dương Thần, Lâm Nhược Khê lập tức hiểu ra, đây là chuyện xảy ra khi hắn 17 tuổi, Lâm Nhược Khê cảm thấy lòng chua chát, nhưng cũng hiểu được hàm ý trong câu chuyện của Dương Thần. Sau đó thì sao, Lam Lam chờ đợi, sau đó, cậu bé ra đi, cậu bé không còn gặp lại những người bạn cùng vui đùa với cậu lúc nhỏ nữa và không bao giờ còn chủ động kết bạn với bất kỳ ai nữa cậu bé rốt cuộc cũng biết chỉ có những người giống cậu biết giết người không sợ đổ máu mới có thể hiểu được cậu vậy cậu bé hẳn rất đau lòng rất cô đơn đúng không không đâu dương thần nói vì cậu bé rốt cuộc đã hiểu ra sở dĩ cậu bé cảm thấy cô đơn là vì cậu bé mạnh hơn những đứa trẻ khác sở dĩ cậu bé thấy đau lòng là vì mọi người đều sợ hãi cậu cậu bé mạnh mẽ người khác sợ hãi cậu bé thậm chí còn ngưỡng mộ cậu không bị ai ức hiếp cả. Cậu bé tại sao phải buồn chứ? Cậu bé phải cảm thấy rất tự hào chứ, đúng không? Lam Lam nhìn Dương Thần, chớp chớp mắt, Lam Lam hiểu rồi, vì Lam Lam lợi hại hơn những bạn khác, nên các bạn mới sợ Lam Lam. Lam Lam vẫn là đứa bé ngoan, nhưng Lam Lam là đứa bé lợi hại hơn các bạn khác. Dương Thần rốt cục cũng cười lớn tiếng, dựng ngón tay cái, thật thông minh, Lam Lam nhớ nhé, ai bảo mẹ của Lam Lam đẹp hơn mẹ của những đứa bé khác chứ? Mẹ đẹp đương nhiên có thể sinh ra một đứa con lợi hại rồi. Đúng không? Lam Lam cười ngọt ngào, gật mạnh đầu, "Vâng." Lâm Nhược Khê bên cạnh thấy Lam Lam rốt cục cũng cười rồi, xúc động lau khóe mắt, nhân tiện nhéo cho Dương Thần một cái, cười nói, "Nói lung tung cái gì đấy, đừng có dạy con bé những điều linh tinh đấy." Lam Lam đột nhiên lao vào lòng Dương Thần, ôm cổ Dương Thần, chụt hôn lên má hắn một cái thật kêu, khiến Dương Thần sững sờ, "Còn có ba của Lam Lam nữa." ba của lam lam lợi hại hơn bất kỳ ba của bạn bào ha ha đấy là điều đương nhiên dương thần vừa tự đắc khen mình đột nhiên trong đầu như có tia điện xẹt qua tim đập mạnh miệng lắp bắp đợi chút lam lam con con vừa gọi chú là gì lam lam cười duyên nói ba ạ à, bà nói chồng của mẹ gọi là ba giống như chưa từng để ý tới cách xưng hô chưa từng để ý tới chuyện của cô bé như chưa từng ghen tị con bé gọi cô là mẹ nhưng khi dương thần nghe thấy một tiếng ba hốc mắt hắn hơi đỏ lên, trong lòng vô cùng ấm áp, hóa ra bản thân luôn rất để ý tới chuyện này, hắn ôm chặt lam lam, hắn yêu mến con bé không muốn rời tay, cọ cọ khuôn mặt lún phún dâu vào khuôn mặt của con bé. Dương thần không biết nên khóc hay nên cười, tiểu mập gọi lại lần nữa nào, lam lam chu môi, ba không được gọi lam lam là tiểu mập, ba, 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 ha ha, ha ha, ba. Dương thần ôm lam lam, cứ ôm con bé như vậy cười ngô nghê mọi người qua lại nghe thấy tiếng cười như điên dại ấy rốt cuộc cũng chú ý tới họ nhìn chăm chú một cô bé con sinh như ngọc một tên không ngừng cười ngốc nghếch đa số họ đều cảm thấy hắn có vấn đề lâm nhược khê nhìn hai cha con một cười như kẻ ngốc một ngây thơ đang có vẻ giận dỗi trong thoáng chốc cô cảm thấy như ảo giác trong trời đất bao la này không gì ấm áp như giây phút này đây cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo Mời các bạn theo dõi chương 1148 của tác phẩm Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Cười vui vẻ một hồi lâu, cả nhà ba người cùng nhau đi tản bộ trên đường dành cho người đi bộ. Nhưng vì người đi đường khá đông, Lam Lam lại nhỏ, Dương Thần phải bế con bé lên như vậy cũng giúp cho con bé đỡ mệt. Các cửa hàng trên phố được trang hoàng đủ màu sắc, đặc biệt là vào dịp cuối năm này, mặc dù chỉ còn khoảng một tháng nữa là tới Giáng sinh. Nhưng một số cửa hàng đã bắt đầu bày bán các sản phẩm dành cho lễ Giáng sinh. Lam Lam vẫn còn ảo tưởng về ông già Noel, con bé cứ quấn quýt lấy Dương Thần đòi hắn kể về chuyện ông già Noel. Dương Thần đành phải từ từ kể về chuyện ông già Noel cho Lam Lam nghe. Lam Lam nghe rất say mê, khi đi tới bên ngoài một cửa hàng quà tặng, hai cây thông Noel lớn thu hút không ít người qua lại. Lâm Nhược Khê nghỉ chân bên cây thông Noel, nhìn thân cây được trang trí bằng nhiều chiếc hộp nhỏ và nhiều ngọn đèn nhỏ sáng lấp lánh. Khóe miệng cô nở nụ cười, sao vậy, lớn như vậy rồi mà nhìn thấy cây thông noel còn mê mẩn vậy sao lâm nhược khê khẽ hừ nhẹ một tiếng không được hay sao cây thông noel đẹp như vậy đáng tiếc lúc em còn nhỏ bà nội nói trang trí cây thông noel rất tốn thời gian chẳng qua cũng chỉ để nhìn thà rằng mua quà noel còn hơn cho nên chưa từng trang trí cây thông noel bây giờ nghĩ lại bà nội thật là nghiêm khắc dương thần nhìn xoáy vào cây thông noel cười nói dù sao anh cũng không thích vì sao em đoán đi đi ngoài việc không hứng thú ra thì không đoán được gì khác lâm nhược khê lườm hắn một cái dương thần cười hà hà gả cho một gã bán thịt xiên nướng đã là không hứng thú rồi đi thôi đi thôi gần đây không phải có bách hóa thuộc quyền quản lý của ngọc lôi hay sao đến tòa nhà bách hóa của em xem thế nào mua ít đồ chơi cho con gái hay quá hay quá làm làm muốn đồ chơi làm làm lập tức vui vẻ vỗ tay cười lâm nhược khê bất đắc dĩ thở dài cái con bé này đã mua cho con nhiều đồ chơi như vậy rồi nếu cứ như vậy chắc mẹ phải mua căn phòng mới cho con đựng đồ chơi mất thôi làm làm cười khanh khách không ngừng nụ cười ngây thơ khiến lâm nhược khê không nói thêm được lời nào đi một vòng quanh khu bách hóa sau khi mua được rất nhiều đồ chơi và những bộ đồ đáng yêu ba người mới trở về nhà lái xe trên đường dương thần đột nhiên nhận được điện thoại là điện thoại của thái nghiên nhìn hai mẹ con ngồi sau qua kính chiếu hậu dương thần do dự nhấc máy nghiên nghiên sao vậy Lâm Nhược Khê nghe thấy Thái Nhiên gọi điện thoại tới, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên u ám, xong cũng không nói gì. Thái Nhiên có chút đau đầu, Dương Thần, tại sao anh lại kết thù kết oán với nhà họ Vương ở Sơn Tây? Nhà họ Vương ở Sơn Tây, chính là cái tên Vương An ấy, năm nay mới tới đấy làm ăn, chính là tên mới được tuyển làm ủy viên của mặt trận Tổ quốc Ý. Thái Nhiên sầu não nói, hắn ta gọi điện tới đồn cảnh sát, nói anh nhờ tới xã hội đen đánh anh ta, làm làm còn đánh bị thương con trai của hắn ta bắt em trước sáng mai phải xử lý vụ này nếu không sẽ nói lại với người nhà anh ta dương thần hiểu ý cười tên này đúng là phiền phức lại còn báo cả cảnh sát chẳng trách nói trong cục cảnh sát cũng có người nhà họ vương kia có lai lịch thế nào tên đó có vẻ khá là kiêu ngạo lai lịch đúng là không tầm thường mặc dù nói hiện nay hoa hạ có tứ đại gia tộc là hùng mạnh nhất chính là tứ đại gia tộc ở yến kinh nhưng trên thực tế điều này chỉ xét về phương diện chính quyền trung ương mà thôi nếu như nói về đất đai thì còn có cả những gia tộc lâu năm hay những gia tộc là khai quốc công thần thâm căn cố đế có thế lực hùng mạnh dù sao thì trời đất bao la hoàng đế lại ở xa cường long chẳng qua cũng chỉ đè được đầu của rắn mà thôi tổ tiên nhà họ vương ở trung bộ từng có lịch sử nhiều lần tiến hành cắt cứ quân việt hiện tại gia chủ của vương gia là vương anh lai ông ta cũng là tướng quân cùng thời với cha của em nếu nói về quan hệ có lẽ còn rộng hơn cả nhà họ dương Mặc dù nhà họ Vương hiện tại cũng có khá nhiều nhân vật chủ chốt bắt đầu làm thương nhân. Nhưng khoảng 2 năm trước trưởng nam nhà họ Vương mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã làm tới phó bí thư tỉnh. Quỷ, gia tộc vốn lại là dòng dõi tư sản giàu có, cho nên không ai dám động tới anh ta. Thái độ của Yến Kinh hiện nay cũng phải nể mặt nhà họ Vương ba phần đấy. Dù sao nhà họ Vương cũng có dòng dõi quân nhân, chỉ điều này thì đến Ninh Gia, Lý Gia cũng không bằng được. Dương thần huyết giáo, lai lịch quả thực cũng không thường anh còn tâm trạng mà huyết sáo sao em đang lo lắng sắp chết đây nhà họ vương không phải anh muốn đè chúng xuống là đè được đâu người ta thực sự có vũ trang quân đội đấy nói họ là thổ hoàng đế cũng không sai đâu thái nghiên tức giận nói ơ ờ, nghiên cục trưởng của chúng ta chẳng phải xưa nay ghét kẻ ác như kẻ thù hay sao một tên ác ôn như vậy em giúp anh bắt tên đó lại vậy chẳng phải coi như xong rồi sao dương thần trêu chọc nói anh nghĩ em không muốn à cái tên vương an ấy lăn lộn thương trường bao năm kiếm được cả đống tiền bên ngoài rồi giờ về muốn chuyển từ thương nhân lên làm quan đấy nhưng hậu thuẫn của người ta vững trái. anh ta có quan hệ huyết thống gần với nhà họ vương anh họ của anh ta là trưởng nam nhà họ vương nhà họ nghiên chúng em đến thực quyền quân đội còn không có dựa vào cái gì để đấu với anh ta nếu cha em biết em động tới nhà họ vương chắc chắn sẽ bắt em ngoan ngoãn từ chức trở về yến kinh đấy nhưng nói đi cũng phải nói lại hiện tại ủy viên mặt trận tổ quốc thì ai chẳng làm được đám ca hát diễn kịch cũng làm chính sự được không biết là đại biểu của những người cuồng ca nhạc hay là đại biểu của những người cuồng điện ảnh đây dương thần mệt mỏi nói anh đâu có hiểu những chuyện này nhưng anh thực sự không hơi sức chơi trò chơi thiểu năng này với bọn họ hay là anh tới sơn tây đánh họ một trận anh điên rồi chẳng may nhà họ vương nổi giận thực sự xảy ra bạo động thì làm sao anh có thể giết mấy nghìn mấy chục nghìn người hay không dương thần nghĩ cũng phải phiền phức này đúng là không dễ xử lý xem ra dùng sức với họ không được rồi mặc dù không tam tâm nhưng dương thần thấy tiết lộ thân phận nhà họ dương với họ hy vọng đối phương chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa lành là được cho nên nói em nói với tên đó anh là người gì đó của dương gia anh cũng không có hứng thú cắt đứt đường làm quan của anh ta đường ai nấy đi bỏ qua mọi chuyện không ai đụng chạm tới ai thái nhiên ngẫm nghĩ một lát nói cũng được nếu anh đã đồng ý nói thân phận của mình Vậy em sẽ nói với anh ta, em sợ anh không thích dựa vào thân phận của mình để áp chế người khác. Nên vẫn chưa dám nói, Dương Thần còn đang muốn nói gì đó, nhưng Thái Nhiên bên kia hình như còn rất vội. Cô vội vàng nói, em không nói nhiều nữa đâu, có người bạn hẹn em ăn cơm, đợi cũng khá lâu rồi, hôm khác gặp anh nhá. Bye bye, Dương Thần chưa kịp nói thêm gì thì cô đã cúp máy. Dương Thần có chút bất ăn nhíu mày, hắn có cảm giác không tốt, đã muộn như vậy rồi còn có bạn hẹn đi ăn cơm. Lại còn đợi rất lâu rồi, không lẽ là đàn ông, lần trước không phải có tên họ Vi nói là muốn hợp tác, nhưng thực chất là đến cô gái đấy sao? Mặc dù cũng thường xuyên gặp mặt cô, nhưng ngoài việc dạy các cô tu luyện và làm một số chuyện ám muội ra thì hắn cũng không có nhiều thời gian bên cạnh. Họ, Dương Thần cảm thấy cần phải thâm nhập sâu hơn vào vòng giao tiếp của các cô rồi. Lâm Nhược Khê ở phía sau lúc này mới hỏi, "Là cái tên Vương An kia sao? Nhà họ Vương ấy rất khó đối phó sao?" Dương Thần quay đầu lại cười nói, Chuyện lớn đã có anh lo, yên tâm đi, về đến nhà, Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương biết được sự việc đều thấy hoang đường hết sức. Quách Tuyết Hoa cũng biết lai lịch nhà họ Vương, nhưng vẫn là nên nghĩ cho việc của Lam Lam trước. Hỏi, vậy sau này Lam Lam có đi học ở nhà trẻ Vân Hoa nữa không? Bọn trẻ nếu như vẫn không chịu quan tâm tới Lam Lam thì thật đúng là lạnh lùng quá. Lam Lam nghĩ thế nào, ngày mai có muốn đi nhà trẻ nữa không? Lâm Nhược Khê hỏi, Lam Lam nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Phải đi, Lam Lam không thể chạy trốn, Lam Lam là đứa bé ngoan, Lâm Nhược Khê vui mừng cười, nếu như những bạn nhỏ khác không chơi với Lam Lam, Lam Lam phải đi nói với cô giáo, không được khóc nhè nữa đâu đấy. Lam Lam gật đầu, nghịch con búp bê Barbie mới mua, sớm đã quên hết những chuyện không vui rồi. Hai ngày sau đó, Lam Lam quay trở lại nhà trẻ, cũng không có nhiều chuyện phát sinh, dù sao thì lũ trẻ cũng dễ quên nhiều chuyện, cùng nhau chơi đùa, tự nhiên cũng giống như lật sang một trang giấy khác vậy chỉ có điều tiểu nhã và một vài người bạn khác vốn chơi thân với lam lam trong tiềm thức vẫn tự nhắc nhở không được tiếp xúc với lam lam tóm lại là vẫn có chút ám ảnh lâm nhược khê lại bắt đầu công việc như thường ngày gần cuối năm rồi những bách hóa thuộc quyền quản lý của công ty bận tối mắt tối mũi dương thần trước tiên đi thăm lý tinh tinh ở bộ giáo dục sau khi đưa lý tinh tinh về nhà gặp mặt quách tuyết hoa và mọi người sau đó nói rõ về thân phận thật sự của mình cho cô biết lý tinh tinh chưa từng nghĩ tới một năm không gặp thân phận của dương thần lại có sự thay đổi lớn đến như vậy càng không thể tưởng tượng chính bản thân cô sẽ bắt đầu cái tu luyện đầy huyền ảo kia tuy nhiên lý tinh tinh cũng từng nhìn thấy không ít những hành động phi phàm của dương thần nên cũng không bị sóc lắm tuy nhiên cô là người bắt đầu muộn nhất có chút không theo kịp những người khác dương thần còn dự định tới nhà lý tinh tinh thăm vợ chồng lão lý tốt xấu gì cũng là bố mẹ vợ của hắn dù sao cũng phải gặp mặt một lần cũng không phải chuyện có thể giấu giếm được nhưng lý tinh tinh thấy nên để sau cô thấy nên để hai người chuẩn bị tâm lý rồi hãy nói tránh cơ thể của ông lý phải chịu sự kích động dương thần cũng cảm thấy có lý nên để cho cô tự mình sắp xếp mọi chuyện đợi sắp xếp ổn thỏa chuyện của ông lý sau đấy mới bắt đầu đi làm lại tại công ty giải trí ngọc lôi là cấp trên nhưng khi dương thần đi vào công ty có rất nhiều người còn thấy là nhìn thấy bát nhã trong phòng làm việc cô càng lúc càng giống một nữ ninja thuộc thành phần trí thức thành phố cô mặc một chiếc váy ngắn màu đen trắng cân xứng thoáng nhìn cơ thể cô vô cùng thu hút người đối diện cô cứ cung kính cúi đầu trước hắn trong phòng làm việc dương thần bỗng nhiên có cảm giác áy náy bản thân hắn cũng không biết hắn không có trách nhiệm đường đường là người đứng đầu hội bát kỳ vậy mà lại để ở đây làm thư ký cho hắn toàn bộ công việc đều giao cho cô làm bát nhã từ nhỏ đã được huấn luyện tạo cho cô sức chịu đựng sự mệt nhọc khi nhìn thấy dương thần trong đôi mắt đẹp ánh lên sự vui sướng và xúc động hoàn toàn không có gì gọi là bất mãn. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1149 của tác phẩm Cô vợ Tổng Giám đốc xinh đẹp của tôi. Có lẽ do bị áp với lâu ngày hoặc cũng có lẽ do càng ngày cô càng trở nên dịu dàng. Dương thần có cảm giác muốn chấn an cô ninja từng chỉ biết tới giết người này. Mấy ngày nay vất vả cho cô rồi. Dương thần cười ngại ngùng. Tiến lên phía trước dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng cô, bát nhã như bị điện giật, đột nhiên không biết làm sao khóe mắt hoe đỏ, hơi ươn ướt, đứng cứng ngắc ở đó. Dương thần giật mình, tình huống này, sao vậy? Bát nhã vội ngẩng đầu, thẹn thùng cúi đầu thấp hơn. Rất xin lỗi, chủ nhân, tôi, tôi chỉ xúc động quá thôi. Dương thần giờ khóc giờ cười. Điều này có gì mà cảm động? Tôi phải xin lỗi cô mới đúng. Cô đường đường là người đứng đầu hội bát kỳ. Mặc dù tôi là ông chủ của cô, nhưng như vậy cũng thật thiệt thòi cho cô quá. Bát nhã mỉm cười lắc đầu. Không đâu, tôi đang hưởng thụ cuộc sống và công việc ở đây vì các đồng nghiệp đều đối đãi với tôi như một người phụ nữ bình thường tôi có thể cảm nhận được tấm chân tình của mọi người cũng có thể cảm nhận được những niềm vui của những người bình thường cô có thể nghĩ như vậy là tốt rồi tôi còn lo lắng cô hận tôi cho rằng tôi muốn chỉnh cô con người của tôi kỳ thực rất nhàn hạc có chút thành tích cũng là do bị bức bách cô làm việc rất chăm chỉ tôi phải khen ngợi cô điểm này đấy ít nhất là công việc ở công ty tôi không có cô thì không được dương thần cười hà hà nói bát nhã nhìn dương thần nói một yếu ớt chủ nhân anh thật tốt dương thần giật nảy mình ánh mắt cô sao lại như thiếu nữ xuân thì như vậy chứ đừng nhìn tôi như vậy nếu không tôi sẽ thấy rất ngại bát nhã gương mặt hơi ửng hồng hé môi từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai đối xử với tôi dịu dàng như vậy từ sau khi gặp được chủ nhân tôi mới bắt đầu cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống được rồi được rồi tôi thấy nổi hết da gà rồi dương thần cười một cách kỳ quái nói cô muốn hoàn toàn trở thành một cô gái trí thức thành phố sao vậy tôi phải đổi người đứng đầu hội bát kỳ rồi tôi không muốn hội bát kỳ biến thành một công ty chính đạo đâu bát nhã lắc đầu sẽ không đâu đi làm rất thú vị nhưng giết người cũng khiến tôi cảm thấy rất hứng thú dương thần thầm nghĩ cô nàng này đúng là vẫn có khẩu vị nặng bản thân hắn đến nay đã có rất nhiều phụ nữ cũng đủ bận rộn rồi không nên đụng vào những cô nàng có khẩu vị nặng như vậy nữa đúng lúc dương thần ngồi xuống xem xét những việc lớn của công ty thời gian gần đây thì có điện thoại dương thần vừa nhìn di động là điện thoại từ yến kinh sau khi nghe điện quả nhiên là dương công minh alo ông già mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy hờ vẫn là cái bộ dạng ấy thằng tiểu tử thối này không biết tôn trọng người lớn hơn một chút à dương công minh không vui nói nếu vậy cháu sẽ nổi gai ốp đấy không chừng ông cũng không muốn nghe dương thần cười nham hiểm dương công minh cũng không có hứng thú câu nệ mấy chuyện ấy nói ông già nhà họ vương gọi điện cho ta cháu đánh cháu ngoại ông ta sao kha chuyện này cháu còn tưởng đã ổn thỏa rồi chứ cháu đã bảo thái nghiên nói với tên họ vương ấy cháu là ai rồi gã còn phải thông báo về nhà sao chỉ là thông báo thôi sao nhà họ vương ở sơn tây lộng hành quen rồi căn bản không hề coi các gia tộc ở yến kinh ra gì cả có lẽ cháu không biết tổng bí thư ra nước ngoài phỏng vấn lão già nhà họ vương đã tập hợp quân đội xung quanh đấy chạy tới trước mặt ông ta đòi duyệt binh chúng căn bản là thổ hoàng đế đấy nói như vậy chúng muốn cháu phải bày tỏ thái độ mới được hay sao hà vương anh lai đích thân gọi điện tới ngoài miệng thì khách khí nhưng rõ ràng là muốn cháu đi một chuyến tới sơn tây gặp mặt ông ta nói trắng ra là phải ngoan ngoãn nhận sai nhà họ vương muốn áp chế nhà họ dương ta vốn dĩ cũng không có gì nhưng quan hệ của lão già ấy lại rất rộng lại có không ít xí nghiệp quan trọng nằm trong địa phận của lão ta nếu như lão ta muốn chặn đường làm ăn của chúng ta thì có rất nhiều cách để ra tay. Dương thần nheo mắt, vậy ông định làm thế nào? Ta, Dương Công Minh cười lạnh, lão già hom hem như ta, hiện tại chỉ muốn có ba mẫu ruộng trồng rau, bắt sâu, đâu còn sức mà chạy tới chạy lui bắt hoàng thử lang nữa. Ý là cháu đi, đây là do cháu nói, ta không bắt cháu làm gì cả, nhưng ta cũng phải nhắc nhở cháu, nhà họ vương đang đắp điện lôi bằng phân châu, cháu muốn không va phải cũng không được nhưng phải biết cách lấp nó lại đừng cho nó cơ hội nổ vào mặt cháu dương thần cười nhẹ cũng không buồn nghe tiếp lập tức cúp máy ngẫm nghĩ một lát dương thần nói với bát nhã bát nhã coi như tôi cho cô nghỉ phép thay tôi tới sơn tây một chuyến bát nhã có chút nghi hoặc chủ nhân đi sơn tây làm gì nếu nghỉ ngơi thì không nên tới chỗ ấy nghỉ ngơi là phụ tôi cần cô thay tôi nhẹ nhàng xử lý một người phải cho tên đó chết một cách thần không hay quỷ không biết cô hiểu tôi chứ dương thần ánh mắt lạnh lùng bát nhã thì lộ vẻ hưng phấn rõ rồi đối với bát nhã mà nói muốn cho một người chết bất đắc kỳ tử thì có vô vàn cách làm chủ yếu là phải có đầy đủ hậu thuẫn mà dương thần đã bảo cô động thủ chứng tỏ là hắn không thèm để ý tới hoặc là không tiện ra tay cho nên mới cần tới cô nhẹ nhàng thủ tiêu tên đó dương thần cũng chính là nghĩ như vậy nếu đã biết rõ là đụng tới nhà họ vương sẽ phiền phức chi bằng để một ninja thực hiện vụ ám sát còn về viêm hoàng thiết lữ vốn dĩ đề phòng động tính ninja của hội bát kỳ nhưng hiện nay tướng quân của viêm hoàng thiết lữ là thái vân thành bố vợ của hắn không thể đối đầu với hắn được sau khi nói tỉ mỉ về yêu cầu cho bát nhã bát nhã lập tức rời khỏi để chuẩn bị trước còn về chuyện tìm trợ thủ đối với một ninja có đẳng cấp như bát nhã là điều không cần thiết dương thần nhìn những hoạt động của công ty gần đây phần lớn được sắp xếp rất trật tự lợi nhuận quý bốn tăng lên rõ rệt bát nhã quả thực rất có năng lực quản lý sắp chưa triệu đằng mang theo một ít văn kiện lên văn phòng cười nói giám đốc dương lúc nãy tổ quay phim có nói kiếm tiên sắp đóng máy theo thông lệ sẽ tổ chức buổi tiệc chúc mừng cho các nhân viên tổ quay phim và diễn viên giám đốc có chỉ thị gì không dương thần sửng sốt là phim của đạo diễn dư thạc vâng dương thần không khỏi xúc động đây là bộ phim đầu tiên của tuệ lâm vậy mà cũng đã sắp quay xong rồi mặc dù chế tác hậu kỳ có lẽ cần tới mấy tháng nữa nhưng cũng có thể xem là thành công cậu đi sắp xếp đi, đến lúc ấy nói với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ tới. Dương thần cảm thấy nên biểu Dương Tuệ Lâm, cũng phải khao tổ quay phim một bữa. Triệu đằng gật đầu, đúng lúc định ra ngoài, lại bị Dương thần gọi lại. Đúng rồi, sao không nhìn thấy Vương Khiết, Dương thần không thấy trợ lý khác của mình. Triệu đằng mặt đỏ lên, Vương Khiết, cô ấy có bầu rồi, đang ở nhà, Dương thần vẻ mặt kỳ lạ, không kìm được cười. Chẳng lẽ hai người, Triệu đằng cười, nói, ha ha, thời gian giám đốc Dương không ở đây, chúng tôi đã về quê làm đám cưới, nếu không bụng của Vương Khiết lớn rồi. Chưa kết hôn sẽ rất khó nói, Dương thần chật chật cảm thán, những thứ xung quanh mình đã thay đổi rất nhiều, chạy qua chạy lại, không chú ý tới, chỉ có thể chúc mừng triệu đăng, đồng thời bảo đảm rằng sẽ có thưởng cho hai vợ chồng vào cuối năm. So với việc hắn đi trên con đường tu luyện, tương lai cuộc sống như một người bình thường, đối với Dương thần mà nói gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Yến Ninh, Ninh Phủ, Ninh Quang Diệu khó có thời gian nhàn rỗi ngồi ở nhà đọc báo. Uống trà, đang ngồi trên ghế trong thư phòng, bàn tay gõ nhẹ bàn, mày hơi nhíu lại, dường như đang cân nhắc gì đó. Một người nhà họ Ninh đứng ở cửa thư phòng, báo cáo gì đó sau đấy yên lặng rút lui. Ở bên cạnh chiếc ghế trong thư phòng có hai người mặc quần áo cổ xưa một màu xanh đen, một màu trắng, hai người đàn ông ước chừng hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng vẻ mặt lại kiêu căng, giống như trong thư phòng này bọn họ mới là chủ nhân tìm lâu như vậy rồi vẫn không thấy tung tích gì của Ninh Quốc Đống. Ninh Quang Diệu, ông nuôi bọn này đúng là giả áo túi cơm, toàn một lũ rác rưởi người mặc áo xanh đen nói, Ninh Quang Diệu cười khổ, trưởng lão Ninh Tâm nói đúng, tôi nhất định sẽ tìm lúc chỉnh đốn lại bọn chúng. Ninh Tâm hừ lạnh, tứ ra dặn ta và Ninh Đức chăm sóc cho ông, mặt khác cũng muốn xem xem liệu ông có thể chống đỡ được gia tộc này hay không. Nếu ông vẫn không thể tìm thấy Ninh Quốc Đống, vậy không cần phải nghĩ cách kéo dài hương hòa chúng ta sẽ bồi dưỡng một người mới có khả năng kế tục ninh ra. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1150 của tác phẩm Cô vợ Tổng Giám đốc xinh đẹp của tôi. Nói chuyện rất nhẹ nhàng và khéo léo, nhưng những gì lọt vào tai Ninh Quang Diệu lại giống như kim châm. Ninh Quang Diệu toát mồ hôi lạnh, vội vàng đứng dậy, đi đến chỗ Ninh Tâm và Ninh Đức, chắp tay nói, đúng, đúng, đúng Quang Diệu hiểu rồi, nhưng xin hai vị cứ yên tâm cũng xin hai vị hãy chuyển quyết tâm của quang diệu đến lão gia của nhà họ ninh tất nhiên sẽ không phụ lòng ninh gia nói ngoài miệng thì không có tác dụng gì cả bây giờ ông không cả tìm được một chút manh mối nào của ninh quốc đống chẳng lẽ lại lấy vợ sinh con ở cái tuổi này lại tốn mấy chục năm nữa để bồi dưỡng người thừa kế sao nhưng ông là thủ tướng vợ thì vừa mới chết ninh gia ở thế giới này không thể có một tin tức xấu như vậy ninh đức thẳng thắn nói ninh quang diệu híp mắt nói hai vị trưởng lão quả thực không dám giấu giếm gì hai vị tôi còn có một đứa con gái ruột nữa là đứa con mà tôi và người tình đã sinh từ nhiều năm trước cũng có thể coi nó như em gái ruột của quốc đống bây giờ đứa con gái đó của tôi đã có một công ty nổi tiếng trong toàn quốc về tài trí tuyệt đối vượt xa cả quốc đống trước đó tôi không dám nhận nó là vì sợ quốc đống cảm thấy bất công cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ ninh nhưng nếu như thực sự không tìm được quốc đống thì tôi có thể bảo đứa con của cô ấy là cháu của tôi thậm chí cho nó là người thừa kế của tôi, mọi người căn bản sẽ không thực sự hiểu được hết nội tình của nhà họ Ninh. Mà những gia tộc giàu có khác, đối với việc tôi nhận đứa con gái đó cũng nhất định không dám nói nửa câu. Như vậy, có thể giải quyết hoàn toàn được vấn đề người thừa kế. Bậy bạ, đứa con gái mà ông và người tình sinh ra sao có thể không bị những gia tộc khác lên án được chứ? Ninh Đức tức giận nói, Ninh Quang Diệu vội xua tay, nói, nếu như là trước kia thì đứa con gái đó sẽ không thể được. Nhưng bây giờ nó đã lấy dương thần cháu ruột của nhà họ dương dương thần là người trời không sợ đất cũng không sợ lại có mối giao tình với lý độn của nhà họ lý hơn nữa người của nhà họ đường cũng tôn sùng hắn nếu lấy thân phận thiếu phu nhân của nhà họ dương và thân phận chủ mẫu của dương gia trong tương lai thì tạm thời có thể tiếp quản nhà họ ninh tuyệt đối không ai dám đối đầu nếu như ai dám đối đầu thì đồng nghĩa với việc đối đầu với dương thần tương lai đợi đứa con gái tôi sinh được một nam hai nữ chỉ cần có tên của nhà họ ninh thì chẳng phải có thể nối tiếp việc hương khói của chúng ta sao ninh tâm và ninh đức liếc nhìn nhau có chút kinh ngạc còn có việc như vậy à nếu như thật sự như những gì ông nói có thể kéo dương ra vào cùng trận mạc với chúng ta như vậy thì quá thuận lợi chúng ta đương nhiên sẽ vui vẻ rồi tứ gia từng dặn dò bảo chúng ta phải đề phòng dương thần nếu như hắn có thể thành người nhà của chúng ta thì đương nhiên là quá tốt rồi dù sao ninh gia cũng cần phải nâng tầm ảnh hưởng không ngừng nếu như lại phải bồi dưỡng một thế thân mới thì cũng cần một khoảng thời gian khá lâu và tiền bạc tương đối nhiều nếu như ông có thể tìm được người nối nghiệp thích hợp thì chúng tôi đương nhiên sẽ không làm khó ông ninh tâm nói nhưng đứa con gái của ông có đồng ý nhận ông không ngộ nhỡ bọn họ không muốn giúp ông thì chẳng phải ông sẽ công cốc sao ninh quang diệu vội nói hai vị yên tâm quang diệu rất hiểu con gái mình nó và mẹ nó giống nhau cái khó qua nhất chính là cửa ải của tình thân điểm này tôi chỉ cần làm khó một chút thì đảm bảo nó sẽ hồi tâm chuyển ý. Vậy tốt nhất là ông nên tranh thủ thời gian mà làm. Tránh đêm dài lắm mộng, Ninh Quang Diệu đã dự tính trước mọi việc, nói, lúc này có một chuyện có thể kéo được mối quan hệ giữa tôi và Dương Thần. Vương gia ở Tây Sơn và nhà họ Dương đang có trục trặc. Tôi hiểu rất rõ, bọn dân thường như nhà họ Vương không để đấu lại được Dương Công Minh và Dương Thần. Nhưng, nhà họ Vân là gia tộc có thâm căn cố đế, là một cây cổ thụ có dễ cọc, tôi định đợi nhà họ dương ra tay giữ sức giúp nhà họ dương giảm bớt phiền toái nhà họ vương làm kinh doanh nhiều năm ở sơn tây tài lực hùng hậu trung ương sớm đã muốn động đến họ khổ nỗi không có người tiên phong bây giờ có nhà họ dương chúng ta có thể thiết lập quan hệ gần gũi với dương gia cũng có thể kiếm chút lợi lộc ninh tâm và ninh đức nghe thấy những lời này mắt liền bừng sáng không khỏi suýt xoa nói ninh quang diệu nói đến tuổi tác thì chúng tôi hơn ông mấy chục tuổi nhưng nói đến mưu kế thì chúng tôi thực sự bái phục ông. Xem ra mặc dù mọi thứ hỗn loạn, nhưng tất cả đều ở trong lòng bàn tay của ông." Ninh Quang Diệu khiêm tốn lắc đầu, hai vị trưởng lão qua khen, Quang Diệu còn hy vọng hai vị chỉ giáo nhiều hơn nữa ý chứ. Qua vài ngày, đã đến cuối tháng 11, mấy ngày nay, Dương Thần bỏ ra không ít thời gian ở công ty, chưa nói tới việc phải quản lý nhiều việc, nhưng cũng phải mở một số cuộc họp, tham gia một số hoạt động, thời gian còn lại phải điều chế thuốc. Bát nhã đã hoàn thành nhiệm vụ của cô được giao ở Sơn Tây. Thần không biết quỷ không hay lấy đi tính mạng gia chủ nhà họ Vương Vương Anh Lai. Kết quả giám định pháp y cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết là do rối loạn tâm thần. Tự bắn súng vào đầu, sự thực là bát nhã đã tiêm một loại thuốc vào người của Vương Anh Lai gây ra rối loạn tinh thần khiến cho não của Vương Anh Lai không ngừng đau. Đớn, khiến gã khó chịu trong một thời gian dài, nên đã nổ súng tự sát. Loại thuốc này trên thế giới thực sự không có gì mới mẻ chỉ là có rất ít người có thể tiêm thành công vào những nhân vật quan trọng, lại có thể thành công trong việc lui thân. Vương Anh Lai chết rồi, người nhà họ Vương đương nhiên tưởng chuyện này có liên quan đến nhà họ Dương. Nhưng không đợi Vương ra điều động quân đội chuẩn bị bạo động, thì đột nhiên đã gặp phải sự nghiêm trị về chính trị chủ đạo của nhà họ Ninh. Trưởng tôn nhà họ Vương, Phó Bí Thư tỉnh ủy Sơn Tây bị điều tra ra là đã nhận hối lộ hơn 200 triệu. Hơn nữa về bất động sản cũng bị lôi ra ngoài ánh sáng khi gặp phải sự khiển trách của cộng đồng mạng thì đã bị bắt giam. Chuẩn bị đưa lên tòa án hình sự xét xử, binh bại như núi đổ, gặp phải sự đả kích đồng thời của nhà họ Dương và nhà họ Ninh. Đồng thời nhà họ Vương mất đi người tâm phúc, nên đã bắt đầu tiêu tiền để trừ họa, mười mấy năm lo sợ khó có thể phục hồi lại nguyên khí. Dương Thần cũng không có hứng thú lắm với nhà họ Vương. Nhưng thái độ của nhà họ Ninh khiến Dương Thần và Dương Công Minh đều không sao hiểu nổi. Lúc này nhà họ Ninh đứng bên giúp sức, mặc dù không thể đứng ra quyết định được nhưng cũng xóa bỏ được ý định trả thù của nhà họ vương bất kể như thế nào lúc này ninh gia lại đứng về phía của nhà họ dương có ý muốn lấy lòng thậm chí ninh quang diệu còn lén gọi điện thoại bảo dương công minh có yêu cầu gì thì cứ nói nhất định ông ta sẽ tận lực để phối hợp điều này khiến cho một lão già thành tinh như dương công minh nhất thời sẽ không đoán ra được dụng ý của ông ta bất luận thế nào đi chăng nữa sau khi trải qua việc của nhà họ vương dương gia và ninh gia trước đó có đối chọi nhau nhưng đột nhiên hài hòa với nhau chỉ sợ dương công minh và dương thần đều cảm thấy sự việc không đơn giản nhưng người ta tặng mình hoa đào nếu mình không báo đáp bằng mận thì sẽ chẳng ra làm sao cả sau khi bát nhã hoàn thành nhiệm vụ dương thần cũng dựa vào những gì đã đề ra trước đó cho cô ấy nghỉ một thời gian tóm lại không chừng sẽ phải ở trung hải tiếp bát nhã cũng đành phải trở về nhật bản gặp những thuộc hạ hội bát kỳ đã lâu lắm không gặp lúc này Dương Thần đốc thúc những người phụ nữ khác phải tu luyện, cũng tranh thủ thời gian để điều chế đan dược, tu vi của những người phụ nữ đa số đều đã được nâng cao. Ngoài việc Lý Tinh Tinh vừa mới bắt đầu tu luyện ra thì dựa vào sự giúp sức của đan dược nên đã tăng lên nhanh. Chóng, tổng thể cũng không có nhiều thay đổi lớn, cục diện khiến cho Dương Thần không khỏi phải nóng vội, nhưng cũng không làm gì được. Buổi sáng mùa đông, sương lạnh ngưng đọng, mặc dù đã sắp 6 giờ, nhưng trời vẫn hơi tối, ở biệt thự ngoại ô phía tây, trong tòa nhà mà an tâm mua, trong phòng của phụ nữ, mùi thơm ngào ngạt ngập tràn trong không khí, khiến người khác phải say mê, trên chiếc giường lớn, an tâm như một con mèo nhỏ nằm dựa vào ngực dương thần. Vì lo sưởi bật nên chỉ đáp một chiếc chăn mỏng cũng không cảm thấy lạnh. Khuôn mặt của cô vì bị ép xuống nên làn môi mọng đỏ hơi khẽ hé ra. Một ít nước từ trong miệng chảy trên ngực dương thần, cuộc vui vẻ hôm qua đã khiến cô tràn đầy tinh lực. Không quan tâm gì đến tư thế ngủ của mình nữa, mệt mỏi nên nằm ngủ luôn. Mấy ngày này được thành thơi, Lâm Nhược Khê vẫn ngủ cùng Lam Lam. Dương thần đương nhiên cũng không chịu được cảnh vườn không nhà trống. Nên cứ tối đến là ra ngoài, đến phòng của những người phụ nữ khác. Căn bản qua hơn một tiếng đồng hồ, Dương thần mới tỉnh dậy. Sau đó giả bộ phải về nhà ăn bữa sáng. Việc này cũng không trông cậy người trong nhà không biết, nhưng không ai biết ý đó là gì. Nhưng hôm nay, Dương thần lại mở to mắt, đột nhiên ngồi phát dậy, lột áo ngực của an tâm ra a à, an tâm đang ngủ say thì bị việc đó làm tỉnh giấc. Mặc dù còn trong chăn, nhưng rất buồn bực, nũng nịu oán hận, ông xã à, anh làm gì vậy, người ta còn đang ngủ mà. Dương thần quay đầu, nhìn ngực trần như nhộng của an tâm, khẽ run lên, cười hưng phấn nói, anh cảm nhận được, sắc vi đã đột phá. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1151 của tác phẩm Cô vợ Tổng Giám đốc xinh đẹp của tôi. Gần nửa tháng sắc vi luôn bế quan chỉ nói cái gì mà đã lĩnh ngộ ra rồi sau khi dương thần trở về cũng không quấy dày cô ngoài việc ở sau núi thì chỉ ở trong phòng tĩnh tâm dương thần cảm thấy thời gian này nên để cô tự mình hiểu ra mới tốt đương nhiên cũng có khả năng nghĩ không ra an tâm dường như vẫn chưa tỉnh táo lại chớp chớp mắt chậm chậm lộ vẻ vui sướng thật sao sao chồng biết dương thần xoa xoa đầu cô nói cô ngốc này uy áp của hóa thần kỳ sao có thể cung cấp với tiên thiên đại viên mãn được chỗ chúng ta đột nhiên xuất hiện một tu sĩ cấp hóa thần kỳ anh có thể không cảnh giác hay sao dương thần cảm nhận rất rõ ràng uy áp đặc biệt của sắc vi đã thành rồi mặc dù vẫn còn chút bóng dáng chân khí tiên thiên của sắc vi nhưng đã đạt tới một tầng mới anh ra sau núi một chút em ngủ một lát đi dương thần cười hôn vào má của an tâm một cái nhanh chóng mặc quần áo từ ban công nhảy ra ngoài chớp mắt một cái Dương thần đã tới sau núi, bên vách núi, sắc vi mặc một chiếc áo mỏng màu xanh ra trời, quả bò, mái tóc bay bay, cô yên lặng nhắm đôi mắt đẹp, giang hai tay đón gió, cảm giác như đang hưởng thụ làn gió lạnh, quyến rũ hơn nhiều so với trước đây, giây phút này sắc vi thoát tục như tiên nữ, từng động tác chuyển động đều có khí chất khiến cho người đối diện không dám khinh thường. Đương nhiên Dương Thần chỉ cảm thấy cô gái trước mắt vô cùng cuốn hút mà thôi. Nhận thấy Dương Thần đang ở sau lưng, sắc vi từ từ quay người lại không cần nói gì giây phút hai người lặng lẽ nhìn nhau là đã có thể chia sẻ được niềm vui sướng này rồi nháy mắt một cái dương thần đã đứng trước mặt sắc vi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô có phải là cảm giác hay không đã tiến vào một thế giới hoàn toàn mới sắc vi hé miệng cười lắc đầu không phải đấy là cái gì là một thế giới quen thuộc nhưng là cảm nhận theo một cách khác dương thần gật đầu giữa người với người không giống nhau ngộ tính lại càng khác nhau đạo lĩnh ngộ được cũng khác nhau một trời một vực. Đạo của em, anh không thể hiểu được, người khác cũng không hiểu được, cho nên đấy mới là đạo của em. Tiến vào hóa thần kỳ, tố chất trong cơ thể của sắc vi cũng đã thay đổi. Da thịt vô cùng mịn màng, kỳ thực đấy là do đã được chân nguyên lực bảo vệ. Giờ khắc này bàn tay dương thần lướt qua mặt, giống như là một loại chân nguyên thâm sâu khó lường làm lay động mặt hồ đang tĩnh lặng vậy. Sắc vi im lặng cảm nhận một lúc lâu sau, cười nói, mặc dù từ lần đầu gặp mặt tới giờ đã hai năm rồi mặc dù luôn cảm thấy anh luôn ở bên em nhưng là lần đầu tiên em có cảm giác gần như vậy mặc dù tu vi của em vẫn chưa bằng anh nhưng em có thể cảm nhận được một chút tâm tư của anh tâm tư của anh là thật một phương diện chân thực nhất của anh thật tuyệt nhưng đừng có hứng thú quá em vừa tiến vào hóa thần kỳ nhưng không thể nghỉ ngơi như vậy được đúng lúc anh có ít đan dược trung phẩm lúc trước em chưa tới hóa thần nên chưa dùng được bây giờ cho em Dương thần lấy từ giới tử tu di giới ra hai bình xứ nhỏ. Đây cũng là vì đan dược này mà đã cất công tới đặt ở cửa hàng đồ gốm xứ tốt nhất. Ở dây có 5 viên long vân đan và một viên tiêu vân đan. Em dùng long vân đan trước, như vậy có thể nhanh chóng ngưng tụ linh khí thiên địa. Cuối cùng mới dùng thượng phẩm tiêu vân đan, như vậy có thể nhanh chóng đẩy mạnh tu vi hóa thần kỳ. Chỉ tình nói, tiêu vân đan trong hồng mông cũng được coi là bảo vật đấy. Nếu như không phải vì trình độ luyện đơn của anh cao cộng thêm may mắn thu thập được nhiều nguyên liệu thì chắc chắn sẽ không có thứ này đâu sắc vi cũng không chút khách khí nhận lấy nhận món đồ mà người đàn ông của mình phải đổ máu và mồ hôi tạo ra vốn đã là một việc vô cùng hạnh phúc cô lại đặc biệt yêu thích tu luyện đàn dược gì gì đó đương nhiên là càng tốt rồi nhìn dáng vẻ vui mừng của cô dương thần chỉ chỉ vào môi mình có được món đồ tốt cũng không biết biểu hiện chút gì đó sao thượng phẩm linh đan đều cho em rồi đúng là phí công thương yêu em rồi sắc vi lườm hắn một cái nhẹ nhàng ngây một cái, ôm lấy cổ dương thần, hôn thắm thiết, vì đã tiến vào hóa thần kỳ nên việc bay lượn cũng không phải chuyện khó khăn gì. Tự nhiên có thể dựa vào linh khí thiên địa mà bay thôi. Ông xã, có phải bây giờ em sẽ không già nữa hay không? Có phải có thể sống mấy trăm tuổi rồi không? Sắc vi hỏi một cách hứng khởi, dương thần gật đầu, nắm tay cô, bắt đầu đi xuống núi. Đúng như vậy, hai ba trăm tuổi không vấn đề gì, cũng sẽ không già đi, nhưng em cũng không thể lơ là. Tranh thủ luyện tới cấp cuối của Hóa Thần kỳ, đến độ Kiếp kỳ, cũng chỉ là một loại tích lũy tu vi, không liên quan nhiều tới ngộ tính. Vậy nếu như em tới độ Kiếp kỳ rồi, sẽ là Tam Dương Chân Hỏa Kiếp, vẫn là Lục Hợp Hàn Thủy, hay là Cửu Thiên Thần Lôi Kiếp đây? Dương Thần suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu, anh cũng không chắc, nhưng Cửu Thiên Thần Lôi Kiếp có lẽ sẽ không tới mức ấy, vì vấn đề thể chất và tuổi tác của các em đã không kịp tu luyện vãng niệm diễn sinh kinh nữa. Rồi cho nên quyển công pháp tu luyện này trên thực tế là công pháp do anh sửa chữa và tổng hợp. Anh không biết môn công pháp này có thể đạt tới cảnh giới nào. Dù sao em cũng là người đầu tiên bước vào cảnh giới hóa thần. Trước đây anh còn thấy lo lắng các em không thể đạt tới cảnh giới hóa thần, nhưng giờ thì yên tâm một nửa rồi. Hai người nói chuyện, trao đổi một số điều tâm đắc khi tu luyện có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Sau khi Sắc Vi bước vào Hóa Thần kỳ, toàn thân đều toát ra vẻ thoát tục còn về chuyện dương thần đề cập tới chuyện hội hồng kinh đang xuống dốc sắc vi cơ bản không có hứng thú quan tâm đối với sắc vi mà nói đứng trên đỉnh cao là người tu luyện đạt cấp hóa thần cô nhìn hội hồng kinh được chính mình tạo ra đã sớm coi nó như phù du rồi cũng giống như dương thần sớm không còn chút hứng thú nào xử lý chuyện với đám lính đánh thuê sát thủ nữa rồi dương thần thậm chí còn cảm nhận được có lẽ là lĩnh ngộ về đảo không giống nhau sắc vi so với hắn lúc ở độ kiếp kỳ thì trong sạch hơn rất nhiều nhưng Dương Thần vẫn quyết định tối nay hoặc tối mai dù thế nào cũng phải thân mật với Sắc Vi. Hắn chưa từng quan hệ với cô gái hóa thần kỳ nào. Nghĩ tới là cảm thấy ngứa ngáy rồi. Nếu như Sắc Vi biết được người đàn ông bên cạnh mình đang nghĩ gì chắc chắn sẽ rất xem thường. Đúng là thô tục, khi đi cùng với Sắc Vi về đến nhà, đúng lúc Mã Quế Phương đang tập bài tập thể hình trên bãi cỏ. Làm động tác giãn gân cốt, dù sao cũng là người 60 tuổi rồi, mặc dù Mã Quế Phương rất thủy mị thướt tha nhưng đầu cũng bắt đầu có hai màu tóc. Phương pháp tập luyện này kết hợp với phương pháp thổ nạp là do Dương Thần đưa cho bà ta. Quách tuyết hoa và một số trưởng bối khác, dù sao thì các trưởng bối cũng không kịp tu luyện, dùng đan dược dưỡng nhan kéo dài tuổi thọ, trắng nhân kiện thể cũng không vấn đề gì. Những ngày này Dương Thần ở nhà, khi quách tuyết hoa và mã quế phương uống trà cũng thường gặp mặt. Nhưng Sắc Vi thì liên tục bế quan mấy ngày này, nên cũng có chút nhớ nhung. Ôi, Sắc Vi, con trở lại rồi à? mã quế phương cười híp mắt tiến lên phía trước quan sát một cách tỉ mỉ quái thật con bé này mới mấy ngày không gặp mà lại xinh đẹp lên hẳn như vậy lúng đồng tiền đẹp của sắc vi hơi ửng hồng cô mã làm gì có ạ à? con cũng không trang điểm không phải nói đến dung mạo mà là khí chất cũng không đúng không thể nói rõ là gì lẽ nào con đã tu luyện thành rồi sắc vi gật đầu cũng có chút tiến bộ mã quế Phương khoát tay thôi đi ta cũng không hiểu mấy chuyện này mau vào đi thiện nhi đang làm bữa sáng dương thần cũng vào nhà ăn sáng đi dù sao ở nhà cậu cũng phải tranh giành với con gái không cần phải vậy dương thần không ngừng kêu khổ không ngờ hình tượng của hắn trong lòng mẹ vợ lại như vậy khi vào đại sảnh đã ngửi thấy mùi món trứng cuộn có thêm chút mùi hành thoang thoảng khiến có dạ dày của dương thần cũng bắt đầu réo mạc thiện nhi mặc tạp dề đứng trong bếp nhìn thấy dương thần và sắc vi đứng cạnh nhau cô có vẻ kinh ngạc nói sẽ xong nhanh thôi đợi chút chỉ lát sau mạc thiện ni đã bày một bàn thức ăn đơn giản nhưng rất tinh tế đối với sự thay đổi của sắc vi mạc thiện ni cũng hiểu sắc vi rốt cuộc cũng đã đột phá rồi cô không tìm được hiếu kỳ hỏi sắc vi có cảm giác gì nhìn sắc vi dáng vẻ thay đổi hẳn mạc thiện ni bỗng cảm thấy ảo não vì mình không chuyên tâm tu luyện ngày ngày ở lại sau núi tu luyện phải cố gắng thêm rồi dương thần gọi điện về nhà nói hắn ở lại nhà mạc thiện ni ăn sáng nhưng lý do là mới sáng sớm đã phát hiện mạc thiện ni đã đột phá cảnh giới sau đó mới nhân tiện quách tuyết hoa vừa nghe đột nhiên nói thật sao con bé sắc vi này thật tài dương thần đây đúng là chuyện vui chúng ta phải cùng nhau chúc mừng sắc vi mới được dương thần suy nghĩ chúc mừng mẹ nghĩ nên chúc mừng thế nào hôm nay không phải cuối tuần sao đúng lúc không có việc gì gọi an tâm minh ngọc chỉ tình cùng tới nhà chúng ta liên hoan một bữa thế nào quách tuyết hoa hào hứng nói dương thần vẫn có cảm giác là lạ khẩu khí của quách tuyết hoa không đơn giản chỉ là một bữa liên hoan nhưng đề nghị này thì dương thần cũng không có lý do gì để phản đối nói vậy mẹ nói với nhược khê một tiếng xong thì bảo mọi người cùng đến quách tuyết hoa ừ một tiếng rồi vội vàng cúp máy dương thần nói chuyện liên hoan với mạc thiện ni và sắc vi sắc vi cảm thấy hơi ngại mạc thiện ni và mã quế phương thì giờ khóc giờ cười tiểu thiện thiện mẹ Mọi người cười cái gì vậy? Dương Thần nhất thời không hiểu ra gì, cảm giác như mình vừa bị chơi xỏ. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1152 của tác phẩm Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Mạc Thiện Ni và mẹ cô cười một lúc lâu, dường như cảm thấy chuyện này rất thú vị. Mã Quế Phương than thở: "Dương Thần, cậu và Sắc Vi một người ở Hàn Quốc, một người thì bế quan nên không biết. Mấy ngày nay Tuyết Hoa thấy bí bách, nhân việc của Sắc Vi Muốn tìm lý do để các cô con dâu cùng chơi mạt trược với bà ấy. Chơi mạt trược. Đúng vậy. Cậu không biết. Sảnh phụ nhà cậu có một bàn mạt trượt Những ngày cậu và Nhược Khê đi Hàn Quốc. Cứ ba ngày thì hai ngày đánh mạt trượt Hơn nữa đều là dùng tiền mặt để đánh. Tôi tới đấy hai lần. Cảm giác như nơi ấy thành sòng bạc rồi. Nhìn thôi cũng thấy đau tim. Mã Quế gưng lắc đầu cười. Dương thần lúc này mới nhớ đến. Sảnh phụ nhà hắn quả thực có một cái bàn được phủ bằng một tấm vải đen. Lúc trước chỉ cho rằng đấy là cái bàn cũ không dùng tới thôi. Không ngờ đấy lại là bàn mạt trược. Dương thần ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy đánh mạt trược cũng không sao. Như vậy các cô có thể gặp mặt nhau nhiều hơn, như vậy cũng có thể gần gũi nhau hơn. Sao trước đây không thấy mẹ nói tới nhỉ? Chuyện này thì có gì mà phải nhịn chứ? Dương thần hỏi, mã quế phân liếc con rể một cái. Ôi, cậu là con trai đương nhiên là không chú ý tới rồi. Cậu cũng không nghĩ rằng nếu một đám con gái về nhà đánh bạc, hơn nữa tuyết hoa đều coi chúng là con dâu như nhau nhược khê sẽ nghĩ thế nào nói thế nào thì nữ chủ nhân trong nhà cũng là nhược khê quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không thể làm căng được dương thần chợt ngộ ra gật đầu quả thực dễ gây xung đột dù sao thì nhược khê cũng không vui khi mẹ gần gũi với những cô con dâu khác nhưng cũng không thể vì tránh chuyện này mà hủy buổi liên hoan cho nên cũng không muốn ngăn cản đúng lúc bữa sáng sắp xong dương thần lại nhận được điện thoại là điện thoại của triệu đăng alo triệu đằng cuối tuần mà cậu cũng gọi điện cho tôi làm gì dương thần ngạc nhiên triệu đằng cười nói trong điện thoại giám đốc dương thần tôi biết ngay anh là người bận rộn hay quên mà mấy ngày trước không phải đã nói rồi sao hôm nay sẽ đi với mọi người tới ktv cúc mừng kiếm tiên đóng máy rồi sao dương thần đột nhiên nhớ ra ktv nào melody trên đường thỏ an anh nhất định phải tới đấy đấy là cái động tiêu tiền nhưng an ninh khá tốt dù sao thì cô tuệ lâm cũng sẽ tham gia không thể để cho đám paparazzi kia bám theo được dương thần cũng từng nghe qua hộp đêm ấy nó nằm ngay trên đoạn đường hoàng kim tại trung tâm thành phố trung hải nếu không có ô dù lớn thì chắc chắn không thể làm ăn ở nơi đó cũng không có ý kiến gì hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của họ hắn thì phải suy nghĩ xem nên chúc mừng tuệ lâm như thế nào dù sao cô cũng đã vất vả diễn xuất lâu như vậy chúc mừng cô cũng là chuyện nên làm sau bữa sáng dương thần về nhà tìm thấy lâm nhược khê đang chơi xếp hình với lam lam nói tới việc tối nay sẽ tới cây tv chúc mừng tuệ lâm hỏi cô có muốn cùng đi không lâm nhược khê dường như sớm đã biết được chuyện của tổ quay phim lắc đầu nói anh đi đi mấy ngày nữa là buổi gặp mặt với các ký giả đến lúc ấy sẽ chính thức tuyên bố em sẽ xuất hiện tại buổi lễ ấy hôm nay không đi em cũng không thích cây tv em không đi e rằng tuệ lâm sẽ buồn đấy tỉnh lại đi lâm nhược khê nói không ngẩng đầu em sớm đã gọi điện thoại cho tuệ lâm rồi cũng chúc mừng cô ấy rồi còn cần anh lo hay sao dương thần tự làm mình mất mặt nhún vai ngồi xổm cùng chơi xếp hình với lam lam dương thần xếp hình đương nhiên giỏi hơn lâm nhược khê nhiều rất nhanh đã cùng với lam lam xếp ra phi cơ và trực thăng khiến cho lam lam vui vẻ cứ vỗ tay cười lâm nhược khê nhìn hai cha con cùng chơi đùa ánh mắt dịu dàng cô vuốt tóc con gái nhẹ giọng ông xã sau này anh có dạy lam lam tu luyện không dương thần cười khẽ nói rất tự nhiên chắc chắn phải tu luyện rồi nếu không thì con gái sẽ không thể sống lâu như bố mẹ được. Hơn nữa tố chất của Lam Lam rất tốt, so với lúc anh còn nhỏ con bé còn có ưu thế tiên thiên. Tuổi lại còn nhỏ, anh định sẽ truyền dạy cho con bé vãng niệm diễn sinh kinh, nói thế nào cũng là đứa con đầu tiên của chúng. Ta, anh cũng không thể keo kiệt quá được. Quả nhiên, ánh mắt Lâm Nhược Khê có chút phức tạp. Vậy tại sao mãi vẫn chưa dạy? Một là Lam Lam còn nhỏ quá, vãng niệm diễn sinh kinh không thể truyền dạy vào lúc này ít nhất cũng phải đợi con bé học xong nhà trẻ. Thứ hai là, anh không muốn con bé lạm dụng đan dược, vì vãng niệm diễn sinh kinh và công pháp anh tự sáng tạo ra không giống nhau. Cần phải có căn bản vững chắc mới được, nếu không sẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Ba là, hiện tại anh cũng không biết sẽ gặp phải đối thủ như thế nào. Luôn có kẻ rình mò trong bóng tối vãng niệm diễn sinh kinh. Nếu anh truyền cho Lam Lam, kẻ đó sẽ hạ độc thủ với Lam Lam, đề phòng bất chắc, hơn nữa một khi đã luyện công chắc chắn sẽ rất vất vả trong hai năm này thì cứ để con bé phát triển tự nhiên hưởng thụ niềm hạnh phúc của một đứa trẻ lâm nhược khê gật gật đầu khẽ thở dài một cái em chỉ hy vọng lam lam có một cơ thể khỏe mạnh có thể bảo vệ bản thân những chuyện khác em cũng không có mong ước gì xa vời cả chỉ sợ sau khi tu luyện sẽ luôn đánh nhau như anh cho dù có thắng thì tâm tư cũng không thể thanh thản dương thần có thể hiểu nỗi yêu tư của cô nhưng cũng không còn cách nào khác bản thân hắn chỉ có thể nỗ lực hết sức che chở cho người thân trong gia đình và con cái không phải chịu đựng đau đớn trước mắt nhìn thì có vẻ yên bình nhưng hồng mông và gia tộc ẩn môn thậm chí cả athena và một số thế lực khác chắc chắn cũng đang dục dịch không biết sẽ mưu tính chuyện gì chỉ có điều mọi người đều không phải người bình thường nếu không chắc chắn sẽ không dám ra tay dù sao cũng còn chút thời gian không cần phải vội để dương thần ngồi chơi với lam lam lâm nhược khê vào bếp giúp một tay dù sao buổi chiều những người khác cũng sẽ tới lâm nhược khê biết được sắc vi đã đột phá cảnh giới hóa thần cũng có chút ngưỡng mộ nên cô không phản đối buổi liên hoan này buổi chiều sắc vi và mạc thiện ni tới nhà trước sau đấy là an tâm tiêu chỉ tình lưu minh ngọc cùng lý tinh tinh cũng tới đường uyển dù sao tuổi tác cũng lớn hơn mọi người lại có con gái đường đường đang học đại học phải quản lý bình thường rất ít khi xuất hiện quách tuyết hoa cũng không gọi cô còn về thái nghiên mấy lần vì công việc nên thoái thác quách tuyết hoa cũng không được bằng lòng lắm nên cũng không muốn tự làm xấu mặt mình chỉ một lát trong nhà đã nhộn nhịp hẳn lên nói nói cười cười chăm hoa khoe sắc khung cảnh đẹp không sao tả xiết lam lam thấy rất nhiều cô xinh đẹp tới nhà người ôm người hôn nhẹ lên má thì vô cùng vui mừng các cô cũng không khiến con bé thất vọng đều có quà cho lam lam khiến khuôn mặt con bé đầy vẻ thỏa mãn hôm nay nhân vật chính đương nhiên là sắc vi người vừa đột phá cảnh giới hóa thần các cô đều trông thấy khí chất của Sắc Vi thay đổi rất nhiều Thì lại càng ngưỡng ngộ hơn Nhưng không để cho mọi người hỏi Sắc Vi được nhiều về chuyện tu luyện Quách tuyết hoa đã vui vẻ vỗ vỗ tay kêu mọi người dừng lại Nói, khoan hãy hỏi đã Các con ai đi làm vài ván mặt trược với ta nào Mấy ngày không chơi rồi Chúng ta vừa chơi vừa nói chuyện Vừa nghe thấy mặt trược An tâm lập tức nói dịu dàng với vẻ mặt đau khổ Mẹ, còn đánh nữa sao Hôm nay con không mang tiền Con bé ngốc này cũng không cần tới tiền, chúng ta chỉ chơi cho vui thôi. Quách tuyết hoa nói, Lâm Nhược Khê vừa bê trái cây đi ra nghe thấy mạt trược. Không kịp hiểu chuyện gì, nói, mẹ, nhà chúng ta có bàn mạt trược sao? Quách tuyết hoa hơi ngại ngùng, đi lại sảnh, lật khăn đen đang phủ trên bàn mạt trược lên. Mấy ngày con và Dương Thần đi xa, mẹ có mua một bàn mạt trược, để họ tới nhà giúp mẹ giải khuây. Nhược Khê con không để tâm chứ, Lâm Nhược Khê suy nghĩ nhanh nhẹn chẳng trách hôm nay quách tuyết hoa mời các cô tới nhà cô cũng chẳng còn cách nào lâm nhược khê được giáo dục từ nhỏ rằng đánh mạt trượt không phải chuyện tốt đẹp lãng phí thời gian có khi còn bị coi là bài bạc nhưng mẹ cô đã muốn chơi cô cũng không thể phản đối vâng chơi thì chơi ạ à? mẹ vui là được rồi lâm nhược khê miễn cưỡng cười quách tuyết hoa vội vàng gật đầu sau đó vẫy tay gọi các cô vào vì chỉ có một bàn mạt trượt các cô ồn ào một lúc sau đó mới quyết định Nhân vật chính ngày hôm nay sắc vi người biết cách khiến cho quách tuyết hoa vui. An tâm và người mới là Lý Tinh Tinh cũng nhập cuộc. Nhưng Lý Tinh Tinh từ nhỏ tới lớn chưa từng chơi mặt trược. Lại đặc biệt yêu thích Lam Lam, muốn chơi với con bé trước căn bản không muốn vào bàn. Vẫn là mặc thiện ni nhanh nhạy, nói với Lâm Nhược Khê đang đứng nhìn không chút biểu cảm. Nhược Khê, hay là chị tới chơi vài ván đi? Tôi, Lâm Nhược Khê sửng sốt. Cao mày, tôi không được đâu, không biết chơi để tôi dạy chị. Rất đơn giản. Chị thông minh như vậy, sẽ học rất nhanh thôi. Nếu chị biết chơi, sau này có thể chơi với mẹ. Như vậy mẹ cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa. Mạc Thiện Ni khuyên, Lâm Nhược Khê nhìn những con bài đủ màu sắc. Nghĩ tới chuyện các cô đều biết chơi. Nếu cô không biết thì có vẻ hơi kém cảnh. Nghĩ vậy nên gật đầu đồng ý. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1153 của tác phẩm Cô vợ Tổng Giám đốc xinh đẹp của tôi nhìn thấy đám người lâm nhược khê cùng với quách tuyết hoa bắt đầu chơi mặt trược dương thần cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn tốt hơn so với không khí ngượng ngùng trước kia tiêu chỉ tình và lưu minh ngọc không chơi mà cùng với vũ vương nói chuyện vũ vương rất yêu quý đứa con gái của mình mặc dù gặp nhau trên cùng một mảnh đất nhưng vẫn có chuyện chưa nói hết nhìn thấy đám phụ nữ già trẻ trong nhà vui vẻ hòa thuận dương thần cũng phát hiện ra đã là lúc ra ngoài để tham dự buổi tụ họp đêm sau khi từ biệt Vũ Vương và Quách Tuyết Hoa, Dương Thần lái xe đi về hướng cây KTV Melody của trung tâm thành phố. Nói là cây KTV, nhưng sự thực cũng không kém gì so với những hộp đêm xa hoa. Bốn vệ sĩ mặc áo đen khiến cho không ít những người bình thường phải chùn bước. Dương Thần dừng xe lại, bước vào bên trong, Triệu Đằng đã đứng chờ sẵn ở đó. Giám đốc Dương, mọi người đang chờ anh, người của tổ kịch và người của bộ phận chúng tôi đều đã đến rồi. Triệu Đằng vẻ mặt tỏa sáng, anh ta vô cùng hứng thú với những buổi tụ họp vui vẻ kiểu này. Phấn khởi đến như vậy sao? Dương thần cười nói, triệu đằng vui vẻ nói, giám đốc Dương, anh không biết chứ, ở những địa điểm như thế này, một bình Remy Martin đắt gấp 4 lần so với bên ngoài. Bằng tiền lương của chúng ta vậy, nếu như không phải công ty bỏ ra thì cũng không dám đến những nơi này để tiêu xài. Dương thần không hiểu nhiều lắm về thị trường này, đi với triệu đằng trên hành lang dài, trên hành lang này có không ít khách ăn mặc quần áo chỉnh tề giơ tay lên là lộ ra khí chất thuộc tầng lớp thượng lưu hoặc con nhà giàu. Mà trên mỗi cánh cửa đều dùng những hoa văn cổ được chạm khắc bằng ngọc thạch. Trải thảm lông trung đông mềm mại, dẫm chân lên là không nghe thấy tiếng động, ngọn đèn mờ ảo, nhưng ánh sáng mờ ảo như vậy vừa hay khiến cho một số người có thể làm một số chuyện nhỏ mà không e ngại. Gì, cô phục vụ đi tới đi lui, mặc bộ sườn xám, trang điểm xinh đẹp, thậm chí trông quyến rũ một cách khác thường, đi đến một gian phòng tên là Lạc Hà Cô Vụ, đẩy cửa vào, bên trong là một không gian vô cùng rộng rãi, dưới ánh sáng của ngọn đen, trên chiếc sofa màu đỏ trông lóa mắt đã có ít nhất 20 người đang ngồi ở đó uống rượu. Nói chuyện phiếm, mà một người đàn ông trung niên đang cầm một chiếc micro, hát một cách hưng phấn một bài hát mà Dương Thần đã nghe rất nhiều, nhưng lại không biết là bài gì, hiệu quả của âm thanh thật chói tai, mọi người thấy Dương Thần bước vào thì đều đứng lên, trong đó bao gồm cả đạo diễn mà hắn chưa từng gặp dư thạc. Đương nhiên còn có Tuệ Lâm tuệ lâm vì khiêm tốn hết mức có thể mặc một chiếc áo khoác màu đen mái tóc mềm mại trang điểm nhẹ nhưng lại làm lòng người thấy say mê dương thần bước lên bắt tay mọi người trên thực tế những nhân viên trong công ty này dương thần cũng không thể nào quen thuộc hết được không thể nhớ được tên họ chỉ gặp là cười giả bộ kiểu quen thuộc này dương thần rất giỏi nói chuyện xã giao với đạo diễn dư thạc một lúc hắn liền mời rượu mấy nhân viên trong tổ kịch đợi ngồi đến bên cạnh tuệ lâm dương thần nhìn cô từ trên xuống dưới thân thiết hỏi han vất vả cho em rồi sau này không phải chịu uất ức nữa chứ tuệ lâm nhẹ nhàng gật đầu mọi người rất tốt với em nhưng đóng phim cũng rất khó em cảm thấy sau này em hát thì tốt hơn ha ha vậy phải xem phòng bán vé như thế nào nếu như vé bán không chạy thì em muốn đóng phim anh cũng không để em đóng nếu như vé bán chạy thì em đã làm tốt hơn chị của em rồi nên đóng thêm mấy bộ nữa dương thần trêu đùa tuệ lâm hừ nhẹ một tiếng nói chị sẽ không muốn em giúp chị ấy kiếm tiền chị ấy làm kinh doanh không phải để kiếm tiền nếu như em không muốn đóng phim nữa thì chị ấy nhất định sẽ đồng ý xem em đắc ý chưa kìa dương thần cười nói lần này làm xong việc sau đó em nên nghỉ ngơi một chút dù sao cũng đã bận rộn gần một năm rồi tuệ lâm lắc đầu còn chưa thể nghỉ ngơi được sắp sang năm mới rồi tổ kịch xuân vãn đã liên lạc với em nhiều lần muốn em biểu diễn một tiết mục đoàn của em đều nói phải đi em cũng muốn thử một lần xuân vãn mà em còn muốn đi nữa sao dương thần cũng đã xem không ít những báo cáo có liên quan đến xuân vãn châu mày nói công việc đó không xứng đáng với những gì em bỏ ra đâu nghe nói những tiết mục hay đều sẽ bị tổ thẩm tra sửa chữa hoàn toàn rồi em cũng không thiếu sự nổi tiếng thì cần gì chứ em hát thì có thể có gì đáng sửa chứ tuệ lâm nói em cũng muốn đi biểu diễn ở một sân khấu lớn để cho những fan của em được vui vẻ còn nữa em muốn chứng minh cho bà nội em xem nhìn bộ dạng tự tin của tuệ lâm Dương Thần dần dần ý thức được, cô gái này đã chính thức tự mình trở thành một ngôi sao lớn rồi. Cô ấy bắt đầu có những mục tiêu và theo đuổi của riêng mình. Có những chủ kiến riêng, tuệ âm như vậy, càng ngày càng khó che giấu được ánh hào quang làm cô ấy hoa mắt. Đợi các anh em hô hét xong một bài, mọi người đều vỗ tay mời Tuệ Lâm lên hát. Tuệ Lâm cũng không tự cao tự đại, cho mọi người lựa chọn một bài có tiết tấu nhanh, dùng giọng hát đầy kỹ xảo của cô để thể hiện ca khúc. Trông cô rất phong tình đạo diễn Dư Thạc đang ngây ngất vỗ vỗ tay, nói, tôi nghe người ta nói, ca sĩ chân chính, bất luận là hát bài gì, cũng đều có thể khiến bài hát đó để lại một dấu ấn trong lòng ai đó. Kỹ thuật hát của cô Tuệ Lâm, ứng dụng tình cảm của cô chắc hẳn đã là một ca sĩ chân chính rồi. Mấy người ở tổ kịch và công ty vỗ tay không ngừng. Trong khi đang chúc rượu thì cửa của căn phòng đột nhiên bị mở ra. Một gã thanh niên trai tráng mặc một chiếc áo trắng bó sát người. Mặt chữ điền, tóc ngắn xông vào cửa, ở phía sau còn dẫn theo vài gã đàn ông dáng vẻ lưu manh. Một nhân viên phục vụ đang khuyên giải gì đó thì bị mấy người kia hất sang một bên. Gã thanh niên trai tráng đeo dây chuyền bạc kia quét mắt quanh phòng một lượt. Vừa nhìn thấy Tuệ Lâm, liền mừng rỡ, quả nhiên là ngôi sao lớn Tuệ Lâm. Ha ha, hôm nay thật không uổng công. Một nhân viên phục vụ nam đang vuốt tóc nói, lôi ra, cô Tuệ Lâm là khách quý, xin cậu đừng quấy giày họ. Gã thanh niên họ lôi kia bất mãn nhìn người phục vụ một lượt. Khách quý, Khách quý cái con khỉ ý, tao nói cô ấy là ngôi sao thì cô ấy sẽ là ngôi sao. Tao nói cô ấy là cô bé thì cô ấy sẽ là cô bé. Lúc này Triệu Đăng đứng lên, phẫn nộ nói, "Nhân viên phục vụ, những người này là ai? Ở đây sao có thể để các người cho người vào làm loạn được?" Thời gian và địa điểm hôm nay là do Triệu Đăng sắp xếp. Đột nhiên xuất hiện đám người gây sự kia, Triệu Đăng đương nhiên cảm thấy cực kỳ mất mặt. "Này, người nhân viên phục vụ lúng túng nói, "Xin anh bớt tức giận." thuộc hạ của Lôi gia vừa rồi không cẩn thận đã nhìn thấy cô Tuệ Lâm, nên Lôi gia đã tìm tới đây, ta tên là Lôi Hoành, các người không biết cũng không có quan hệ gì, cha ta thích nghe giọng hát của tiểu thư Tuệ Lâm đây. Hôm nay đã bắt gặp rồi, cô Tuệ Lâm hãy cùng ta đến phòng riêng của chúng ta một chút. Lôi Hoành vung tay lên nói, Tuệ Lâm nhăn mày, cô ấy là nhân vật của công chúng, bây giờ cũng không tiện tự mình xử lý rắc rối này. Nên đành nhìn Dương Thần, Dương Thần buồn bực sờ tóc gáy đang muốn đứng dậy thì đã thấy hai giám đốc điều hành trẻ tuổi trong công ty đang ngà ngà. Đi lên phía trước, này, cậu kia, cậu nghĩ cậu là ai, biết người đang ngồi là ai không, cẩn thận chúng tôi báo cảnh sát đấy, cút ra ngoài, lôi hoành hình hai nhân viên quản lý ngọc lôi mặc tây phục. khinh thường cười một tiếng, nhớn cầm lên, hai gã thuộc hạ chạy vọt từ phía sau lên, đẩy ngã hai nhân viên quản lý của ngọc lôi xuống đất. Hai nhân viên của Ngọc Lôi cũng chưa từng tập luyện qua. Ngã xuống lăn hai vòng, còn bị hai gã kia đá cho hai phát đồ công tử bột còn muốn báo cảnh sát nữa sao nói thêm nửa câu nữa thì ra sẽ cho các ngươi đi đời lôi hoành giữ tợn tiến lên nói nhân viên phục vụ ở một bên và những người khác ở trong phòng đều thất sắc khẩu khí của lôi hoành không giống như việc chỉ có đe dọa rốt cuộc dương thần vẫn phải đứng dậy đi lên trước kéo hai nhân viên của mình dậy sờ sờ vào chỗ bị đá để xác định không bị thương tích gì sau đó bảo hai người về chỗ ngồi quay đầu nhìn lôi hoành dương thần thở dài một tiếng hôm nay là một ngày vui vẻ ở đây không thích hợp để dính máu me tao không quan tâm chúng mày là ai coi như chó điên lạc đường cũng được cút ngay cho tao lôi hoành đột nhiên cười như điên như dại tao đã nói rồi lôi hoành tao đây hôm nay đã đến tận đây để mời cô ta đi hát nhưng vẫn có người ra sức khước từ xem ra mày muốn nếm mùi đau khổ bốp không đợi lôi hoành cười nói thêm dương thần đã ra tay đập mạnh một cái vào ngực của lôi hoành tuy không ra tay thực sự nhưng cũng đủ để làm cho lôi hoành bị đánh bật ra cửa lôi hoành cao lớn đụng phải bờ tường cạnh hành lang đập mông một cái rất mạnh ngất ngay lập tức mọi người choáng váng hoàn toàn không nhìn thấy dương thần ra tay như thế nào dương thần nhíu mày bảo chúng mày cút đi mà chúng mày lại còn nhiều lời đúng là tự chuốc hoạc vào thân nhân viên phục vụ ở bên toát mồ hôi lạnh kêu to một tiếng anh gì ơi anh đã gây họa rồi tại sao anh lại đánh lôi ra cảm ơn bạn đã xem tới đây Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1154 của tác phẩm Cô vợ Tổng Giám đốc xinh đẹp của tôi. Dương thần vỗ vỗ bả vai nhân viên phục vụ. Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi cảm thấy các người nên lôi tên này ra ngoài trước. Để tránh được việc làm tác ngoài cửa, hai người đàn ông kia phẫn nộ, nhìn lôi hoành, xác nhận không có gì nguy hiểm đến tính mạng xong. Đỡ lôi hoành đứng lên, tên tiểu tử kia, có tí sức mạnh là đã không biết mình đã làm gì rồi à mày có biết lôi ra của chúng ta có lai lịch như thế nào không? Tối nay mày đừng hòng ra khỏi đây một cách yên lành. Theo lý mà nói thì Dương Thần mặc kệ những lời khiêu khích. Nhưng quay đầu nhìn vào trong phòng, thấy mọi người bị hù dọa đến nỗi run dày. Biết rằng nếu không giải quyết triệt để việc này thì hôm nay sẽ không thể nào chơi vui vẻ được. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Thần vẫy tay ra hiệu cho đám người tuệ lâm biết rằng không có vấn đề gì. Rồi sau đó bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, các người ở phòng nào, dẫn đường trước đi tao muốn qua đó, hai gã đàn ông sửng sốt, nhìn Dương Thần như nhìn một thằng ngốc, ha ha, đúng là một kẻ lỗ mãng, không ngờ còn muốn tự mình đến nữa, được, theo chúng ta, nhìn thấy Dương Thần cùng hai gã đàn ông kia rời khỏi. Nhân viên phục vụ vội vàng trốn đi, anh ta phải đi báo cáo cho giám đốc biết, nhưng lại không thể lại xảy ra huyên náo gì được, Dương Thần cùng với hai gã đàn ông kia đến một gian phòng khác. Sau khi mở cửa, ập vào mũi là mùi thuốc lá nồng nặc. Trong căn phòng, khói bay mù mịt, tiếng cười của những đôi trai gái đến chói tai, căn bản là không có ai hát hò gì, đám người ở đó đang chơi bài, những gã đàn ông thì ôm lấy những phụ nữ vuốt ve. Sờ soạc, làm đủ cho, trong đó, ngồi ở phía trong cùng là một gã đàn ông béo lùn, tóc hoa dâm, mặc tây phục, ngậm xì gà, trong khoảng chừng 50 tuổi, đang ngạo nghễ nhìn những người khác chơi, trong lòng người đàn ông đó có ôm một cô gái nhỏ xinh. Thoạt nhìn đó là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi. Mặc một chiếc váy màu đen mỏng, cô đánh mắt màu tím đậm, trông vô cùng kiều diễm. Mọi người nhìn thấy hai gã đàn ông ôm lôi Hoành đang hôn mê vào trong phòng thì cùng ngừng mọi hành động. Lại buồn bực nhìn hai gã đàn ông kia, "A à Chính, A à Hoành sao vậy?" Một gã đàn ông trung niên lông mày dập đứng dậy hỏi. Trong đó có một gã hướng mắt về phía Dương Thần, "Tam gia, lôi ra bị tên tiểu tử kia hãm hại, đụng phải vách tường nên đã hôn mê bất tỉnh, sao cơ?" không phải là đi mời tuệ lâm đến hát cho đại ca nghe sao sao lại ra nông nỗi này chết tiệt tên tiểu tử thối kia mày là ai chán sống rồi sao lại có một gã nữa đứng lên quát vào mặt dương thần dương thần giơ tay lên trước mặt quơ quơ mùi thuốc lá và khói thuốc mù mịt trong phòng khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu trước khi tiến lên dương thần quét mắt một lượt những người ở đây thản nhiên nói trong số các người ở đây ai là cha của tên tiểu tử này tam gia kia phẫn nộ nói đồ khốn, còn dám vác mặt đến tìm đại ca đây à, dám đánh A Hoành, lão đây sẽ tính sổ với mày. Nói xong, gã đàn ông trung niên liền xông lên, đấm một đấm vào mặt Dương Thần, Dương Thần cũng không thèm nhìn, giơ một tay ra chụp lấy năm đấm của gã, quăng tam gia ngã gục xuống đất, mẹ kiếp, dám đánh tam gia. Một vài gã đàn ông cũng quan tâm đến người phụ nữ đứng bên cạnh người đàn ông này. Kéo cánh tay người đàn ông này lên, không ngờ là Thái Nhiên, Thái Nhiên kẹp ghim lên mái tóc ngắn của cô đeo thêm một chiếc kẹp nơ, mặc một chiếc váy tầng màu đen, gắn liền là chiếc áo được dệt bằng tơ, lộ rõ nét quyến rũ của cô, hoàn toàn không nhìn ra một cô cảnh sát nóng này trong bộ đồng phục thường ngày. Lúc này, Thái Nghiên như một cô gái thuộc phần tử trí thức, kéo cánh tay của người đàn ông kia, cười nói thản nhiên, nhưng khi Thái Nghiên quay đầu lại, nhìn thấy Dương Thần ở phía đối diện, cô liền ngây người tại chỗ, há hốc mồm, không nói nên lời. Dương Thần liền nhớ tới việc Thái Nghiên vội vã đi ăn cơm cùng người khác hai ngày trước. Lúc này lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Dương Thần cũng không có cá nào để giải thích chuyện này. Sắc mặt sầm xuống, trong mắt lộ vẻ tức giận, cố nén cơn kích động lại, Dương Thần trầm giọng cười lạnh nói, thật là trùng hợp, ở đây mà cũng có thể gặp nhau được. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1155 của tác phẩm Cô vợ Tổng Giám đốc xinh đẹp của tôi thái nhiên ngạc nhiên hô lên một tiếng nhìn vẻ mặt hung hãn của dương thần ý thức được rằng mình đã kéo tay gã đàn ông kia liền lập tức buông tay ra hai tay che lấy miệng run rẩy muốn nói gì đó nhưng thái nhiên nửa chữ cũng không thể nói ra gã đàn ông kia lại nhíu mày nghiên nghiên ai vậy hai người quen nhau sao nghiên nghiên dương thần càng cười lạnh hơn được lắm thân thiết thật cảnh sát thái nhiên chẳng lẽ cô không giới thiệu với tôi về bạn trai của cô sao Khuôn mặt xinh đẹp của Thái Nghiên trắng bạch, nghe thấy Dương Thần gọi mình là cảnh sát Thái Nghiên, không cần nghĩ cũng biết trong lòng Dương Thần đã rất tức giận. Lửa giận còn hừng hực đến nhường nào rồi? "Không phải, Dương Thần, anh hãy nghe em nói. Em, chúng em đến đúng lúc này, đám thuộc hạ A Chính vừa rồi đỡ lôi hoành vào liền bước ra." Nhìn thấy người đàn ông đi trên hành lang, đều cười chào hỏi, "Chủ nhiệm Tiếu, ông đến rồi à? Đây là cô bạn gái mà ông đã nói sao? Ồ, trông thật xinh đẹp." Ha ha ông chủ chúng tôi đợi ở trong mời ông lão tam cười lớn nói nhìn thấy dương thần ở một bên đám người lão tam coi như không nhìn thấy gì dường như chủ nhiệm tiếu ở trước mắt quan trọng hơn cả chủ nhiệm tiếu cũng cười mấy tiếng chào hỏi ra hiệu ánh mắt cho thái nghiên nắm lấy tay của thái nghiên vị này tôi và thái nghiên còn gặp nhau nhiều lần sau có cơ hội hãy kết bạn nha chủ nhiệm tiếu mỉm cười gật gật đầu với dương thần kéo thái nghiên vào trong dương thần ngơ ngác đứng yên tại chỗ bên tai vẫn còn văng vẳng hai chữ bạn gái. Chủ nhiệm Tiếu là ai? Tại sao Thái Nghiên lại là bạn gái của tên này? Dương thần siết chặt quả đấm, lần gần đây nhất mình ở cùng Thái Nghiên cũng chưa đến một tuần. Tại sao lại nghĩ không nghĩ thông được việc? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông như vậy? Đang muốn quay người đi hỏi rõ, thì điện thoại di động trong túi liền dung. Dương thần lấy ra xem, đúng là một tin nhắn của Thái Nghiên. Đợi chút nữa em giải thích, đừng vào trong này. Dương thần nhìn tin nhắn chỉ ngắn gọn có vài chữ. Liền cố nén cơn tức giận lại, để bản thân tỉnh táo hơn chút, mặc dù Thái Nghiên hấp tấp, nhưng cũng không đến nỗi cầu thả, người phụ nữ của mình thì phải tin tưởng trước tiên, nếu cô ấy nói sẽ giải thích, không ngại bảo mình phải chờ, cứ về phòng uống rượu với tổ kịch trước đã, rồi tính sau, chỉ có điều nghĩ tới việc Thái Nghiên tay trong tay với người đàn ông kia là Dương Thần cảm thấy bực. Tức, quay lại phòng, Tuệ Lâm lo lắng hỏi sự việc ra sao rồi, Dương Thần chỉ nói không có việc gì, mọi người lại tiếp tục cuộc vui vì Tuệ Lâm còn muốn trở về Yến Kinh, đã chuẩn bị cho tiết mục của Xuân Vãn hai tháng trước. Thời gian cũng không còn nhiều, cùng ngồi chơi đến hơn 10 giờ tối liền vội vàng ra về. Trước khi từ biệt cô đã bảo Dương Thần thay mình gửi lời hỏi thăm đến mọi người trong nhà. Tuệ Lâm vừa đi, những người trong tổ kịch cũng lần lượt ra về. Chế tác hậu kỳ của phim vẫn còn đang tiến hành, hy vọng sẽ khởi chiếu vào thời gian Tết âm lịch. Dương Thần ở lại cuối cùng, đợi đám người kia đi hết, liền vào trong xe ở bãi đỗ xe. Lẳng lặng chờ Thái Nghiên và người đàn ông họ Tiếu kia đi ra. Mãi cho đến nửa đêm, Thái Nghiên mới gọi điện lại, trong điện thoại, giọng nói của Thái Nghiên có chút vội vã và khẩn trương. Nhỏ giọng nói, "Dương Thần, em ra rồi, anh ở chỗ nào, em sẽ lập tức qua đó." Bãi đỗ xe, Dương Thần thản nhiên nói ngắn gọn, rồi cúp điện thoại xuống, một lúc sau, bóng dáng của Thái Nghiên bước đến, người phụ nữ này cũng không sợ lạnh, đôi chân thon dài chỉ đi có một đôi tất giấy mỏng nhưng thoạt nhìn sẽ làm cho người khác thấy cô là một người thích lạnh dương thần còn chưa từng nhìn thấy cách ăn mặc đầy nữa tính này của thái nghiên nên không thể không nghĩ đến việc cô ở cùng với người đàn ông khác cảm thấy không hài lòng điều càng làm cho dương thần cảm thấy không vui chính là chủ nhiệm tiếu kia không ngờ cũng đi theo thái nghiên nhìn thấy sắc mặt xanh mét của dương thần tựa vào xe bmw miễn cưỡng mỉm cười một cái đi lên trước nắm lấy tay dương thần anh thân yêu anh sẽ không tức giận chứ em đang làm việc không phải như những gì anh nghĩ đâu thái nghiên giải thích một cách khổ sở dương thần liếc mắt nhìn chủ nhiệm tiếu ở sau cô mà chủ nhiệm tiếu cũng đang nhìn dương thần một cách quái gì. làm việc anh muốn nghe xem làm việc gì mà cần tới em đường đường là cục trưởng cục cảnh sát mà lại phải làm bạn gái của người khác không phải em và tiếu giã là bạn học thời đại học em chỉ giả bộ làm bạn gái anh ấy lừa người của tên lôi chính phúc kia thôi thái nghiên vội nói tiếu giã lúc này cũng bước lên mỉm cười nói Xin chào, tôi tên Tiếu Giá, là bạn học của Thái Nghiên. Tôi nghĩ cậu là người mà Thái Nghiên nói bạn trai của cô ấy Dương Thần. Tôi hy vọng cậu không hiểu lầm, mặc dù tôi cũng đang theo đuổi Thái Nghiên, nhưng bây giờ cô ấy thực sự không phải là bạn gái của tôi. Tiếu Giá, đừng nói nữa. Anh, ai ra, Thái Nghiên nóng nảy, hai má đỏ ửng lên, Dương Thần giận quá hóa cười. Ha ha, tôi như một thằng hồ đồ vậy, lúc thì là bạn gái, lúc lại không phải, là công việc, cũng là chuyện tình cảm riêng. Các người rốt cuộc đang nói gì vậy?" Thái Nghiên vội vàng nói, "Dương Thần, anh đừng nghe nhầm nha, anh còn không hiểu em sao? Làm sao em dám lăng nhăng sau lưng anh được? Hôm nay thực sự là công việc, em muốn thu thập chứng cứ phạm tội của Lôi Chính Phúc kia, nên đã cố ý mượn cơ hội để tới nơi này." "Chứng cứ phạm tội?" Dương Thần nhíu mày, "Ừm." Thái Nghiên gật đầu nói thêm, "Em sẽ nói rõ sự tình cho anh nghe." Thái Nghiên bắt đầu kể lại một cách chi tiết từ đầu đến cuối cho Dương Thần hóa ra ông chủ lôi của nơi này tên thật là Lôi Chính Phúc. Là một cường hào ở thôn Đả Võng, thuộc thị trấn Lộc Sơn phía Tây, thành phố Trung Hải, sở dĩ nói gã đó là thổ hào vì tên Lôi Chính Phúc này sớm đã là một tên xã hội đen. Sau đó cũng không biết dùng thủ đoạn gì và gặp vận may như thế nào mà bắt được một mỏ đá. Sau đó lại phát triển thành ông chủ khoáng sản, bắt đầu luyện luyện thép, dần dần trở thành kinh doanh lớn. Nhưng mấy năm gần đây, lôi chính phúc dựa vào tài nguyên bằng con đường xã hội đen là một xưởng sản xuất giấy, ở trong thôn Đảo Võng, có thể gọi là Hoàng đế, nhà máy chế biến giấy vốn không được phép mở cửa, vì ô nhiễm quá nghiêm trọng, nước thải đổ ra bừa bãi, nhưng người trong thị trấn của Lôi Chính Phúc còn liên hệ với người trong thành phố Trung Hải. Bỏ qua vấn đề môi trường, cho phép gã mở cửa, lợi nhuận thu về một năm là hàng chục nghìn, tuyệt đối không phải bình thường như những gì dân chúng tưởng tượng. Cũng vì mối quan hệ của Lưu Chính Phúc với cán bộ chính quyền, nên việc làm ăn của gã vững như Thái Sơn nhưng giã tâm của lôi chính phúc lại không dừng lại ở đó gã còn gia nhập đảng viên chuẩn bị năm nay thông qua việc bỏ phiếu đại biểu thôn trở thành trưởng thôn của thôn đảo võng không vì cái gì khác sau khi trở thành trưởng thôn lôi chính phúc có thể dễ dàng xây dựng thêm những xưởng chế biến giấy nữa đồng thời đổ nước thải vào con sông ở trong thôn làm giảm đi lượng nước sạch dùng cho sinh hoạt căn bản là tôn ủy có phản đối cách làm này còn cho người đi đệ đơn kiện mặc dù lôi chính phúc đã thông qua các mối quan hệ không sợ bị tố giác nhưng cũng không thể đạt được như những gì gã muốn nếu như gã trở thành trưởng thôn thì tất cả những vấn đề này sẽ dễ dàng hơn nhiều dương thần biết xung quanh thành phố trung hải có nhiều thị trấn không ít các thôn xóm vì lâm nhược khê cũng đặt công xưởng của ngọc lôi ở những thị trấn xung quanh dù sao thì sức lao động và đất đai đều rẻ nhưng dương thần không hứng thú gì với việc đả kích bọt ác ôn trong các thôn xóm những việc như thế này đầy trên thế gian mình cũng chẳng phải bồ tát quản sao nổi cho dù có việc này tại sao em lại ở cùng tên đó ăn mặc như vậy lại còn làm bạn gái anh ta dương thần buồn bực hỏi thái nhiên giải thích tiếu giã là bạn học của em bây giờ anh ấy đang là chủ nhiệm văn phòng thị trấn lộc sơn anh ấy là người của thôn đảo võng cha anh ấy phản đối việc bầu lôi chính phúc làm trưởng thôn nhưng quan hệ của lôi chính phúc quá nhiều liên lụy đến nhiều cán bộ bảo vệ gã vì vậy việc muốn lật đổ gã rất khó khăn lần trước họp lớp Tiếu giã biết em là cục trưởng cục cảnh sát khu đồn Tây Trung Hải. Nên muốn nhờ em truy tìm căn cứ phạm tội của lôi chính phúc. Em không thể điều tra gã một cách minh bạch được. Gã là người làm ăn, tiêu tiền một cách tùy tiện. Không có gì phải nói. Đúng lúc lôi chính phúc muốn khuyên mỗi đại biểu các hộ gia đình bỏ phiếu cho gã. Nhà tiếu giã không đồng ý. Hôm nay gã đặc biệt mời tiếu giã đến nơi này để ăn uống. Chúng em muốn lợi dụng cơ hội lần này. Em giả bộ làm bạn gái của tiếu giã cùng anh ấy đến gặp lôi chính phúc muốn ghi âm những khoản hối lộ của gã sau đó sẽ kiện lên tòa án dương thần nhíu mày nghe thấy có chút sững sờ nhiều việc như vậy mà người phụ nữ này còn đi quản mấy việc ngoài nữa mặc dù nói những thị trấn xung quanh cũng nằm trong phạm vi của trung hải nhưng cô ấy là cục trưởng ở khu tây xa như vậy chỉ có thể nói rằng chính nghĩa của thái nghiên quá mạnh mẽ cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo Mời các bạn theo dõi chương 1156 của tác phẩm Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thái Nhiên thấy Dương Thần vẫn chưa tin bèn rút một cây bút nhỏ dùng để ghi âm từ bên hông ra. Đưa đến trước mặt Dương Thần, nói, anh xem đi, em thực sự đến để ghi âm. Vừa rồi người của lôi chính phúc nhìn thấy chúng ta, em không thể giải thích nhiều cho anh được. Tránh việc họ nghi ngờ, Dương Thần sớm đã tin cô rồi, lấy tay đẩy chiếc bút lại phía cô. Được rồi, anh tin em nhưng người phụ nữ như em cũng quá là cương quyết rồi đấy. Nhất thiết em phải gánh lên mình sao? Phái một cảnh sát nữ khác đến là được rồi. Hì hì, Thái Nghiên vui vẻ nói. Làm gián điệp, cảm giác thích thú hơn nhiều. Hơn nữa những tên kia đều là dân xã hội đen. Em sợ rằng Tiếu Giá sẽ bị bọn họ hại. Vì vậy em mới bảo vệ anh ấy. Tiếu Giá đứng ở phía sau. Nghiêm Trang nói, nghiên nghiên, tôi là đàn ông, nên bảo vệ phụ nữ các cô mới đúng chứ. Dương Thần nghe thấy câu này liền sờn ra gà. Cao mày nói, này mặc dù cậu là bạn học của nghiên nghiên nhưng kiểu xưng hô như vậy cũng đừng quá tùy tiện chứ đúng rồi vừa rồi cậu nói gì cơ cậu đang theo đuổi nghiên nghiên vậy cậu đợi tôi chết đi hay là muốn tuyên chiến với tôi thái nghiên kéo kéo vạt áo của dương thần ai ra anh đừng nói với anh ấy như vậy em bảo anh ấy đừng gọi em như vậy nữa rồi anh ấy sẽ không làm vậy nữa đâu em đã từ chối anh ấy rồi tiếu giã bất động nói anh dương anh vẫn chưa kết hôn với nghiên nghiên nghĩa là tôi vẫn chưa thua, tôi sẽ cố gắng nỗ lực vì ước mơ của tôi. Ước mơ, Dương Thần nhìn vẻ nghiêm túc của tiếu giã, có chút mơ hồ, thái nghiên đỏ bừng mặt, dường như đã biết được điều gì đó. Tiếu giã nhìn chiếc BMW X6 sau lưng Dương Thần. Tôi nhìn xe của anh Dương đây thì đã biết anh Dương là người có tiền. Tôi chỉ là một nhân viên công vụ xuất thân từ nông dân. Không có nhiều tiền, cũng không có quyền lực gì. Chức quyền của tôi cũng không bằng nghiên nghiên, nhưng từ khi vào đại học tôi đã thích nghiên nghiên rồi sau khi tốt nghiệp thì đường ai nấy đi tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại không ngờ tôi lại có thể gặp được cô ấy mặc dù tôi biết mình không xứng với cô ấy nhưng tôi không hy vọng vì tôi không cố gắng mà trong tương lai sẽ cảm thấy hối hận tôi sẽ không vì anh dương là người có tiền mà từ bỏ việc theo đuổi cô ấy trừ phi hai người kết hôn như vậy tôi sẽ thực sự chúc phúc cho hai người lặng lẽ rút lui những lời này thực sự chân thành mặc dù thái nghiên dựa vào dương thần nhưng vẫn bặm môi mắt hơi rưng rưng dương thần cũng không có nào tức giận với một người đàn ông như vậy mặc dù anh ta muốn theo đuổi thái nghiên đã khiến cho mình cảm thấy không thoải mái nhưng người ta quang minh chính đại tự tôn tự cường còn mình có thể nói mặc dù cũng đã bỏ ra nhiều sự chân tình nhưng cũng chẳng to lớn vĩ đại gì còn không thể cho thái nghiên một đám cưới so sánh như vậy thì mình mới là người đáng trách nhưng tình cảm là một thứ giống như địa vị trong xã hội vậy căn bản là không thể công bằng tuyệt đối được thái nghiên hiểu rõ tiếu giã là một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu một người nhưng cô lại không thể chọn tiếu giã không phải vì địa vị tiền bạc thanh danh của tiếu giã không bằng dương thần mà là vì việc hiểu dương thần yêu dương thần trải nghiệm cùng dương thần có những thứ khác lạ có thể đem lại cho cô cô không thể động lòng được với một người đàn ông nghiêm túc bình thường như tiếu giã dương thần thở dài hỏi thái nghiên hôm đó em nói có người mời em ra ngoài ăn cơm em đã gác điện thoại xuống là cậu ta mời em sao? Thái Nhiên cũng không giấu giếm, gật đầu, ừm, anh sẽ không giận chứ, em đã nói với tiêu giã rất nhiều lần rồi, em sẽ không thay đổi chủ kiến của mình, nhưng anh ấy thì vẫn cứng đầu, tiêu giã là một người tốt, em không phải là không biết điều đó, Thái Nhiên cũng thẳng thắn, đứng trước tiêu giã nói cách nghĩ của mình, trong mắt tiêu giã hiện lên một nỗi buồn man mác, cười chua xót nói, nghiên nghiên, anh luôn thích sự thẳng thắn của em, không giả bộ, nhưng em nói như vậy, thực sự khiến anh đau lòng anh vẫn rất tò mò người đàn ông có thể khiến nghiên nghiên thích là một người như thế nào thậm chí anh còn hoài nghi rốt cuộc có phải vì sự tồn tại của dương thần nên bây giờ anh rất khó để chinh phục được em dương thần đột nhiên cũng không thể nào ghét con người này được cười nói không phải rất khó mà là không thể thành công được nhưng tôi rất ngưỡng mộ sự thẳng thắn của cậu về việc cậu bảo nghiên nghiên giả danh làm bạn gái của cậu giúp cậu tìm chứng cứ buộc tội tên lôi chính phúc kia Tôi không cho phép còn có lần sau, cho dù muốn giúp cậu, cũng phải thông qua cách khác, mà không phải lôi cô ấy giả danh làm bạn gái cậu được. Thái Nhiên cười nói, làm sao vậy, ghen à, Dương Thần nhíu mày, đúng vậy, anh ghen, Thái Nhiên vui vẻ sờ đầu Dương Thần, tốt lắm, đừng ghen nữa, em sẽ không làm vậy nữa đâu. Hôm nay em và Tiếu Giã tiếp cận với tên lôi chính phúc kia vài tiếng. Cũng không, tìm được tài liệu gì hữu ích, con hồ ly này rất thâm hiểm, đối với một người bạn gái xa lạ như em rất thận trọng nói ít hơn dương thần khẽ cười nói anh khuyên các em nên cẩn thận một chút tên đó không đơn giản đâu đã có thể lộ liễu mua quan hệ để mở một nhà máy gây ô nhiễm như vậy thì tai mắt của gã ở trung hải nhất định cũng rất nhiều hôm nay đột nhiên em xuất hiện lại còn trong việc tư của gã đương nhiên gã sẽ nghi ngờ nếu đẩy gã điều tra ra em là cảnh sát thì không chừng còn dáng lên người của tiếu giá như vậy tiếu giá sẽ rất nguy hiểm thái niên nháy mắt vài cái vậy sao vậy vậy phải làm sao làm sao anh biết dương thần nhún vai tiếu dã nói nghiên nghiên không cần phải lo lắng đâu tên lôi chính phúc sẽ không dám tung hoành kiểu như vậy đâu dù sao anh cũng là nhân viên công vụ nhà nước gã làm gì được anh chứ cuối tháng phải bỏ phiếu bầu trưởng thôn chúng ta cần tranh thủ thời gian để tìm chứng cứ tuyệt đối không thể để cho gã toại nguyện được trong nháy mắt thái nghiên lóe lên điều gì đó ý chí quyết đấu giạt rào dương thần nhìn vào đôi nam nữa muốn trừ gian diệt ác kia Bỗng Nhiên nghĩ, nếu như mình không có được trái tim của Thái Nghiên thì bọn họ quả thực rất xứng đôi. Nói chuyện một lúc, thời gian cũng đã muộn, Dương Thần hỏi Tiếu Giá có cần đưa anh ta về không. Nhưng Tiếu Giá vẫn rất khách khí, tự mình bắt xe, cười nói rằng mình vẫn còn tiền đi taxi. Dương Thần cũng chỉ khách sáo, sau khi từ biệt Tiếu Giá, liền đưa Thái Nghiên về nhà. Thái gia ở Trung Hải cũng chỉ có một người con gái là Thái Nghiên, những người khác đều là người hầu và cảnh vệ trong quân đội vợ chồng Thái Vân Thành không thường xuyên qua lại, nên thực sự rất yên tĩnh. Trên đường đi, Dương Thần không khỏi tò mò hỏi Thái Nghiên, gần đây có phải đều bận rộn giúp tiếu giá kiện tên lôi chính phúc kia không? Vì Quách Tuyết Hoa đã nhắc nhiều lần, người con dâu như Thái Nghiên không thích hợp, không thể có thời gian để đoàn tụ như những người phụ nữ khác. Thái Nghiên ngượng mùng lè lưỡi nói, ông xã, anh không biết chứ, tên lôi chính phúc thực sự rất đáng ghét, gã vì muốn làm trưởng thôn, từ đầu năm đã bắt đầu mua chuộc, gã mua chuộc hết các hộ trong thôn, trong thị trấn đó, còn những lãnh đạo có liên quan trong thành phố thì không cần nói làm gì nữa. Một bàn tiệc rượu, ít nhất là 20.000 trở lên, thậm chí còn đắt đến hàng chục nghìn, gã muốn tặng quà khách, chuyên môn làm một kho hàng, bên trong kho hàng toàn là rượu ngũ lương và mao đài. Còn có gấu trúc, thuốc là hoàng hạc lâu, đây đều là sự thật, kho hàng đó nằm sau nhà của gã, em phái người đi điều tra rồi, gã còn tặng quà nhân dân trong thôn nữa những người nhận quà đâu dám không bỏ phiếu cho gã, nếu như nhà nào dám không bỏ phiếu thì gã sẽ phái thuộc hạ đến đập phá nhà đó. Đánh người nhà đó đến khi nào chịu bỏ phiếu thì thôi. Cứ như vậy, những người dân cũng trở thành người nhận hối lộ, cũng không dám tố cáo gã. Đến cuối cùng tất cả mọi người đều nhận, cha mẹ của tiếu Giá lúc đầu không chịu nhận quà, bị đánh cho đến nỗi phải nhận. Sau này tiếu Giá về nhà mới biết, nhưng không thể tố cáo lôi chính phúc được, nên mới nhờ em giúp, gã chỉ mua chuộc, tặng quà mà một năm cũng tiêu đến mấy triệu, nhưng sở dĩ gã tiêu tiền như vậy, chính là chờ đến lúc gã được làm trưởng thôn, một năm không là gì, có được đất của thôn, gã sẽ xây dựng thêm nhà máy chế biến giấy, và có thể kiếm lại được số tiền đó. Em tin, nếu như có thể bắt được lôi chính phúc thì thuộc hạ dân xã hội đen của gã cũng bắt được không chừng. Những tên tham quan có liên quan đến gã cũng có thể bắt được một mẻ lớn. Dương thần nhìn thái nghiên sục sôi nhiệt huyết, giờ khóc giờ cười, em đúng là cắt người lấy của ngộ nhỡ những tên quan có liên quan quá nhiều thì em sẽ cực kỳ nguy hiểm bố vợ đại nhân là tướng quân cũng không thể tạo áp lực cho quá nhiều quan chức được chẳng phải có anh rồi sao thái nghiên nắm lấy cánh tay dương thần cười nói trước kia em khẳng định là không dám nhưng bây giờ có thiếu ra dương thần thân yêu của chúng ta ở đây rồi nếu em thực sự chống đỡ không nổi thì anh có thể cứu em dương thần hoàn toàn khâm phục người phụ nữ này bây giờ ỉ vào việc kiểu gì mình cũng phải giúp cô ấy nên muốn làm chính nghĩa làm việc mà coi trời bằng vung vậy em cũng không thể từ bỏ việc tu luyện được hôm nay sắc vi đã bước đến thời kỳ hóa thần rồi các em cũng nên chăm chỉ hơn đi cái gì chị sắc vi đã đến hóa thần kỳ rồi sao thái nghiên giật mình há hốc miệng ngoan ngoãn gật đầu mặc dù cô thích đánh nhau đấu nhau rất kịch liệt nhưng đối với việc cảm ngộ cảnh giới thì thực sự không giỏi lắm xét cho cùng thì cô cũng thích hoạt động bộ não hơn còn nữa ánh mắt dương thần đổ dồn vào người phụ nữ này nói sau này trước mặt anh không được hấp tấp, cũng phải ăn mặc trang điểm cho giống phụ nữ một chút. Hôm nay em mặc váy trông rất xinh, trong lòng thái nghiên mừng rỡ, được người đàn ông của mình khen đầy ngọt ngào, miệng cười gật đầu, suy xét nên đặt mua vài bộ trang phục cho phụ nữ không, đưa thái nghiên trở về nhà. Thời gian cũng đã đến 2 giờ sáng, dương thần ngẫm lại mình cũng có nhiều ngày chưa qua đêm ở nhà, nên không dây dưa nhiều với thái nghiên nữa, chạy về nhà ngay, nhưng vừa về đến nhà. Dương thần vốn tưởng toàn bộ đèn trong nhà đều đã tắt, nhưng lại phát hiện ra, trong nhà đèn vẫn sáng. Cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1157 của tác phẩm Cô vợ Tổng Giám đốc xinh đẹp của tôi. Nếu như là bình thường, mấy người quách tuyết hoa và vũ vương đều đi ngủ từ sớm. Dù sao thì cũng 50 tuổi rồi, Lâm Nhược Khê phải dỗ dành Lam Lam đi ngủ, cũng không giống như trước kia, thức khuya để làm việc, nhưng tối nay dường như trong nhà rất đang náo nhiệt khắp khu biệt thự cao cấp này đèn vẫn sáng trưng dương thần đẩy cửa vào lỗ tai hắn rất thính nên đã nghe thấy ngay từ sảnh bên có giọng nói của mấy người phụ nữ an đâm không được chơi xấu đánh rồi thì thôi tôi sẽ chặn lâm nhược khê hô hét a chị nhược khê chị bỏ qua cho em lần này đi mà an lâm cầu khẩn tha cho em một lần rồi mà ngoan ngoãn mà đem bài cho chị ờ nhược khê à muộn thế này rồi chúng ta chơi nốt ván này rồi giải tán nhá. Mẹ, mẹ đi ngủ trước đi, chúng con không mệt, ai nói đấy, tôi buồn ngủ rồi đây này. Mạc Thiện Ni uể oải nói, Thiện Ni, không cho cô giả bộ, người tu luyện đã lâu như cô, có chút thời gian như vậy mà đã mệt rồi sao? Bà cô nhỏ của tôi ơi, cô hãy từ bi đại bác chút đi, mẹ tôi gọi điện dục tôi về rồi, từ trước đến nay tôi chưa hề như vậy. Giọng điệu của những người phụ nữ này nói chuyện khác là Vừa nói vừa nghe thấy âm thanh của tiếng mạt trược đánh Dương thần cứng đờ người, gión rén đi đến bên cửa. Trong sảnh, Lâm Nhược Khê đang dạng dỡ, vẻ mặt chuyên tâm vào đánh bài. Người ngồi cùng bàn với cô ấy còn có sắc vi, vẻ mặt đang bất lực, an tâm tỏ vẻ tội nghiệp. Và Mạc Thiện Ni đang buồn ngủ, điều càng làm cho Dương thần không nói được lời nào. Chính là quách tuyết hoa đang ngáp, ngồi bên cạnh một chiếc ghế, nhìn mấy người phụ nữ này đánh bài. Chẳng lẽ mấy người phụ nữ này đánh mặt trượt đến tận dạng sáng? Quách tuyết hoa nhìn thấy Dương Thần trở về cuối cùng cũng lộ vẻ được giải thoát, cười đứng lên nói, con trai à, con đã trở về, mau chóng khuyên vợ của con đi, cô ấy đã dắt chúng ta đánh mặt trược mười mấy giờ rồi. An tâm cũng vội vàng gật đầu, đúng vậy, anh thân yêu, anh mau chóng khuyên chị Nhược Khê đi, em thua hơn 8 triệu rồi, thua mất hai ngôi biệt thự, cái gì, dương thần ngạc nhiên, các em đánh bài bao nhiêu, trên 2 nghìn, một ván lớn đến trăm ngàn. Nếu như nghiên nghiên ở đây thì chúng ta sẽ gỡ được hết. Mạc Thiện Ni vội nói, Dương Thần toát mồ hôi, ngượng ngùng nói, thật sự là có nhã hứng. Thế nào đây, Nhược Khê, em cũng thật là, sao chơi lớn như vậy, muộn như vậy rồi, để an tâm về nhà thôi. Lâm Nhược Khê khẽ hừ một tiếng, nói, sợ cái gì, số tiền này chẳng phải đã nói rồi sao, lẽ nào em thực sự có thể hỏi an tâm cầm 8 triệu. Chỉ cần mấy triệu là được rồi, là cô nói đấy nha, Mạc Thiện Ni vội vàng nói, tôi cũng không thua nhiều tiền như vậy. Tôi chỉ thua có hơn 2 triệu thôi. Vậy không được." Lâm Nhược Khê vội nói, "Thiện Ni, cô không thể nói là không có được. Thua là thua, cô đưa một phần 10 chỗ đó đi, nếu như cô không muốn tiêu tiền của mình thì hỏi tên xấu xa kia đi. Dù sao tiền cũng không thể không tiêu." Lâm Nhược Khê nói xong, bĩu môi về phía Dương Thần, Dương Thần hít một hơi, không thể giải thích được, nói, "Sao những gì anh nghe giống như chỉ có một mình Nhược Khê thắng vậy? Toàn bộ các em đều thua sao?" Quách Tuyết Hoa cười khổ nói, Chẳng phải sao, sắc vi thua một ít cũng là mười mấy nghìn, an tâm thì như bị đá rơi trúng đầu, chơi mặt trược toàn thua, nhược khê hôm nay mới biết chơi, nhưng không biết tại sao, đánh như cáo già, chúng ta muốn quân gì, thì nó liền không cho, nó xuất bài ra còn hư hư thực thực, chúng ta không thể đoán trước được, giữ yên lặng để chúng ta tính quân đánh, mạc tiện ni cũng đau đầu nói, sớm biết như vậy đã không kéo nhược khê chơi rồi, đánh mặt trược thôi mà đã trở thành buôn bán rồi cho dù bại não không chơi được thì trong lòng vẫn muốn chơi. Lâm Nhược Khê vui vẻ nói, muộn rồi, ai bảo các cô muốn tôi ngồi xuống chơi, hóa ra đánh mặt trược lại đơn giản như vậy, sau này các cô đánh nhất định phải gọi tôi đấy. Nói đến đây, Lâm Nhược Khê mặt mày hớn hở, cười sung sướng, dương thần nghe quách tuyết hoa kể lại, cuối cùng cũng đã hiểu được phần nào, hóa ra, buổi chiều, khi dương thần đã rời đi, Mạc Thiện Ni dạy Lâm Nhược Khê chơi mặt trượt ý định ban đầu của mạc thiện ni là để lâm nhược khê dung hòa quan hệ với chị em nhưng kết quả lại để mọi người khổ sở mặc dù lâm nhược khê không có sở trường hát hò khiêu vũ và một số trò thể thao khác nhưng đánh mặt trượt là trò chơi cờ bạc cần kỹ xảo và vận may lại trở thành trò chơi trí óc sở trường của cô lâm nhược khê nhanh chóng phát hiện ra đánh mặt trượt trên bàn thì phải giữ cho sắc mặt không biểu lộ cảm xúc hư hư thực thực để cho người khác khó nắm bắt lạt mềm buộc chặt thả con săn sát bắt con cá rô thực ra điểm này cũng giống như việc cô kinh doanh trên thương trường rất điêu luyện một khi có mưu kế gì làm ăn với cô thì người phụ nữ này sẽ nhanh chóng tìm được cửa hơn nữa tốc độ còn rất nhanh không lâu sau lâm nhược khê không cần mạc thiện ni dạy nữa cô đã nhớ được hết quy tắc chỉ cần bài không quá xấu thì cô đều có thể xoay chuyển được chỉnh cục diện chơi bài ai đánh gì ai không đánh gì ai muốn ăn gì ai muốn xuất gì lâm nhược khê đều có thể nhanh chóng tính ra giống như một cái máy tính vậy những người phụ nữ khác chỉ chơi cho vui nhưng lâm nhược khê lại là người có tính cách không chịu thua đã chơi thì sẽ cố gắng thắng giống như việc cô chơi không phải chơi để bắt buộc phải thắng an tâm nhưng lần này những người phụ nữ khác hoàn toàn không phải là đối thủ của cô giống như an tâm chơi để cho vui lười động não đã thua là dối tinh dối mù lên mà sắc vi là dân xã hội đen thường chơi đánh bạc kiểu này thua cũng không nhiều lắm nhưng muốn thắng Lâm Nhược Khê thì cũng phải vất vả nhiều. Con trai à, con không biết đấy thôi, vốn chỉ tình, Minh Ngọc đều đến lượt đánh, nhưng sau đó bọn họ không chống cự nổi, chỉ tình may mà có Ngọc Lan, mẹ cô ấy, cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi, còn Minh Ngọc thì cha nó phái người đến đón nó, tình tình thì may mắn hơn chút ít, nó sẽ không đánh đến nỗi thảm hại, nên sớm đã trở về, chỉ còn lại mẹ, Sắc Vi, và mấy đứa này, hôm nay mẹ thua hơn 300.000 rồi, tiền là chuyện nhỏ, nhưng mẹ thua đến nỗi phát sợ hơn nữa muộn như vậy nhưng nhược khê vẫn muốn đánh tiếp đánh nữa thì đến trời sáng mất quách tuyết hoa vẻ mặt đau khổ cố nén nhiều sự bất mãn dương thần sờ sờ cằm nói với lâm nhược khê được rồi nhược khê à em xem mẹ nói như vậy hôm nay dừng ở đây thôi sau này không phải là không còn dịp nữa lâm nhược khê không cam lòng nói em còn chưa chơi chán anh thấy em thắng không ngừng rồi cảm thấy rất vui vẻ như vậy là không được Em đang cười sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác đấy. Dương Thần khuyên nhủ, nghe lời anh đi, đi ngủ thôi, làm mẹ sao có thể đánh bạc thâu đêm như vậy được. Lâm Nhược Khê thấy mọi người đều nhìn mình một cách khẩn thiết, đành hậm hực thả bài trong tay xuống, "Được rồi, vậy hôm nay dừng ở đây, hôm khác lại chơi tiếp." Đám phụ nữ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là An Tâm, mệt đến nỗi sắp hóa thành nước rồi. Dương Thần tiễn đám người sắc vi ra khỏi cửa, Mạc Thiện ni nhỏ giọng nói: ông xã anh nói với nhược khê rằng đánh mạt trượt trong nhà cũng đừng đánh như kiểu buôn bán ngoài thương trường như vậy là làm người khác đau lòng đấy chúng em đều cố ý nhường mẹ để mẹ thắng một chút cho mẹ vui vẻ hơn nhược khê vừa mới đánh thì mẹ đã thua không ngừng mẹ ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng rất khó chịu mất hứng không muốn chơi mẹ rất thích chơi mạt trượt không thể sau này cứ tránh nhược khê mà không chơi được dương thần xoa tay người phụ nữ này cười nói em cũng thật là chu đáo thảo nào làm mẹ anh vui như vậy mạc thiện ni lườm hắn một cái những chuyện như thế này đám người an tâm cũng rất hiểu mọi người đều nghĩ như vậy chỉ có nhược khê là cứng nhắc tính cách không chịu thua phải đấu tranh đến cùng hà tất phải như vậy dương thần thở dài mạc thiện ni nói lời này cũng là vì muốn quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp hơn cũng không biết có nên nói với lâm nhược khê một cách đơn thuần không người phụ nữ này thực sự quá nghiêm túc nghiêm túc quá cũng không phải một việc tốt sau khi tiễn những người khác trở về, Dương Thần trở lại lầu 2, thấy Quách Tuyết Hoa đã nghỉ ngơi, liền đi tới gõ cửa phòng của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê vừa mới chuẩn bị rửa mặt đi ngủ thì mở cửa ra đã thấy Dương Thần đứng ở đó, tò mò nói, ông xã, có việc gì thế, cũng không có chuyện gì khác, muốn nói với em chuyện này, sau này đánh mặt trược đừng có mà tích cực như vậy nhá. Dương Thần nói lại tóm tắt mấy lời của Mạc Thiện Ni, nói, nhưng Lâm Nhược Khê sau khi nghe xong liền trao mày lại dòng như không cho là đúng, em cảm thấy làm như vậy là không hay, nếu như em biết rõ ràng rằng đánh quân nào mà để cho người ta không còn đường đánh. Nếu không đánh thì chẳng phải gian dối ư, cho dù là người trong nhà đánh mặt trượt với nhau, cũng nên quang minh chính đại, thành thực mà đánh, nhường tới nhường lui, lại phải tăng thêm tiền cược, như vậy không phải là chơi nữa. Hơn nữa, em cũng không thực sự muốn các cô ấy thua, muốn mẹ vui, thì bắt buộc phải nhường mẹ sao, mẹ không thể không có cốt khí như vậy được. Nếu như mẹ là bậc bề trên, ngay cả một việc như vậy cũng tức em, như vậy em cảm thấy mẹ nhỏ mọn quá, em không làm gì sai." Dương Thần nhìn vẻ mặt ngây thơ, như là một lẽ đương nhiên của Lâm Nhược Khê, cười khổ, về việc chơi trò chơi, bà xã của mình thực sự cố chấp, em là một cô gái ngốc, chơi thôi, cần gì phải phân cao thấp chứ, nói với em cũng vô dụng, được rồi, đi ngủ đi." Dương Thần cũng không biết nên khuyên như thế nào, không muốn quản nhiều, lắc đầu trở về phòng mình. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1158 của tác phẩm Cô vợ Tổng Giám đốc xinh đẹp của tôi. Hai ngày sau đó, mặc dù Quách Tuyết Hoa rất ngứa ngáy, nhưng lại không dám gọi mấy cô con dâu tới chơi mặt trượt. Dường như nghĩ tới việc cân não với Lâm Nhược Khê là thấy đau đầu. Nhưng làm mẹ chồng, dù sao cũng không thể nói thẳng ra trước mặt, bảo con dâu nhường cho mình thắng để cho bản thân được vui vẻ một chút. Đành phải ngoài mặt giả vờ như không có chuyện gì trong lòng thì ngầm phê bình một cách kín đáo còn dương thần thì ngày ngày vừa chăm lo cho các cô chuyện tu luyện vừa đi làm dù sao mấy ngày này với hắn cũng vô cùng yên bình người bận rộn nhất trong nhà có lẽ là bé mập lam lam vì nhà trẻ nhân lúc trời chưa trở lạnh tổ chức một buổi dã ngoại tham quan các loài động vật hoang dã đối với lam lam luôn yêu thích gấu trúc mà nói thì con bé đã đợi được đi sở thú từ rất lâu rồi hơn nữa đây lại là lần đầu tiên con bé được đi dã ngoại với các bạn khác mặc dù trước mắt chuyện đánh người khiến cho nhiều bạn nhỏ vẫn không dám tới gần lam lam nhưng trẻ con nhanh quên tiểu nhã và mấy bạn nhỏ khác cũng giống như vậy chỉ mấy ngày sau đã bình thường như trước rồi còn đứa con trai nhà họ vương kia vì sau khi trong nội bộ nhà họ vương xảy ra chuyện nên đã rời khỏi trung hải lúc trời còn sớm tinh mơ quách tuyết hoa đặc biệt chuẩn bị cho lam lam một chiếc ba lô khác lớn hơn bên trong nhét đầy đồ ăn với sức ăn của lam lam thì giải quyết đống đồ ăn vặt trong ba lô không thành vấn đề sau khi Lam Lam chào tạm biệt người lớn trong nhà, con bé và Mẫn Quyên lên chiếc xe BMW X5 chuyên đưa đón con bé đi học. Chiếc xe này gần đây Lâm Nhược Khê đã đặc biệt chuẩn bị cho Mẫn Quyên. Chủ yếu là để thuận tiện trong việc đưa đón Lam Lam. tám 800 tệ tiền trang hoàng xe cũng do Lâm Nhược Khê bỏ ra. Mẫn Quyên cũng tranh thủ thời gian thi bằng lái xe. Cô có thể lái một chiếc xe sang trọng như những người khác. Ban đầu trong lòng cảm thấy có chút ngại ngùng. Nhưng sau đấy Dương Thần có nói một câu. Có Lam Lam ở đây, cô sợ gì chứ? Mẫn Quyên mới thấy an tâm, Lam Lam không phải đứa trẻ bình thường, nếu như thực sự lúc lái xe có gặp sự cố gì, cũng không thể khiến cho con bé bị thương. Mặc dù khá kỳ lạ, nhưng nói cho cùng, hai người ở cạnh nhau thì gần như là Lam Lam bảo vệ Mẫn Quyên. Trên đường đi tới nhà trẻ, Lam Lam ngồi ghế sau không ngừng chu cái miệng nhỏ nhắn dễ thương dục Mẫn Quyên. "Dì Mẫn Quyên nhanh lên chút, nhanh lên đi, Lam Lam muốn đi sở thú." Mẫn Quyên dở khóc dở cười hơi quay đầu về phía sau. "Bà cô của tôi ơi, xe đợi ở cổng nhà trẻ cơ mà, chưa tới giờ thì chưa xuất phát, chúng ta tới nhà trẻ sớm cũng không làm được gì đâu. Làm làm đâu thèm nghĩ nhiều như vậy, trong lòng quá háo hức nên luôn miệng dục như vậy thôi." Xe chạy từ biệt thự cao cấp ở ngoại ô phía Tây. Có một đoạn đường dài lối rẽ ngang dọc, bình thường rất ít người qua lại đây, nên dần dần bị bỏ quên, nhưng con đường này lại là con đường gần nhất để tới nhà trẻ Văn Hoa mẫn quyên chạy với tốc độ cao lòng bàn tay đổ mồ hôi mọi lần chạy trên con đường này ít xe qua lại còn tiện nghe tiếng thúc giục của lam lam mẫn quyên cũng nhấn ga mạnh hơn nhưng chưa chạy được bao lâu thì ngã tư phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ô tô mẫn quyên nhanh chóng phanh lại chiếc xe kia dường như không quan tâm tới quy tắc giao thông muốn đi là đi bíp bíp mẫn quyên ấn còi chiếc xe vẫn đứng chắn giữa đường chuyện gì vậy thật không ra gì cô gái quê mẫn quyên cũng phải tức mình lẩm bẩm làm làm bĩu môi cũng cảm thấy vô cùng bất mãn với chiếc xe trước mặt đúng lúc này cửa xe sau của chiếc xe mở ra ba tên ăn mặc kiểu lưu manh vòng vèo đầy mình tóc nhuộm hùng hổ đi xuống mấy tên chạy nhanh tới bên chiếc xe bmw một tên tóc đỏ đập mạnh tay vào cửa xe bên mẫn quyên dầm 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 tên đấy ngoác ngoác ngón tay mở cửa xuống xe mẫn quyên sợ tới mức mặt trắng bạch run rẩy không biết làm sao, thì nghe thấy tiếng mở cửa xe sau, làm làm tức giận, mở cửa xe sau, nhảy xuống, tiểu mập hai tay chống nạnh, mái tóc dưa hấu đen tuyền bay bay trong gió sớm, giống như một tiểu tinh linh trong mùa đông lạnh, sau mấy người lại cản đường chúng tôi, làm làm phải tới nhà trẻ, mấy người mau cho xe ra chỗ khác đi, làm làm tức giận kêu lên, tên tóc đỏ và mấy tên khác đứng sững, không ngờ con bé con này lại dám nhảy xuống xe. Mẫn Quyên cũng không thể ngồi lì trên xe vội mở cửa xe, nhảy xuống, ôm lấy Lam Lam, hỏi, mấy người là ai, sao lại chặn đường chúng tôi? Khặc khặc, các người không cần biết làm gì, ngoan ngoãn ngồi sau, xe này để chúng tao lái. Tên tóc đỏ cười gằn, Lam Lam nghiêng nghiêng đầu, hỏi, mấy người muốn lái xe, muốn đưa Lam Lam tới nhà trẻ sao? Ha ha, nhà trẻ, danh con biết gì mà nói chuyện với ông đây? Ngoan ngoãn lên xe không ông cho bạt tay bây giờ. Lên xe, tên tóc đỏ hung ác nói. Mẫn Quyên thấy bộ mặt của ba tên đứng đằng sau vô cùng hung ác. Lam Lam, chạy mau, đi tìm ba mẹ cháu đi. Còn, muốn chạy, tóc đỏ liếc mắt một cái ngầm ra hiệu. Một tên cao lớn lập tức đứng chặn trước mặt, tát một cái vào mặt Mẫn Quyên. Bốp một tiếng, Lam Lam trơn tròn mắt. Các người đánh cô, các người là kẻ xấu. Giọng con nhóc này lớn thật, cho nó xỉu luôn đi. Tên tóc đỏ ra lệnh. Vâng, tên đấy một tay nắm lấy áo Lam Lam, một tay đánh vào gáy con bé tên này hạ thủ không chút lưu tình da đòn rất nặng cho dù là người lớn cũng sẽ hôn mê bất tỉnh nhưng khi lam lam bị đánh trúng thì dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả tên ra tay hạ thủ sững người ôi sao có thể như vậy sao con nhóc này lại không bị gì cả khuôn mặt lam lam tức giận đến đỏ bừng đôi mắt đen long lanh tràn đầy sát khí ánh mắt bất cần hoàn toàn không ai có thể tưởng tượng nổi đây là dáng vẻ của một con nhóc các người dám đánh lam lam mẹ cũng không dám đánh lam lam các người đều là kẻ xấu, Lam Lam sẽ giết hết các người. Tên tóc đỏ bị ánh mắt của Lam Lam dọa, nhưng lại nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là một con nhóc còn học nhà trẻ. Sợ cái tóc gì, khạc, chúng mày nghe thấy không? Con nhóc này nói sẽ giết chúng ta đấy. Tên tóc đỏ cười nhạo, đại ca, cứ nhét nó vào xe đi, cứ như vậy sẽ có người đến đấy. Lúc ấy thì phiền phức lắm, ông chủ còn đang đợi chúng ta. Một tên khác nói, tên tóc đỏ gật đầu, đem nhét cả hai đứa nó vào xe. Đi thôi, vâng. Sau khi hai tên đó trả lời thì lập tức chuẩn bị bắt người, nhưng không đợi chúng chạm tới mình, Lam Lam đã ra tay trước, cô bé tiểu mập nhanh như chớp, hoàn toàn là sức mạnh của cơ thể, bình thường luôn phải cố kìm chế, giờ phút này đã bùng phát, căn bản không phải là điều mà mấy người bình thường này có thể trông thấy được. Phốp, một âm thanh xuyên qua, như tiếng vật gì đó xuyên qua một lớp giấy, đợi tới lúc mấy tên đó kịp phản ứng, thì chỉ còn biết cúi đầu nhìn bụng của mình chỉ thấy nắm tay nhỏ của Lam Lam trông như con bọ cánh cam. Xuyên qua bụng lòi cả thận, ôi, tên đó kêu lên thảm thiết, hai mắt trắng dã nhưng căn bản không có chút ảnh hưởng nào tới Lam Lam cả. Hai chân con bé đạp một cái, cả thân mình như đạn pháo, nhảy lên, tay trái tung một quyền, gần như cùng lúc đánh vào ót của một tên khác, rác, một tiếng giòn tan vang lên, đầu tên đó bị đánh quay 180 độ, đầu lõm xuống, cổ bị gãy, tên tóc đỏ thấy toàn bộ chỉ trong 3-4 giây hai tay như đi mượn, tè ra quần, hai chân run lẩy bẩy, Lam Lam không có ý dừng lại, đi tới trước mặt tên tóc đỏ, tung một cước, á, bắp chân của tên tóc đỏ bị quét ngang, có thể nghe thấy cả tiếng xương gãy, Mẫn Quyên muốn ngăn cản Lam Lam lại, nhưng đã không kịp nữa rồi, đến khi cô kịp định thần lại thì ba tên côn đồ đều bị Lam Lam đánh cho hai tên mất mạng. Một tên tàn phế, cách đó không xa, tên lái xe duy nhất còn lại trên xe nhìn thấy đồng bọn đều bị con bé hạ gục, Sợ hãi, lập tức quay đầu xe, nhấn ga bỏ chạy không dám quay đầu lại. Mẫn Quyên không quan tâm nhiều như vậy. Trên đường máu bắt đầu chảy, cô lập tức chạy lên phía trước ôm lấy Lam Lam vẻ mặt không vui. Bế vào xe, Lam Lam ngoan ngồi yên đấy để cô gọi điện thoại. Mẫn Quyên biết cô không thể làm chủ chuyện này được. Rõ ràng là có người muốn đến bắt cóc Lam Lam, phải nhanh chóng báo cho Dương Thần biết. Nghĩ vậy nên cô gọi điện thoại. Vâng, Lam Lam bĩu môi, gật gật đầu, vẻ mặt ấm ức nhìn đồng hồ số trong xe còn về vệt máu loang lổ trên người. Hai tên cướp chết nằm trên mặt đất, Lam Lam căn bản không chú ý tới. Lúc này, vì vẫn còn sớm, Lâm Nhược Khê và Dương Thần vẫn chưa ra khỏi nhà. Họ đang ngồi trên sofa xem tin tức cùng Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương. Dương Thần thấy di động của mình kêu, vừa nhìn biết là của Mẫn Quyên gọi. Bình thường nếu có chuyện gì Mẫn Quyên đều gọi cho Lâm Nhược Khê. Hôm nay lại gọi cho hắn, vừa nhận điện thoại, không để Dương Thần nói gì. Mẫn Quyên đã tuôn ra một chàng, Dương thần nhíu mày đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, trầm ngâm, hai người đang ở đâu, tôi sẽ tới ngay, cảm ơn bạn đã xem tới đây, hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1159 của tác phẩm Cô vợ Tổng Giám đốc xinh đẹp của tôi. Lâm Nhược Khê nhìn vẻ mặt cứng đơ của Dương Thần, lo lắng hỏi han, ông xã, đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Thần cúp điện thoại xuống, trầm giọng nói, Mẫn Quyên đưa Lam Lam đi, trên đường bị kẻ lạ chặn lại, định bắt cóc bọn họ cái gì, lâm nhược khê bàng hoàng đứng dậy, vậy bây giờ thế nào rồi? quách tuyết hoa và vũ vương cũng nhanh chóng nhìn lại, dương thần trấn an cười nói, đã bị con gái cưng của chúng ta giải quyết rồi, anh sẽ đến giải quyết phần còn lại, yên tâm đi, làm làm không sao cả, lâm nhược khê thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, vậy anh mau đi đi, anh nhanh lên nhá, chút nữa em sẽ đuổi theo, dương thần cũng không chần chừ nhiều, cũng không lái xe, thoát cái đã ở trên con đường nhỏ đó tìm được Mẫn Quyên và Lam Lam cũng rất dễ dàng. Trong nháy mắt, Dương Thần đã xuất hiện ở nơi sự việc xảy ra. Anh Dương, anh tới rồi, Mẫn Quyên cũng đã từng chứng kiến. Việc Dương Thần bỗng nhiên xuất hiện cũng không có gì kỳ lạ nữa. Dương Thần gật gật đầu, đi đến bên cạnh xe, giơ tay dắt Lam Lam từ trong xe ra, nhìn vẻ mặt dầu dĩ không vui của Tiểu Mập, vỗ vỗ nhẹ, xác định không có vấn đề gì, mới đưa mắt nhìn ba tên ở trên mặt đất, hai gã đàn ông đã bị Lam Lam giết chết còn lại tên tóc đỏ vì quá đau đớn nên đã hôn mê bất tỉnh dương thần nhìn vết tích của lam lam thực sự có thể hạ thủ một cách tàn nhẫn như vậy gần bằng cha của mình đúng là con nối nghiệp cha mặc dù cách nhìn như vậy có hơi chút biến thái nhưng dương thần thực sự hài lòng khi con gái mình giết người một cách quả quyết như vậy cha lam lam muốn đi vườn bách thú ánh mắt lam lam tội nghiệp thời gian qua đi lâu như vậy rồi đứa nhỏ sợ không đuổi kịp đoàn ai ra bộ đồ này dính toàn máu làm sao đi đến nhà trẻ được mẫn quyên bất đắc dĩ nói dương thần cười cười không phải sợ tốc độ của cha rất nhanh sẽ đưa lam lam đi thay đồ rồi lập tức phi đến nhà trẻ chắc chắn sẽ đuổi kịp lúc này lam lam mới vui vẻ trở lại vỗ tay ồ, ồ ồ cha là nhất đúng vậy nhưng lam lam à sau này nếu như giết người thì tốt nhất đừng dùng cách máu me này không cần làm bẩn quần áo như vậy sẽ đỡ phải thay quần áo không dính máu me thì làm sao giết được kẻ xấu Lam Lam tò mò hỏi, Dương Thần nhẹ nhàng nói, ví dụ như bóp cổ của kẻ xấu, vặn vài vòng, hoặc là đập đá vào đầu họ, đều được, Lam Lam mơ màng gật đầu, Lam Lam sau này khi nào muốn giết người sẽ thử, ha ha, đúng vậy, đúng là con gái cha, Dương Thần cười một cách ngây ngô, Mẫn Quyên không còn lời gì để nói với cha con nhà này, lại còn nói về chủ đề này một cách nhẹ nhàng như vậy, ba tên cướp vẫn còn nằm trên mặt đất, mặc dù chưa toại, nhưng cũng phải biết vì sao người ta đến nơi đây để chặn đường bắt cóc dương thần lúc này mới quay đầu nói mẫn quyên đợi lâm nhược khê đến bảo cô ấy liên hệ với nghiên nghiên ở đây vẫn còn dấu vết điều tra sẽ không quá khó tôi đưa lam lam về nhà thay đồ trước bởi vì bây giờ những người phụ nữ này đều đã có tu luyện dương thần sớm đã bảo người của tiểu đội hải ưng trở về châu âu dù sao người ta cũng có nhiều người nhà sẽ nhớ họ yêu cho nên điều tra chuyện này cũng đành phải làm phiền thái nghiên vậy Mẫn Quyên hiền lành gật đầu, hiểu ý, Dương Thần Nhân lúc xung quanh chưa có ai, lập tức quay về nhà, chạy đến phòng của Mẫn Quyên, quần áo của Lam Lam đều ở đây, thay đồ cho cô con gái nhỏ xong, liền lau vệt máu trên mặt cho Lam Lam, xịt chút nước hoa để che mùi máu tươi đi, làm mọi việc không đến 10 phút, sau đó, Dương Thần đã ôm Lam Lam chạy đến sân thượng của nhà trẻ Vân Hoa. Như vậy cũng sẽ không xuất hiện đột ngột, khiến người khác nhìn thấy mở cửa trên sân thượng ra dương thần đưa lam lam xuống lầu dưới vừa đúng lúc lam lam hoàn toàn không cảm thấy chút ảnh hưởng nào từ việc giết người vừa rồi ngược lại còn cảm thấy buổi sáng hôm nay sảng khoái khác thường trước lúc chia tay còn năn nỉ dương thần sau này cho cô bé bay nhiều hơn dương thần sau có thể nghe lời cô bé được vỗ vào mông tiểu mập bảo cô bé nhanh chóng đến phòng học hòa vào những bạn khác rồi sau đó hắn lặng lẽ quay đầu trở về lâm nhược khê làm theo ý của dương thần gọi thái niên phái cảnh sát đến hiện trường giải quyết hai người đàn ông đã tử vong, còn tên tóc đỏ thì được đưa đến bệnh viện làm chút phẫu thuật nhỏ, sau đó là trị liệu, mặc dù Lam Lam giết người, nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ, lại là tự vệ, vì vậy căn bản không là việc gì to tát, thái nghiên đối với đứa con gái nuôi của mình, suốt đứa nữa đã bị bắt cóc, đương nhiên cũng có chút bất mãn, sai người nhanh chóng điều tra tin tức về bọn cướp, đến thẩm vấn trực tiếp ngay tại phòng bệnh, Dương Thần và Lâm Nhược Khê cùng đứng trong phòng bệnh, cũng không có tâm trạng đi làm nữa. Thế nào thì cũng phải giải quyết xong việc đám người dám ra tay với con gái mình trước đã. Cậu không cần che giấu trước mặt chúng tôi, chúng tôi đã điều tra ra, trước kia cậu là thành viên bị trục xuất khỏi hội Đông Hưng Mạnh Quân, hai thuộc hạ của cậu là A Trạch và Vương Phi cũng có không ít lần phải tiến hành ghi chép như thế. Này, tư liệu của các người, trên tay của cảnh sát chúng tôi đều đã lập hết hồ sơ. Nếu như cậu phối hợp điều tra với bên cảnh sát của chúng tôi. Nói ra kẻ đứng sau sai khiến và âm mưu thì khi kiện lên tòa cậu có thể được xử khoan hồng. Nếu như cậu biết mà không nói thì chúng tôi đảm bảo, với thân phận của đứa nhỏ mà cậu bắt cóc, ít nhất cậu cũng phải ngồi tù 10 năm, cho dù có để cậu chết thì cũng không có ai dám nói gì. Thái Nghiên vẻ mặt lạnh lùng thẩm vấn tên tóc đỏ, có nhiều chỗ phóng đại lên, nhưng lại rất hữu nghiệm. Mạnh Quân còn đang đau đớn ở chân, nghe thấy cô nữ cảnh sát ở trước mặt nói những câu nghiêm túc như vậy, người liền run lẩy bẩy, "Tôi, thưa đồng chí cảnh sát, tôi chỉ là một kẻ làm ăn kiếm chút thu nhập. Ông chủ mướn tôi, bảo tôi dẫn các anh em đến bắt cóc đứa nhỏ này. Chúng tôi liền làm theo, chúng tôi chỉ kiếm chút tiền để sống. Căn bản không biết đối phương mà ông chủ muốn bắt là người như thế nào. Vậy sau khi cậu bắt cóc, thì sau đó cậu muốn đưa đứa nhỏ đi đâu? Địa điểm là gì? Thái Nghiên chất vấn, Mạnh Quân vội hỏi. Địa điểm là nhà máy gia công bánh ngọt đã bỏ hoang ở đường Nam Đình. Ngồi ô phía Tây, chúng tôi chỉ cần đưa đứa nhỏ đến đó là được ông chủ sẽ phái người đến nhận chẳng phải cậu còn có một kẻ đồng lõa khác chạy trốn rồi sao bây giờ tên đó đang ở đâu mạnh quân nghiến lợi nói đúng rồi thưa đồng chí cảnh sát gã tên là a lỗ gã không phải là người của chúng tôi là người mà ông chủ phái đến giám sát chúng tôi làm việc gã nhất định biết kẻ đứng sau là ai mặc dù gã chạy mất nhưng tôi có thể nói cho đồng chí cảnh sát biết biển số xe của gã nhất định các người có thể tìm ra được tung tích của gã kẻ tóc đỏ vội vàng lúc quan trọng này, đảm bảo mình mới là người quan trọng nhất, vì vậy có thể nói ra toàn bộ, có biển số xe, thái nghiên tra trên mạng, phối hợp với đồn cảnh sát, nên có thể dễ dàng tìm ra được hướng đi của chiếc xe tải màu trắng kia. Đợi thu thập được tất cả những tài liệu xong, thái nghiên lập tức sau người bao vây toàn bộ Trung Hải để tìm ra chiếc xe đó. Không lâu sau, phía dưới truyền tin lên, đã tìm được chiếc xe kia bị dừng lại ở một đoạn đường thuộc ngoại ô phía Tây. Nhưng trong xe không có người, nhưng những tên côn đồ đó đa phần đều có hồ sơ trong đồn cảnh sát tên tài xế a lỗ nhanh chóng đã được tìm ra từ đống hồ sơ đó sau khi được mạnh quân xác định chính xác là a lỗ thái nghiên liền ra lệnh truy nã toàn bộ thành phố trung hải điều tra tên a lỗ này chỉ cần tìm được gã là sẽ biết được ông chủ của gã là ai dương thần và lâm nhược khê nhìn bức ảnh chụp a lỗ vẻ lấm la lấm lét không giống người tốt nhưng cũng không thể làm gì được chỉ có thể chờ thái nghiên đem người đi bắt gã về lâm nhược khê không khỏi vui mừng Lam Lam là một đứa trẻ không giống ai, đặc biệt là vào những lúc nguy hiểm, có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, đúng là một chuyện vui. Xử lý xong một loạt các sự việc, thì cũng đã đến giữa chưa? Thái Nhiên đang định cùng Dương Thần và Lâm Nhược Khê đi ăn cơm thì điện thoại từ cục gọi đến. Thái Nhiên nhận điện thoại, chưa nghe được mấy câu thì đã lặng lẽ trao mày, khuôn mặt trở nên trắng bạch, Dương Thần và Lâm Nhược Khê nhìn nhau, không hiểu chuyện gì, vừa rồi chẳng phải còn đang tốt đẹp sao, sao Thái Nhiên lại hồn bay phách lạc như vậy. Thái Nghiên run rẩy buông điện thoại xuống, mắt đẫm lệ, nước mắt rơi xuống, nghiên nghiên, đã xảy ra chuyện gì vậy, cô đừng làm bọn tôi sợ. Lâm Nhược Khê thấp giọng nói, Thái Nghiên che miệng lại, nhưng vẫn không kìm được, khóc giống lên, hai hàng lệ rơi xuống, vẻ mặt lo lắng, nhìn Dương Thần nói, Tiếu giá, Tiếu giá, anh ấy chết rồi, khuôn mặt Lâm Nhược Khê nghi hoặc, căn bản không biết Tiếu giá là ai nhưng Dương Thần thì lại kinh ngạc. Không dám tin, cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Mời các bạn theo dõi chương 1160 của tác phẩm Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Dương thần cũng không quan tâm được quá nhiều. Tiến lên ôm cổ thái nghiên. Vỗ vỗ lưng cô, đừng khóc nữa. Còn đang ở trong bệnh viện mà. Cảnh sát trưởng sao có thể khóc tu tu như vậy được. Mau nói xem đã xảy ra chuyện gì rồi. Thái nghiên nức nở, cố nén nước mắt lại. Lau khóe mắt, ngẩng đầu lên nói. Trong cục nhận được điện thoại của cha tiếu giá. Nói tiếu giá, anh ấy, anh ấy bị người ta thắt cổ giết, thắt cổ, mặc dù Dương Thần không quen lắm với Tiếu Giá, nhưng người ta cũng là một người đàn ông đường đường chính chính. Không ngờ lại khuất nhục bị thắt cổ giết, không khỏi lạnh lùng hỏi, là tên lôi chính phúc kia là mà. Thái Nghiên lắc đầu, còn chưa xác định được, nhưng hơn nửa là trước đó Tiếu Giá có nói với cha anh ấy. Có việc gặp có thể điện thoại đến cục cảnh sát tìm em. Em không ngờ lại xảy ra chuyện này, nói xong, Thái Nghiên xoa mặt, nghiêm mặt nói, không được em phải lập tức đi đến nhà tiêu giã một chuyến. Dương thần thấy cảm xúc của Thái Nhiên không ổn định. Nhíu mày, nói với Lâm Nhược Khê ở một bên. Nhược Khê, em đến công ty trước đi. Anh và Nhiên Nhiên đi một chuyến xem sao. Mặc dù Lâm Nhược Khê không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng giết người cũng là một chuyện lớn. Không hỏi nhiều, an ủi vỗ lưng Thái Nhiên. Rồi bước đi, Thái Nhiên cảm kích nhìn Dương thần một cái. Trong lòng đang đau đớn thì có một người đàn ông bên cạnh. Làm cho cô an tâm hơn nhiều. Hai người rời khỏi bệnh viện, Thái Nhiên lái xe của cô hướng đến thôn Đà Võng ở thị trấn Lộc Sơn. Thôn Đà Võng cách Trung Hải không đến một tiếng đồng hồ đi xe. Cũng vì không ít đoạn đường là đường tỉnh, nên cũng không thể lái nhanh được. Trong thôn có một con sông chảy qua, ngoài ra còn có không ít các hồ nuôi chai và cá nheo. Hai năm nay vì lôi chính phúc xây dựng nhà máy chế biến giấy, lại khai thác khoáng sản, quạng sát nên đã làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ở trong thôn. Không ít cá đã chết đất đai cũng không được phí nhiêu như trước người dân trong thôn làm công trong xưởng sản xuất giấy của lôi chính phúc còn những người trẻ tuổi thì chạy đến trung hải để làm công nên trong thôn toàn là người già và phụ nữ nhà của tiếu giã ở cạnh đường lúc này trong nhà của tiếu giã đã có mười mấy người dân đang đứng ở đó xì xầm nói chuyện gì đó cũng có tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em dương thần và thái nghiên cùng đi đến ở cửa đã có hai chiếc xe của công an xã ở đó mấy viên cảnh sát nhìn thấy có xe cảnh sát từ trung hải đến nhìn thấy quen mắt nhìn lại lần nữa một người phụ nữ xinh đẹp từ trong xe bước xuống có vài phần buồn bực cũng chỉ có bọn họ đồn trưởng đồn công an thị trấn lộc sơn trương quốc bình là nhận ra thái nghiên cục trưởng thái sau cô đến đây trương quốc bình là một người mập mạp bụng phệ đi tới nhiệt tình cười hỏi đồn trưởng trương vất vả cho các anh rồi thái nghiên miến cưỡng cười nói nhưng cũng chỉ đưa tay ra bắt tay với tên đồn trưởng này rồi nhanh chóng rụt lại Trương Quốc Bình lập tức giới thiệu cho mấy viên cảnh sát cấp dưới. Vị này là cục trưởng cục cảnh sát ở khu Tây thành phố Trung Hải Thái Nghiên. Là cấp trên của chúng ta, mọi người qua chào hỏi chút đi. Vài viên cảnh sát đều kinh ngạc trước một lãnh đạo thành phố là một nữ cảnh sát xinh đẹp và trẻ tuổi như. Vậy, nhưng vẫn phải chào hỏi, không dám chậm chế. Nói đến đây, mấy viên cảnh sát này đa phần cũng chỉ vì kiếm miếng cơm. Ở thành phố, làm việc ở cục cảnh sát mới là nhân viên công vụ quốc gia. Thái Nghiên cũng không có tâm trạng nói chuyện nhiều với bọn họ, mà lập tức đi đến trước mặt cha của Tiếu Giá. Cha Tiếu Giá và Tiếu Giá có bề ngoài giống nhau, nên rất dễ nhận ra, nhưng một người cha tóc đã hoa dâm. mà con trai đột nhiên bị hại chết, tâm lực trở nên tiêu tụy, dường như cũng đã gần đất xa trời, sắc mặt vàng vọt. Thái Nghiên từ trước đã nhận ra cha của Tiếu Giá, nhìn thấy dáng vẻ già nua, trong lòng cảm thấy chua xót, nắm lấy bàn tay của ông, Tiếu bá bá, bác nhất định phải kiên cường." cháu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tiếu giã. Cha của tiếu giã ho khụ khụ vài tiếng, suy sụp cười nói, cảm ơn, cục trưởng thái, cô có thể tới đây, tôi đã rất cảm kích rồi. Theo lý mà nói thì cái chết của tiếu giã cũng không đến lượt thái nghiên phải từ thành phố chạy đến giải. Quyết, cho nên cha của tiếu giã chỉ ôm chút hy vọng đó mà gọi điện đến. Thái nghiên không biết an ủi như thế nào, người thì cũng đã chết rồi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm sao có thể nói như vậy được, tìm được hung thủ trừng trị hung thủ thái nghiên kiên định quay mạnh đầu về phía trương quốc bình hỏi đồn trưởng trương tình hình cụ thể như thế nào điều ra đến đâu rồi trương quốc bình cười nói cục trưởng thái chủ nhiệm tiếu sáng sớm hôm nay do người dân đi đường phát hiện ra cậu ta đã treo cổ ở ban công trong nhà hiện trường chưa phát hiện ra manh mối nào những manh mối tìm thấy không giống như cậu ấy bị sát hại ngược lại giống như tự sát nói bậy con trai ta làm sao có thể tự sát được cha của Tiếu Dã lúc này đột nhiên phẫn nộ hét lên. Nhất định là do tên lôi chính phúc kia phái thuộc hạ đến từ đêm qua để giết con trai ta. Chẳng phải gã muốn gia đình ta bỏ phiếu bầu cho gã là trưởng thôn sao? Gã vì lá phố bầu đó mà giết con trai ta, sao cảnh sát các người không đi bắt gã về đi chứ? Những người dân xung quanh đều lộ vẻ phẫn nộ, mọi người thực sự cũng có thể đoán ra được, nhưng chỉ dám giận mà không dám nói. Tiếu Dã dù sao cũng là con của trưởng thôn đả võng. Ở đây toàn là cô chú anh ta nhìn thấy cháu trai của mình bị hại chết, mọi người đều cảm thấy đau lòng. Trương Quốc Bình không hài lòng, cao mày nói, tiếu kim căn, công an chúng tôi phá án phải có bằng chứng. Hiện trường không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào, lẽ nào chủ nhiệm tiếu một người đàn ông đã tốt nghiệp đại học cảnh sát lại không vòng trước tai họa này. Sao, Dương Thần ở một bên quan sát từ nãy đến giờ vội chen vào nói. Vậy các người nói anh ta tự sát, có tìm ra được động cơ tự sát không? Cậu là ai? Trương Quốc Bình vừa rồi không chú ý nhiều đến Dương Thần chỉ tưởng Dương Thần là cấp dưới của Thái Nghiên, nhưng bây giờ lại thấy không giống, không cần phải quan tâm đến việc anh ta là ai, cậu hãy trả lời câu hỏi đó đi. Thái Nghiên lạnh lùng nhìn Trương Quốc Bình, Trương Quốc Bình thấy Thái Nghiên nói như vậy, đành ngoan ngoãn nói, tạm thời chúng tôi chưa tìm được, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng phá án trong một tháng. Nói đùa à, một tháng, Thái Nghiên khiển trách, hôm nay lập tức đi đến hiện trường kiểm tra dấu vân tay. Kiểm nghiệm thi thể, tôi cũng không tin không tìm ra được dấu vết nào của hung thủ. Vụ án này sẽ do tôi trực tiếp thay các người tiếp quản. Toàn bộ các người hãy cút hết đi. Thái Nghiên nhìn ra tên Trương Quốc Đống này làm việc ở đồn công an thị trấn Lộc Sơn. Chắc đã nhận hối lộ của tên lôi chính phúc kia. Rõ ràng muốn đè nén chuyện này xuống. Trương Quốc Bình bỗng nhiên suy ngẫm. Miệng méo mó cười. Cục trưởng Thái, cô là lãnh đạo cấp trên của tôi. Nhưng cô cũng không thể quá đáng được. Chúng tôi đều làm theo quy trình. Việc này không phạm gì vào nguyên tắc cả. Cô không biết chứ mặc dù đồn công an của chúng tôi tuy nhỏ nhưng những việc như thế này thực sự không ít đồn chúng tôi cũng đã làm hết khả năng rồi nếu như cô cố ý đuổi chúng tôi thì chúng tôi còn mặt mũi nào ở thị trấn lộc sơn này nữa trương quốc bình tôi là một nhân vật nhỏ nhưng cậu của tôi có thể sẽ cảm thấy tôi làm cho cậu ấy mất mặt không còn chỗ nào mà đi nữa cậu của ngươi thái nghiên cười lạnh là giám đốc sở họ chu của sở công an sao cậu tưởng cậu của cậu là tù trưởng của tôi thì tôi sẽ nể cậu sao trương quốc bình hư lạnh nói cục trưởng thái nước sông không phạm nước giếng ở đây tôi có ba phần đất vụ án này còn cần đến tôi quyết định trương quốc bình cậu có một người cậu là giám đốc sở công an đời này cậu chỉ có thể làm được đến chức đồn trưởng đồn công an ở thị trấn lộc sơn nhỏ bé này cậu có biết tại sao không trương quốc bình nhíu mày không hài lòng cục trưởng thái cười nhạo tôi sao thôi đi tôi nói cho cậu biết thái nghiên bỗng sắn tay áo cười nhạo bởi vì cậu chỉ là một cái đầu heo vừa dứt lời thái nghiên liền đấm một nhát vào cái bụng vệ của trương quốc bình bốp thậm chí có thể nghe được tiếng đánh trên bụng tên này trương quốc bình trừng hai mắt lên kêu lên một tiếng đau đớn thân thể lảo đảo lùi lại phía sau thái nghiên không nể mặt lại nện cho một nhát vào mặt trương quốc bình khiến cho y tóe máu những người dân ở đây và những cảnh sát khác đều ngây người ra một nữ cảnh sát xinh đẹp oai phong không ngờ không nói tiếng nào nói đánh là đánh Dương Thần ở bên quan sát cảm thấy rất vui, với tính cách dứt khoát, thích dùng bạo lực mới khiến cho hắn trước kia nhanh chóng nhớ được cô. Hay lắm, đánh hay lắm, Dương Thần lập tức vỗ tay, thét to, những người dân cũng cười ha hả vỗ tay. Bình thường không ít người đã phải chịu uất ức từ tên Trương Quốc Bình này rồi. Trương Quốc Bình bị đấm như vậy, nhất thời lảo đảo, thở hồn hển, tựa người vào thuộc hạ của mình, chỉ vào thái nghiên quát, đồ đàn bà thối tha, cô, cô, tôi tôi phải đi báo cáo với lãnh đạo cô tàn đời rồi cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở chương tiếp theo